chương 26, tôi có thói quen làm gì là làm tới nơi tới chốn Dương thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, Mạc thiện ni với dáng người thon thả đi thẳng đến trước mặt mọi người, và cầm loa phóng thanh lên. Chỉ nhìn lướt qua, Dương thần đã hiểu tên béo và đám đàn ông kia tại sao lại si mê cái cô Mạc thiện ni này đến vậy. Đây đích thị là một cô gái đẹp, thân hình thon thả, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, nếu đem ra so sánh với sắc vi thì cũng một chín một người, nhưng có điều sắc vi có nét đẹp hoang dã, và gợi cảm, còn cái cô Mạc Thiện Nhi này lại đầy tự tin và vẻ đẹp trí thức. Hiển nhiên, cái đám đàn ông chơi chán những thứ phàm tục, đối với nét đẹp nổi trội của gái công sở, thật khó mà có thể làm ngơ. Xin mọi người giữ trật tự. Mạc Thiên Nhi mỉm cười và nhỏ nhẹ nói. Tiếp theo là bài thi năng lực ngôn ngữ, với công việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thì đối với quốc tế ngọc lôi của chúng ta mà nói, cơ hội tiếp xúc với khách quốc tế là rất nhiều. Nếu sau này không thể giao tiếp một cách lưu loát để giúp công ty sinh lời thì đó sẽ được coi là một hành động vô trách nhiệm. Căn cứ vào tư liệu đăng ký của các vị, chúng tôi đã chuẩn bị các bài thi liên quan đến các loại ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia. Người đạt 60% tổng số điểm ở phần thi này được tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Do vậy, yêu cầu mọi người làm bài cẩn thận, chúng tôi chuẩn bị phát bài thi thời gian làm bài là 1 giờ đồng hồ, xin cảm ơn. Vừa dứt lời, mà kiện ni ra hiệu cho mấy trợ lý, bốn người trợ lý xinh đẹp đi tới bốn góc và bắt đầu phát bài thi từ chỗ xa nhất phát lại. Audio điện tử võ tấn bền Ngoại ngữ của đa phần những người có mặt tại đây không phải là bắt đầu học từ nhỏ. Khi đi học bắt đầu học cách sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ gần giống với tiếng Anh như tiếng Tây Ban Nha, hoặc là học một vài câu đơn giản tiếng Nhật, do vậy khi lựa chọn đề thi, đề tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được chọn nhiều nhất. Dương Thần ngồi ở gần chính giữa phòng thi, khi người trợ lý hỏi muốn đề thi gì, thì Dương Thần phân vân không biết chọn đề gì, cuối cùng ngượng ngùng nói. Tùy cô, đưa cho tôi hai đề thi khác nhau là được rồi. Cô trợ lý xinh đẹp ngây người ra tự hỏi. Cái anh chàng này rút cuộc là ngốc hay là thực sự lợi hại, lẽ nào anh ta biết đến sáu ngoại ngữ? Dưới con mắt cô ta, Dương Thần là anh chàng tự cho mình tài giỏi, có tình gây khó khăn, liền lấy từ dưới hai bài thi tiếng Đức và tiếng Italia, hai thứ tiếng mà chưa có ai trong phòng thi lựa chọn. Tuy lần thi này chỉ cần đạt được 60% tổng số điểm, nhưng yêu cầu càng thấp thì cũng có nghĩa yêu cầu của bài thi càng cao. Dương Thần không thèm để ý, cầm bài thi xong liền ký tên và xoạch xoạch viết. Không khí trong phòng chỉ im lặng trong vòng 5 phút đầu, vì có vài người anh chàng dự thi không hài lòng với nội dung bài thi, vì đa phần nội dung câu hỏi đều liên quan đến mỹ phẩm và quần áo của phụ nữ. Những kiến thức đó, cho dù là tiếng Trung thì đối với họ cũng chưa chắc đã biết, Bớn cợt phụ nữ thì họ biết, còn phụ nữ thì họ chẳng hiểu gì. Khi từng từ ngữ chuyên môn về thành phần của mỹ phẩm, hay những từ ngữ thiết kế miếng dán ngực, áo lót, quần lót không ngừng được đưa ra, thì làm cho các anh chàng này phát điên lên. Không đầy 10 phút sau, trong phòng thi phải có đến 7, 8 anh chàng ném bút xuống bỏ dở, và có đến bốn anh bỏ ra về, trước khi rời khỏi phòng thi còn tham lam liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của Mạc Thiện Ni một cái, rồi ra về với vẻ không cam tâm. Cái tên béo ngồi bên cạnh Dương Thần toàn thân toát mồi hôi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Thời gian trôi qua khoảng 10 năm phút, Dương Thần nhìn bài thi, nhăn mày, giơ tay nói. Giám thị, có vấn đề. Mạc Thiện Ni vẫn giữ nụ cười nghiêm nghị, nhìn Dương Thần rồi gật đầu, nhanh chóng tiến lại phía Dương Thần, anh có vấn đề gì? Khi đứng gần, Mạc Thiên Ni toát lên vẻ gợi cảm của gái công sở, trên người phảng phất mùi thơm của nước hoa sanen, hòa quyện với nét tinh hoa của đôi mặt trái xoan. Tên béo ngồi bên cạnh vốn đang đầy sự quyết tâm cũng đã bỏ bút xuống, nhìn Mạc Thiện Ni với con mắt thẫn thờ, miếng nuốt nước miếng ửng ực. Có lẽ, Dương Thần đã tiếp xúc với quá nhiều người con gái đẹp, bây giờ lại có sắc Phi, lý tinh tinh, hơn nữa là cô vợ Lâm Nhược Khê, đều có nét đẹp hơn Mạc Thiện Ni một bậc, Dương Thần nhìn rõ mặc hiện ni không mấy nhiệt tình từ đôi mắt của cô ta, nhưng anh ta chỉ nói về bài thi tiếng đức của mình. Dương Thần nói: Các cô khi ra đề hình như đã đánh sai cái từ veretan trong câu này, đáng ra phải là Verrechten. Thực tế nếu nói tê bách thì dễ phát sinh viêm nhiễm bộ phận sinh dục của phụ nữ, chỉ cần dùng cái phần tần đằng sau là được rồi, vừa đơn giản vừa chính xác. Dương Thần không cố tình nói nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng trình bày. Khi nói xong. Cả đám người xung quanh đều nhìn anh ta với con mắt kinh ngạc. Có vài cô gái đỏ mặt thẹn thùng, nghe thấy một thằng con trai nói về vùng kín của phụ nữ, có vẻ không được tự nhiên. Mạc Thiện Ni ngây người ra, cô ta không ngờ tới vấn đề mà Dương Thần nói, không phải anh ta, mà chính là đề thi có vấn đề. Cô ta nhìn Dương Thần với con mắt kinh ngạc, và yêu cầu trợ lý lập tức lên mạng kiểm tra lại. Rất nhanh, tìm kiếm qua từ điển tiếng Đức, người trợ lý nói cho Mạc Thiện Ni cái từ viêm nhiễm, quả thật đã đánh sai, cái này là do sơ suất. Kể từ đó, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Dương Thần lập tức thay đổi, từ hoài nghi sang kinh ngạc, lập tức biến thành sùng bái, đố kỵ, không ít nhân viên nữ của quốc tế Ngọc Lôi bắt đầu xì xầm, ánh mắt nhìn Dương Thần đã thay đổi và trở lên có hứng thú hơn. Cái tên béo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi kinh ngạc. cha quả nhiên là cao thủ sát gái giả nai ăn thịt hổ. Mạc Thiện Ni mỉm cười. Anh chàng này quả nhiên là nhân tài, cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai sót của chúng tôi, tiếp tục làm bài thôi. Làm bài. Dương thần mỉm cười cầm hai bài thi lên và nói. Giám thị, tôi làm bài xong rồi, đang chuẩn bị nộp bài đây. Wow, tiếng xì sầm từ bốn phía vọng lại, tất cả những người có mặt trong phòng thi đều lắc mắt, cái thằng cha này là người như thế nào. Mới thi được 15 phút, không những tìm ra được lỗi sai trong bài thi khó nhất mà còn hoàn thành xong hai bài thi và nộp bài. Cái nét mặt điềm tĩnh của Mạc Thiện Ni cuối cùng cũng thay đổi, lộ ra vài phần kinh ngạc và hoan hỉ. Anh có chắc muốn nộp bài không? Vẫn còn hơn 40 phút, không kiểm tra lại chút sao? Tôi có thói quen làm gì là làm cho đến nơi đến chốn. Dương thần lắc đầu từ chối ý tốt của Mạc Thiện Ni. Được rồi, chúng tôi sẽ chấm bài thi ngay tại đây. Mạc Thiện Ni cũng không nói nhiều, cầm lấy bài thi của Dương Thần đưa cho người trợ lý, tiếp tục đi giám sát các thí sinh khác. Nhưng lúc lúc lại liếc nhìn Dương Thần, hiển nhiên là đã có vài phần hiếu kỳ. Dương Thần có chút tẻ nhạt, muốn hút điếu thuốc nhưng lại nhớ ra ở đây cấm hút thuốc, liền giơ tay xin phép. "Giám thị, tôi muốn đi vệ sinh." Chương 27, Bohemian. Sau khi Dương Thần đứng dưới lầu ngọc lôi hút một điếu thuốc thì chỉ thấy một vài ứng viên lục tục đi từ trong ra, người nào người nấy mặt mày ủ rũ. Khó coi, trong đó có cả gã béo kia nữa. Gã béo nhìn thấy Dương Thần nét mặt lộ vẻ buồn bực. Người anh em này, cái đầu cậu làm bằng cái gì vậy, để khó như vậy mà cậu cũng làm được, cái phần tiếng Anh kia tôi đọc cũng chỉ hiểu được có 8 phần, còn phần tiếng Pháp thì đúng là không hiểu gì luôn. Ô, ăn may ăn may thôi. Dương Thần không thể nói với gã rằng vì bản thân mình cũng luyện được một vài chiêu độc, đầu óc có khả năng học hỏi nhanh nhạy khác thường dựa vào cái khả năng nhìn qua là nhớ của hắn thì học ngoại ngữ chỉ cần thuộc từ điển là đủ gã mập nhụt trí nói thôi thôi bỏ qua đi cũng chỉ có cái đầu óc kỳ lạ của cậu mới có thể vào được công ty quốc tế ngọc lôi những người anh em khác đều trượt cả rồi cậu phải giữ thể diện cho cánh mày dâu phải trụ đến cùng đấy gì cơ trong đó không còn gã đàn ông nào sao dương thần hỏi ai mà cả ngày không có việc gì ngồi nghiên cứu pháp văn chuyên dùng tiếng la tinh hay từ vượng tiếng tây ban nha Tên béo lắc lắc đầu. Xem ra đám đàn bà trong đó thêm cả cậu nữa chắc không quá 5 người. Dương Thần buồn bực sờ đầu, thực ra hắn cảm thấy vòng thi này không khó, nhưng sau khi nghe gã béo nói vậy cậu lại cảm thấy mình viết lộ quá, lẽ ra nên cố ý làm sai vài câu nếu không e là thành tích lại nổi trội quá, không đúng với ý hắn. Gã béo thở dài một tiếng rồi vỗ vai Dương Thần. "Thôi, tôi cùng mấy đồng chí bị trượt đi uống mấy cốc, nếu không mấy người chúng tôi thấy xấu hổ lắm." Nói xong, gã cùng mấy người cũng bộ dạng ủ rũ khó coi đi tới bãi đỗ xe. Dương Thần có phần buồn bực lưỡng thướng đi vào sảnh trường thi, quả nhiên nhận ra bên trong chỉ còn ba cô gái có sắc mặt tương đối tốt, cộng thêm bản thân gã nữa mới là bốn người. Dương Thần vừa bước vào cửa, Mạc Thiện Ni cùng những giám khảo cuộc thi tuyển của công ty quốc tế Ngọc Lôi đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lại như thể nhìn thấy quái vật. Mạc Thiện Ni chung quy sóng to gió lớn đều đã trải qua, chỉ một lát sau cô lập tức nói một hơi dài xin chúc mừng anh dương anh là người đàn ông duy nhất còn trụ lại đến vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng cũng là người đạt điểm cao nhất trong phần test ngoại ngữ anh đã đạt điểm tuyệt đối nghe mạc thiện ni nói chuyện tự nhiên mà thái độ lại tôn kính như vậy dương thần mới tin chắc là mình đã không cẩn thận để lộ quá rồi năng lực tiếng đức tiếng ý của mình đang làm cho đám người này kinh ngạc cười bối rối dương thần ngồi vào chỗ đợi đến lượt phỏng vấn cuối cùng bởi vì chỉ còn lại bốn người nên Mạc Thiện Ni cũng không cần dùng đến micro mà chỉ cười nói. Bốn vị có thể vượt qua vòng thi ngoại ngữ gian nan, có thể thấy cái vị đây đều là những người có thực tài và có học vấn thực sự để đến được vòng phỏng vấn cuối cùng này. Tôi chỉ muốn thử xem mức độ hiểu biết và năng lực giám sát của quý vị đối với doanh nghiệp hiện đại như thế nào. Mọi người đều biết, thiết kế trang phục của công ty quốc tế Ngọc Lôi chúng ta mỗi năm đều có những thay đổi lớn về phong cách, vì vậy việc nhận diện trang phục của chính công ty đối với nhân viên công ty mà nói cũng là một việc vô cùng khó khăn. Lát nữa sẽ có 10 người mẫu của công ty mặc những bộ trang phục được thiết kế hoàn thiện trong năm nay để trình diễn cho 4 vị. Trong vòng 5 phút, các vị hãy chọn ra bộ trang phục không phải của quốc tế Ngọc Lôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, chỉ có một cơ hội chỉ ra thiết kế không phải của Ngọc Lôi. Người lựa chọn chính xác sẽ được ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Dương thần nhíu mày, nói thật ra thì hắn cũng không mấy để ý đến việc ăn mặc, hiểu biết về ngành thời trang cũng hạn chế. Những bộ quần áo mà hắn đã mặc thì luôn có một đám người cung cấp nên cũng chưa hề tiếp xúc với các thương hiệu khác. Cùng lúc đó, tầm rèm trong trường thi được mở ra, tất cả 10 người mẫu trẻ đẹp bước ra phía trước, dạng dỡ xuất hiện trước mặt bốn người. Ba cô gái nét mặt không có chút biểu hiện nào ngạc nhiên, con gái vốn có bản tính thích làm đẹp, nhìn thấy trước mặt 10 bộ trang phục cắt may cầu kỳ, phong cách đa dạng, kiều dáng nữ tính thì đều có những suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu công việc thẩm định. Dương thần trước tiên lướt qua vài lượt bộ ngực của 10 người mẫu, sau đó mới mắm môi nhìn trang phục của họ. 10 cô người mẫu này quần áo đủ loại, có bộ váy hoa tiết da báo, váy liền hình nụ hoa, có váy voan mỏng, váy dây màu hồng phấn, còn có trang phục công sở tao nhã và đặc biệt là không một bộ nào có thể nhìn thấy dấu vết của nhãn hiệu nào. Đến hạn chót thời hạn quan sát, Dương thần hơi bần thần chút rồi vội vàng, không do dự ghi đáp án của mình trên tờ giấy được phát. 5 phút đồng hồ trôi qua nhanh như trước mắt, Mạc Thiện Nhi vỗ tay một tiếng, một vị trợ lý nhanh chóng thu lại mảnh giấy trên tay mỗi người, nộp lại cho Mạc Thiện Nhi. Chỉ nhìn qua một chút, Mạc Thiện Nhi lộ ngay vẻ bất ngờ, sau đó là có phần tò mò nhìn Dương Thần, cô hé miệng cười nói. Đã có kết quả, tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên của Ngọc Lôi nhiệt liệt chào đón đồng sự mới của chúng ta anh Dương Thần. Nói xong cô liền vỗ tay đầu tiên, tiếp đó là những nhân viên nữ bên cạnh cũng sinh lòng hiếu kỳ về người con trai này, xong các cô cũng đều đồng loạt vỗ tay vui mừng. Ba cô gái cùng lọt vào vòng đó có vẻ thấy như không thể chấp nhận được, không ngờ, không lẽ mắt mình lại thua một cậu trai có vẻ thô tục, một người trong số hộ hỏi vẻ không hài lòng. Giám khảo, có thể cho chúng tôi biết đáp án chính xác không? Mạc Thiện Ni ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, nhìn cô gái đó mỉm cười rồi lại nhìn Dương Thần nói anh Dương, hãy nói một chút suy nghĩ của anh về đáp án chính xác đi. Mặc dù không để tâm mọi người nhìn thế nào nhưng cũng không thể chống đối cấp trên tương lai trước mặt người người như vậy, Dương thần thở dài, giơ tay chỉ vào cô người mẫu số 10 nói. Tôi chọn cô này. Ba cô gái kia bỗng nhiên sửng sốt rồi cùng nhìn về phía cô người mẫu số 10. Cô gái này mặc bộ váy dài mang hơi hướng châu Âu cổ điển theo phong cách Bohemian, bởi vì phong cách này thể hiện có phần phức tạp và khó nắm bắt, các loại tua cờ, trang sức đều cần tỉ mỉ, tương xứng. Người Gypsy tự do phóng khoáng có phần thần bí, trang phục của họ không phải thứ mà các cô gái hiện đại có khả năng nắm bắt được, cho nên loại váy dài này từ trước đến nay không được xem trọng. Nhưng cũng chính là loại váy dài này làm cho ba cô gái sau khi quan sát đều loại ra khỏi danh sách, các cô không tin rằng trước đấy bắt các cô làm đề thi ngoại ngữ khó đến thế lại để hở ra một lỗ hổng lớn đến như vậy. Mặc dù bộ ái theo phong cách bohemian này rất nổi bật đến mức đập vào mắt nhưng các cô chỉ cho rằng đây là một cái bẫy. Dương Thần cũng không để ý đến ba cô gái giật mình và hối hận chỉ thản nhiên giải thích. Nếu tôi nhìn không lầm thì bộ váy dài cô người mẫu số 10 mặc là tác phẩm được làm thủ công của một nghệ nhân người Ý, tua rua buộc thắt lưng và những mặt trang sức đều là pha lê được gia công cầu kỳ tạo thành, cũng chính là vụn kim cương Nam Phi. Tôi nghĩ rằng công ty quốc tế Ngọc Lôi mặc dù nằm trong top 10 doanh nghiệp thời trang trong nước cũng không làm được bộ váy với nhiều kim cương tự nhiên chất lượng cao như vậy. Lúc này đây không chỉ có ba ứng viên mà toàn thể nhân viên nữ của quốc tế Ngọc Lôi đều tỏ ra kinh ngạc. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng Dương Thần chỉ có thể nhìn ra bộ váy này có giá trị chế tác xa xỉ, nhưng không ngờ được Dương Thần còn nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của bộ váy. Chỉ có điều mà tất cả mọi người ở đây không biết là Dương Thần đang vui như mở cờ trong bụng nhà thiết kế bộ váy này chính là người trước kia chuyên may lễ phục cho mình tự tay làm, tự mình mặc lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra phong cách ấy, sự xa xỉ ấy là bút tích của ai chứ? Cả thế giới này không có ai hiểu phong cách của người này bằng hắn cả. Nhìn bộ váy phong cách Bohemian thanh lịch trang nhã trước mắt, ánh mắt dương thần lộ ra nét hoài niệm, trong lòng tự cất tiếng nói. Son, ông già mắt kém lại không chịu đeo kính này vẫn khỏe chứ? Chương 28, tôi tự hào tôi bán thịt dê, Biểu hiện vô cùng xuất sắc của Dương Thần đã nhận được sự chú ý của toàn bộ nhân viên của công ty quốc tế Ngọc Lôi. Không ít nhân viên nữ trong công ty đều lấy nam nhân viên bác học này ra làm đề tài đàm đạo trong các cuộc tụ tập tán phét. Vẫn chưa chính thức công tác, Dương Thần đã được đại đa số nhân viên biết đến. Sau khi ký hợp đồng thử việc ngay lúc đó, Dương Thần được Mạc Thiên Nhi dẫn vào ban quan hệ xã hội ở tầng 18 lầu Ngọc Lôi, cả tầng lầu đều là địa bàn của ban quan hệ xã hội. Vừa tiến vào khu làm việc, không ít người đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh sự có mặt của Dương Thần. Dù sao thì tuyệt đại đa số họ đều là nhân viên nữ, có thể có một đồng nghiệp nam vào công ty thì các cô đều lấy làm vui mừng. Sau khi để Dương Thần giới thiệu sơ qua, Mạc Thiện Ni để anh đi vào văn phòng của trưởng phòng. Phòng làm việc ngò ai mấy chậu lan quân tử cắt tỉa tỉ mỉ được bài trí đơn giản thì không còn gì khác, bàn làm việc gọn gàng, không cầu kỳ cùng với bức tường treo đầy các loại bảng biểu cùng tiến trình công việc đều tỏ ra chủ nhân nơi này có tố chất làm việc tốt cùng tác phong làm việc hiệu quả cao. Dương Thần vẫn rất ngưỡng mộ cấp trên của mình, người phụ nữ này biểu hiện mỹ miều ưu tú, nhưng chủ yếu là sự tự tin và trí tuệ làm cho người ta không thể nảy sinh tư tưởng xem thường, có thể thấy với tuổi đời còn trẻ như thế đã ngồi ở vị trí cao như vậy của một công ty lớn cỡ này, không chỉ cần xinh đẹp là có thể. Mời ngồi, anh muốn uống chút gì không? mạc thiện nhi cười ôn hòa không cần tôi không khát dương thần lắc đầu mạc thiện nhi nhìn anh cười lắc lắc đầu rồi đi đến bình nước rót một cốc nước đem lại cho anh ta tôi hỏi anh muốn uống chút gì không phải là để anh giải khát mà ý là muốn chuẩn bị nói chuyện với anh anh nói anh không khát chẳng phải là từ chối nói chuyện với tôi sao sau này anh sẽ là một nhân viên của ban quan hệ xã hội chúng ta rồi ám hiệu đơn giản này không thể mơ hồ được đâu dương thần có chút bối rối vừa đến công ty đã bị cấp trên phủ đầu liền cười có phần ngượng ngập. Việc này, cô Mạc, tôi là người thô lỗ, chạy vặt hay gì đó cũng được, còn những việc bàn công chuyện hay gì gì đó thì đúng là không biết. Tôi không tin tinh thông tiếng Ý, tiếng nước và có thể liếc mắt đã nhận ra tác phẩm thủ công của nhà thiết kế bậc thầy người Ý một cách không do dự lại có thể là người thô cục. Đôi mắt đẹp của Mạc Thiện Ni sáng ngời nhìn thẳng dương thần dựa nửa người vào bàn làm việc, dáng người là lướt thướt tha. Chuyện này Dương Thần không có cách nào phản bác lời nói sắc bén của Mạc Thiện Nhi mà chỉ mân mê tay đáp. Cô Mạc, không biết là cô có tin hay không, tôi chỉ đến tìm việc, thực tế là đến quan hệ xã hội là gì tôi cũng không được rõ, bây giờ hợp đồng đã ký tôi sẽ cố gắng để làm, tôi chỉ nói thật vài lời như vậy thôi. Mạc Thiện Nhi nhìn vẻ mặt Dương Thần không giống giả bộ liền thay đổi chủ đề. Tôi vừa xem qua hồ sơ của anh, hồ sơ anh cung cấp rất ít chỉ có một bằng thạc sĩ quản lý marketing của trường đại học Harvard, thế nhưng trong số tất cả ứng viên, chỉ có anh có bằng thạc sĩ của liên minh nên anh được đặc cách đưa vào danh sách phỏng vấn sau cùng. Nhưng theo như đến hôm nay thì chúng tôi cũng không nhầm lẫn, ít nhất thì về lĩnh vực ngoại ngữ và trang phục thì anh cũng vô cùng xuất sắc. Do may mắn, may mắn thôi. Nghe những lời của vị xếp xinh đẹp như loạt pháo tấn công, cho dù là dương thần có đầy đạn quanh đầu cũng không tránh khỏi đột nhiên cảm thấy trột dạ. Mạc Thiên Ni có chút không hài lòng với lý do có phần thô thiển của Dương Thần, ngồi ở ghế của mình trầm mặc một lúc mới hỏi do. Dương Thần, dù anh nói là không hiểu công việc của ban quan hệ xã hội vậy tại sao vẫn đến ứng tuyển? Nói thật, không lẽ anh cảm thấy tôi muốn nghe nói dối sao? Tôi cảm thấy có thể cô sẽ thích nghe nói dối, nói thật sợ cô chịu không nổi. Dương Thần có vẻ hơi ngượng ngùng mở miệng. Nói thật, tôi muốn nghe nói thật. Mạc Thiên Ni có phần tức giận nhân viên này không có vẻ gì là kính sợ cấp trên cả dương thần hít sâu một hơi được rồi thực ra tôi đến ứng tuyển nguyên nhân chính là vì bà xã tôi muốn tôi kiếm một công việc văn phòng có chút thể diện vợ anh muốn anh tìm công việc có thể diện mạc thiện nhi cũng cảm thấy choáng nhíu mày hỏi công việc trước kia của anh là gì ah à, thực ra tôi bán thịt dê xiên nướng chính là ở khu chợ phía tây không biết cô đã từng gặp tôi hay chưa tôi mở sạp hàng cũng được nửa năm rồi dương thần có phần thật thà cười ha hả mạc thiện ni cảm thấy muốn phát điên rồi bán thịt dê xiên nướng lựa chọn chán chê từ một đám người tinh anh để chọn ra một người đủ tư chất cuối cùng lại là một gã bán thịt dê xiên nướng tôi không thấy đây là một chuyện đáng cười dương thần tôi mong anh đừng lường gạt tôi đó chỉ là lừa gạt bản thân anh thôi mạc thiện ni cố gắng nói chuyện một cách hòa nhã dương thần nghe cũng thấy có phần buồn bực chuyện này sao lại có thể là lường gạt anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô Mạc, cô có thể coi thường công việc của tôi nhưng cô không thể coi thường nhân cách của tôi, mặc dù tôi chỉ là người bán thịt dê xiên nướng, nhưng tôi không có lý do gì để vô duyên vô cớ lấy công việc của mình ra để làm trò đùa, tôi bán thịt dê, tôi tự hào. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Thiện Ni bỗng nhiên trắng bệch, cô nghiến răng nghiến lợi. Anh vẫn còn nói là không lừa gạt tôi. Người đàn ông bằng thạc sĩ tốt nghiệp đại học Harvard, tinh thông hơn hai ngoại ngữ, có thể nhìn ra sản phẩm chế tác thủ công của ý lại có thể là người bán thịt dê xiên nướng. Vậy những ứng viên khác, những người khác trong xã hội bọn họ làm gì? Không lẽ đều là những người bán hàng rong bán rau sao? Không ngờ vừa nói xong, Dương Thần bỗng nhiên phải suy nghĩ, cúi đầu trầm ngâm một lúc sau bèn trả lời. "Cô Mạc, liệu bọn họ đã từng bán rau hay bán hàng rong chưa thì tôi không biết, nhưng cô cũng có thể hỏi bọn họ." "Anh, anh mạc thiện ni chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng gã đứng trước mặt cô đầu óc để làm gì hắn thật sự là người trái đất sao nhìn thấy xếp đột nhiên khí huyết dâng lên bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng dương thần biết mình đã gây chuyện rồi chưa chính thức làm việc đã làm cho xếp giận như vậy nhưng dương thần thực sự không biết làm thế nào mới được tự mình nói dối thì người ta không buồn nghe chỉ đành đương đầu chịu trận không nói năng gì mạc thiện ni cũng được coi là nữ trung hào kiệt mặc dù tức nhưng cũng còn điều tiết được không để bộc phát, chỉ có điều nhìn ánh mắt nhìn Dương Thần không còn thiện trí như trước nữa. Rõ ràng nhìn Dương Thần như một công tử chơi bời chỉ muốn làm cho cô vui mừng mới nghĩ ra những chiêu này. Mạc Thiện Ni cười nhạt. Được rồi, tôi không nhiều lời với anh nữa. Bàn làm việc của anh ở phía ngò ai cùng bên phải dãy thứ ba, đã thu xếp xong xuôi cho anh rồi. Sẽ có người chuyên trách bàn giao công việc cho anh, anh có thể đi ra ngò ai được rồi. Ồ, cảm ơn cô Mạc, tôi xin phép ra ngoài trước. Dương thần như vừa chút được gánh nặng, vừa đứng dậy lại như chợt nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại cầm lấy chén nước trên bàn ngửa đầu uống ực một hơi cạn sạch rồi mới dùng tay áo trà miệng đi ra khỏi văn phòng. Mạc Thiện Ni nhìn thấy cảnh này lại một lần nữa trợn mắt nhíu mày, chỉ cảm thấy không muốn nhìn thấy Dương thần thêm chút nào nữa, nhưng chỉ nghĩ đến việc đã ký hợp đồng. Nếu muốn sớm thanh lý hợp đồng với Dương Thần thì bắt buộc phải bồi thường một khoản lớn, việc này bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của Chủ tịch mới được dù gì cũng là thời gian thử việc lại là nhân viên của tổng công ty không thể giống với các công ty con được ngẫm nghĩ một chút mạc thiện ni vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại alo đầu dây bên kia một giọng nữ dịu dàng mạc thiện ni do dự một lúc rồi nói chủ tịch tôi muốn đuổi việc người hôm nay mới tuyển vào phòng quan hệ xã hội hắn có vấn đề nghiêm trọng về thái độ sự thành thực và năng lực nguyên nhân cụ thể rất nhiều tôi hy vọng có thể được chủ tịch phê chuẩn người được gọi là chủ tịch trầm mặc một lát mới nói. Cô làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, nếu đã ký hợp đồng rồi vì sao lại hối hận nhanh vậy, cô hãy đưa tài liệu của gã đó cho tôi xem, xem xong tôi sẽ kết luận sau. Vâng thưa chủ tịch, Mạc Thiện Ni gác máy sau có phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới mở kho hồ sơ, dùng mạng nội bộ của công ty gửi hồ sơ của Dương Thần đến phòng làm việc của chủ tịch. chương 29, rộn rã khắp ban quan hệ xã hội. Dương thần vừa chào hỏi những người đồng sự nhiệt tình vừa đi từ từ về chỗ làm việc của mình rồi mới ngồi xuống, xung quanh lại xuất hiện một vài cô nàng tạo mẫu với bộ dạng xinh tươi nổi bật, người nào người nấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Anh chàng đẹp trai, làm quen chút đi, tôi là Triệu Hồng Yến. Đây là một cô gái tóc quan mặc bộ vest màu vàng nhạt, đôi mắt sách mê hoặc, lúc đó giơ bành tay trắng nõn về phía Dương thần tự giới thiệu. Chị Hồng Yến, Đồng nghiệp mới đến chị đã giơ tay như vậy không sợ dọa người ta sợ phát khiếp sao? Một cô khác mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, mặt hơi trong, dáng người có vẻ hơi đầy đặn cười nói. Anh tên là Dương Thần có phải không? Về sau ở phòng quan hệ xã hội chúng ta người anh phải đề phòng cẩn thận nhất chính là chị Hồng Yến trước mặt anh đó, chị ta ăn thịt đàn ông không trừ lại xương đâu. Triệu Hồng Yến cũng không đỏ mặt hừ một tiếng giơ tay nhéo con nàng vừa nói. Trương Thái, cô nói ít thôi ai chẳng biết cô là yêu cầu lớn nhất, ban đêm không có đàn ông thì không ngủ được. Hứ, còn lâu nhé, chị Hồng Yến chị nhìn xem, chị Minh Ngọc của chúng ta đến bây giờ chưa lập gia đình, chúng ta có tranh giành thế nào cũng không lại được chị ấy đâu. Theo ánh mắt Trương Thái, Dương Thần nhìn về người phụ nữ không lên tiếng ngồi sau cùng, cô gái cao gầy mặc bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc ngắn gợn sóng hơi nhuộm lai tím, nằm giác quan tinh xảo toát ra nét thu hút thú vị. Lưu Minh Ngọc thản nhiên cười các cô tranh giành cái gì, tôi hoanh nghênh đồng nghiệp mới đến chứ không có thô lỗ như các cô đâu. Nói rồi giơ bàn tay Ngọc Ngà nói. Dương đệ, không ngại bắt tay chứ. Ồ đương nhiên, Dương thần tự nhiên không ngần ngại tiếp xúc với cử chỉ thân mật này. Còn nếu như có thể giống như Hồng Yến vừa mới làm với Trương Thái thì đúng là không thể. Vừa bắt tay với Lưu Minh Ngọc xong, Dương Thần liền có cảm giác ngón tay út của Lưu Minh Ngọc đang gãi nhẹ lòng bàn tay mình, Ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên cô nàng đang nháy mắt cười khẽ. Động tác ám hiệu đơn giản như vậy làm cho Dương Thần có phần bay bổng, chẳng trách bao nhiêu gã đàn ông bon chen cúi đầu để vào làm ở công ty quốc tế Ngọc Lôi, tố chất của những cô nàng ở đây đã rất cao mà điều nguy hiểm nhất chính là nhiệt tình. Theo sát sự chào đón của ba cô gái, không ít nhân viên nữ trong phòng làm việc đều vui vẻ tiến đến chào đón Dương Thần, đương nhiên cũng không thể thiếu được những lời nói bông đùa kia. Đến hơn 10 phút sau, dương thần mới nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trong đám đồng nghiệp đó là một gã mặc sơ mi trắng dáng người thấp bé trắng trẻo xem ra có vẻ giống như một nam sinh nét mặt còn có chút nét ngại ngùng dương thần nhìn thấy người đồng nghiệp nam duy nhất chưa đến chào hỏi mình lại còn là một bộ dạng như vậy trong lòng thấy buồn cười sao một người đàn ông lại còn không thoải mái bằng đám phụ nữ kia cuối cùng anh chàng bèn tiến lên trước chủ động giơ tay tôi là dương thần Xem ra ở trong phòng này chỉ có anh là nam đồng sự duy nhất thôi, hy vọng sau này sẽ hòa hợp tốt. Người con trai thanh tú nhẹ nhàng bắt tay Dương Thần, sắc mặt có chút ửng hồng cúi đầu nói: "Tôi, tôi tên là Trần Bác, hoan nghênh anh đến phòng." Trần Bác, thần bột, cái tên này mà cũng có thể đặt được, nhưng cái bộ dạng này thì có gì là không thể. Dương Thần buồn cười nói: "Tên cậu rất thú vị, rất đàn ông." Trần Bác vừa nghe lập tức thẹn thùng cúi thấp đầu khẽ khàng. Cảm ơn. Đúng vậy, anh ta thấy xấu hổ. Gọi, Trần Bột, thì nghe như có vẻ giống con gái đang e thẹn quá mức. Mấy cô gái xung quanh đều vây lại đó, cô gái đẩy đặn tên Trương Thái cười nói. Dương thần anh không biết chứ trước khi anh đến thì phòng quan hệ xã hội chúng ta có mỗi cậu ấy là độc đinh đấy. Bây giờ ô thì tốt rồi, anh Dương vừa tới, ban quan hệ xã hội của chúng ta cũng coi như được điều hòa phần nào rồi một cô gái trẻ bắt đầu gọi anh dương thần dương thần và mấy cô gái cười đùa một lát rồi cũng không làm mất nhiều thời gian rồi cũng tự giác về chỗ ngồi bắt đầu dọn dẹp các văn kiện và dụng cụ trên bàn ngồi gần bàn dương thần nhất chính là chỗ của cô gái đầu tiên xông đến đòi bắt tay triệu hồng yến triệu hồng yến cười lớn hỏi han anh chàng đẹp trai có cần giúp đỡ không có gì không hiểu thì cứ nói nhé dương thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiểu thần thẹn hùng như vậy cũng có thể làm quan hệ xã hội sao ban quan hệ chẳng phải thường xuyên gặp gỡ khách hàng trao đổi công việc, còn phải tiếp đãi khách hàng nữa. Cậu ta có cởi mở được không? Triệu Hồng Yến sừng sốt không ngờ Dương Thần lại hỏi điều này liền nhỏ giọng. Tiểu Trần nghe nói là nhờ có quan hệ mới vào đây được, mọi người nhìn cậu ta có vẻ rất thẹn thùng như vậy cũng giao cho cậu ta ít việc văn phòng, còn bàn công việc thì thường không để cậu ta làm. Dương Thần gật gật đầu có vẻ hiểu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Dương Thần lại cười nham hiểm. Thực ra tôi cũng không phải biết nói chuyện lắm, cũng chẳng hiểu gì về đàm phán kinh doanh, xem ra sau này các cô cứ giao cho tôi làm mấy việc vặt vãnh là được. Kiêm trợ lý Ngô Nguyệt bước vào. "Chủ tịch muốn gặp anh, anh hãy đi với tôi một chuyến." "Chủ tịch, ngày đầu tiên đi làm đã vào phòng chủ tịch làm gì?" Dương Thần buồn bực đứng dậy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo Ngô Nguyệt rời khỏi bàn làm việc. Dương Thần vừa mới đi khỏi toàn bộ ban quan hệ xã hội bèn sôi nổi hẳn lên mọi người đều cảm thấy đây là sự việc khá kỳ lạ. Trong văn phòng của trưởng phòng, Mạc Thiện Ni nhìn thấy cảnh tượng bên ngó ai nét mặt cũng lộ ra vài phần nghi hoặc. chương 30, Chủ tịch. Đi theo ngô nguyệt dáng người phẳng phiêu như sân bay để vào tòa nhà Ngọc Lôi. Toàn bộ tầng 1 là văn phòng chủ tịch và phòng nghỉ ngơi để lấy cảm xúc làm tài liệu cùng với các bồn cây cảnh tươi tốt. Thư ký Ngô, chủ tịch gọi tôi chuyện gì? Ngô Nguyệt không trả lời, im lặng không lên tiếng đi tới. Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất vang lên nhịp nhàng. Dương Thần bất đắc dĩ, nghĩ thầm rằng người phụ nữ này chắc là rất lạnh lùng, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tuy nhiên Dương Thần thấy hơi hối hận, ngày hôm qua đáng lẽ hắn nên điều tra một chút thông tin về chủ tịch tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi, không nên chỉ nhìn vào thông báo tuyển dụng. Nếu có hiểu biết trước, hiện giờ sẽ không đến mức không có đầu mối như thế này. Đột nhiên cảm thấy muốn gặp trực tiếp lãnh đạo, chân tay lại có vẻ luống cuống. Tới rồi. Đi tới một nơi được trang trí hết sức hoa lệ, cửa chính được sơn màu trắng sữa. Ánh mắt của Ngô Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Thần, nói: "Chủ tịch đang ở bên trong, anh đi vào một mình thôi. Chú ý giọng nói chuyện của anh, tốt nhất nên tôn trọng một chút." Không hiểu sao giọng của Ngô Nguyệt lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Dương Thần cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Nếu cô ấy không lạnh lùng như vậy, làm sao có thể nhìn đàn ông một cách không vừa mắt như vậy? Mình cũng lớn, cũng có vị đàn ông rồi, không phải các nữ nhân viên khác đều thích mình như vậy sao? Không để ý tới cô thư ký đáng thương, Dương Thần rất tự nhiên đẩy cửa đi vào vị trí trung tâm quyền lực của tập đoàn Ngọc Lôi. Vừa mới mở cửa vào, Dương Thần đã nhận ra không khí rất quen thuộc. Trong phòng tràn ngập mùi hoa nhài, ấm áp, mềm mại thấm vào ruột gan khiến Dương Thần nhớ tới vợ mình là Lâm Nhược Khê. Cô bé bộ dạng lạnh lùng kia chẳng phải cũng có mùi hương này sao? Văn phòng chủ tịch rất rộng, khoảng 100 mét vuông, hiện lên một nửa hình tròn, cửa sổ hình cung tròn đều trơn bóng sắt đất. Từ đây có thể tùy ý quan sát toàn bộ cảnh tượng trung tâm thành phố Trung Hải phồn hoa, thêm vào đó là tấm rèm màu trắng cùng với máy điều hòa không khí. Trên sàn nhà trải thảm bằng lông dê mềm mại có xuất xứ từ địa Trung Hải, màu sắc và hoa văn phức tạp, vài cái bồn hoa xanh biếc được đặt ở trên bàn làm việc và các góc xung quanh. Toàn bộ thiết bị trong văn phòng phối hợp với ánh sáng càng tăng thêm sức mạnh. Trên trần nhà, đèn treo bằng pha lê cũng là loại cao cấp. Những người thợ khéo léo đem ánh sáng trong văn phòng khúc xạ ra sáng bóng, để cả gian phòng đều rất mỹ lệ và thần bí. Vài cái giá sách bằng kim loại màu bạc xếp đầy các bản kế hoạch. Giá sách được làm từ gỗ lim, còn lớn hơn cả cái bàn làm việc. Chẳng qua lúc này, phía sau bàn làm việc, vậy chiếc ghế to kia chính là chỗ của chủ tịch Trương nhưng lại trống trơn không có người. Dương thần đang buồn bực, không biết vì sao chủ tịch lại gọi mình đến, giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Anh ta liền nhìn thấy phía bên phải văn phòng có một cái phòng nhỏ để nghỉ ngơi, anh chậm rãi đẩy cửa ra, một bóng hình thước tha bước ra. Trong nháy mắt, không khí trong văn phòng trở nên vô cùng kỳ lạ. Dường như trong không khí không còn oxy để thở vậy, hai người hình như đều quên hô hấp. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc hỗn loạn cho dù là người trong cuộc cũng khó có thể nói ra bởi vì quá giả tạo này cô tôi cái kia tôi dương thần vẫn cảm thấy mình có khả năng chịu đựng rất tốt nhưng bây giờ hắn phát hiện trong một số hoàn cảnh đặc biệt giống như bây giờ không ngờ gặp mặt dương thần giống như bị cắt mất lưỡi vậy trong đầu hỏng bét căn bản là không nghĩ ra nên nói cái gì cô gái trước mắt đi một đôi giày cao gót pha lê đôi chân thon dài với màu đen nụ hoa tơ bao lấy da thịt lộ ra mấy phần trông thật quyến rũ, trên người mặc váy màu vàng nhạt cùng với nữ trang phù hợp với chức nghiệp, nhìn rất lung linh và hấp dẫn, có thể đem ra so sánh với hoàng kim hoàn mỹ, dáng vẻ bề ngoài vô cùng tinh tế. Thắt lưng bó sát eo để lộ ra cái mông khiến cho người nhìn thấy huyết mạch căng phồng. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng khiến cô ấy giống như một nàng thiên nga tao nhã vậy. Khiến cho người ta khó có thể kháng cự chính là trời còn ban cho cô ấy gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô cái gì Lâm Nhược Khê đến trước mặt gã đàn ông vô lại với một bộ mặt con rán nói không ra lời giống như vẻ mặt. Cảm xúc phức tạp vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Ngược lại có chút nghiền ngẫm và ý chọc ghẹo đầy hàm xúc nói. Anh không phải luôn biết ăn nói, biết cách giả vờ sao. Sao bây giờ nửa chữ cũng không thốt được nữa thế. Dương thần há mồm một lúc lâu, sừng sốt không nói nên câu. Cuối cùng đành phảo oán hận chạy đến góc phòng làm việc lấy nước uống. Cầm rót một cốc nước lớn, ực ừ, ực uống một hơi cạn sạch, xoa xoa miệng, mới ổn định được tâm tư. Hắn quay người lại, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Lâm Nhược Khê đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lúc này Lâm Nhược Khê nghiễm nhiên xuất ra uy nghiêm của người cầm lái tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi, lẳng lặng dựa vào chiếc ghế ra lộ vẻ chủ tịch, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dương Thần như thể là một pho tượng không thể khinh nhờn. Dáng vẻ nữ thần, trang nghiêm mà chân bóng. Đời người như kịch, kịch như đời người mà. Dương thần yên lặng nhìn người phụ nữ trước mắt một hồi lâu, không nhịn nổi cười, nói. Ngoan ngoãn một chút đi vợ nhược khê, cô là chủ tịch Ngọc Lôi nói là được, tôi đỡ phải cực khổ tới đây tìm việc làm. Sắp xếp cho tôi vị trí nào tương đương với bảo vệ, vừa sạch sẽ lại vừa được ngồi văn phòng làm việc. Dương thần tiên sinh, chú ý cách xưng hô nha. Ở công ty, tôi là người trực tiếp lãnh đạo anh. Mắt lâm nhược khê hiện lên một tia sáng lạnh trước mắt người đàn ông kia vừa nãy còn khá thành thật. Tại sao đột nhiên lại bắt đầu ba hoa trích trẻ rồi? Dương thần cười ha ha nói. Ở công ty thì đúng là cấp trên, nhưng ở ngoài tôi vẫn có thể gọi chứ. Không được. Lâm nhược khê vội vàng phủ quyết. Hắn nghĩ ra sương hô như vậy thật ghê tởm, nổi da gà, mặt nhăn cong mi nói. Anh có thế gọi tên tôi, nhưng không được phép gọi thêm những thứ ghê tởm đó. Dương thần không để ý tới cô, Lúc này tâm tình của hắn mới trở lại bình thường, vừa mới kích thích đã hạ thấp xuống cực kỳ nhỏ. Cho nên hắn không khách khí kéo một chiếc ghế ngồi trước bàn làm việc, đối diện với Lâm Nhược Khê, nhấc chân bắt chéo, thở dài nói: "Tốt lắm, không đề cập đến những thứ kia nữa, Lâm tổng gọi tôi tới là có chuyện gì?" Lâm Nhược Khê lúc này mới nhớ tới mục đích gọi hắn đến, liếc Dương Thần một cái. Sau đó đem laptop xoay 180 độ, cô chỉ vào màn hình máy tính có ghi thông tin về dương thần nói trên tài liệu của anh có nói anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý marketing đại học harvard hơn nữa anh còn nhận được học bổng toàn phần lại còn tinh thông tiếng anh và tiếng pháp dương thần nhìn thoáng qua tài liệu về mình trong lòng cũng hiểu được lâm nhược khê muốn hỏi nhưng chỉ có thể gật đầu không sai rồi sao đại học harvard trình độ thạc sĩ tinh thông tiếng anh và tiếng pháp Lâm Nhược Khê như kiểu lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thần bình thường, nhìn từ trên xuống dưới nói: "Không phải anh đang ở khu chợ Tây bán thịt dê xiên nướng sao? Tại sao lại có trình độ học vấn như vậy?" Đã sớm nghĩ muốn giải thích nên Dương Thần thư xác nhận cũng kể lại: "Khi tôi còn bé đã cùng gia đình di tán sang nước Mỹ, được một người hảo tâm nhận nuôi, sau đó được vào đại học, học tiếng Pháp. Tuy nhiên tôi không phải là người có chí hướng lớn, sau khi cha mẹ nuôi tôi chết, tôi trở về nước bán thịt dê xiên nướng sống qua ngày. Cô có thể hỏi những người Tây bán hàng rong ở đây, họ đều biết nửa năm trước tôi mới về nước. Lâm Nhược Khê có thể dẫn dắt quốc tế Ngọc Lôi thành một tập đoàn lớn tung hoành thương trường như vậy đương nhiên sẽ không phải là người ngu ngốc, sao có thể dễ dàng tin dương thần. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh nói. Vậy ngoại ngữ của anh có thể vượt qua kỳ trắc nghiệm chúng tuyển tiếng Đức, bài thi tiếng Ý còn được điểm tối đa. Là sao? audio điện tử võ tấn bền. Chương 31, hiến pháp 3 chương. A. À, Dương Thần hối hận mình đã được lựa chọn theo kỳ thi. Sớm biết đã lựa chọn tài liệu phù hợp với tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng lúc này đành phải kiên trì đến cùng, nói: "Cũng chỉ là hứng thú thôi, tôi học ngoại ngữ còn có chút thiên phú." "Ồ, vậy anh còn có thiên phú gì?" Lâm Nhược khê xoa hai tay trước ngực, vẻ mặt không tin. Dương Thần sờ sờ cái mũi, khó có thể mở miệng thật ra thiên phú của tôi còn khá nhiều đánh nhau giết người là thành thạo nhất nói đến công nghệ cao cũng biết một chút làm máy bay chiến đấu xe tăng chơi súng ống cũng coi như là kha khá hơn nữa những chuyện này khó có thể nói ra chỉ lắc đầu nói không có khả năng cũng chỉ có giới hạn bà xã đại nhân minh giám không được gọi tôi như vậy lông mày của lâm nhược khê lại dựng đứng lên một lần nữa thay đổi cách gọi làm cô không tự nhiên xưng hô được, buồn bực nói. "Sương Thần, mặc kệ nguyên nhân gì, nếu anh lựa chọn Quốc tế Ngọc Lôi trở thành nhân viên của tôi, tôi phải nói rõ với anh một chuyện, cô muốn khai trừ tôi." Sương Thần buồn bực buông tay. "Nay, tôi nói bà, à, Lâm tổng ơi, tôi rất vất vả mới tìm được phù hợp với yêu cầu của cô như vậy. Ngồi văn phòng, thể diện, có thể là một công việc khô không khốc cô không cần đối xử với tôi tàn khốc như vậy mặc dù tôi có hơi đẹp trai một chút phong độ một chút tuy có thể gây độc hại đến các nữ nhân viên một chút nhưng tôi vẫn là một người đàn ông trung tình làm sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đây hơn nữa hoa dại không có mùi cô xem là im miệng lâm nhược khê không chịu nổi vỗ mạnh xuống bàn cái miệng nhỏ nhắn cong lên con người này da mặt quá dày chẳng lẽ sinh viên tốt nghiệp đại học cũng có phẩm hạnh như thế này hay là do cái nhìn của người Mỹ khác? Khóe miệng dương thần khẽ nghẹn cười, không biết như thế nào, mỗi khi thấy bộ dạng vợ mình xấu hổ, trong lòng lại có một niềm thích thú khó tả. Giống như thi nhân viết cái loại nghệ thuật này, cúi đầu dịu dàng một chút, giống như hoa sen không thẹn thùng trước gió. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê có lẽ là đóa hoa sen, nhưng cô không cần thiết phải dịu dàng. Cô là một phụ nữ thành phố kiêu ngạo, thêm một chút nũng nịu thuần khiết mới hấp dẫn người nơi đây một lúc lâu lâm nhược khê mới bình tĩnh trở lại mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm dương thần nói dương thần ở công ty chúng ta cần có hiến pháp tạm thời được thế nào cũng được dương thần cũng không tranh giành cùng cô bé thứ nhất tôi không cho phép anh xưng hô cái kiểu buồn nôn như vậy chỉ được gọi là lâm tổng hoặc chủ tịch giống các nhân viên khác thứ hai anh không thể vô duyên vô cớ chạy tới phòng làm việc của tôi ở nơi công cộng không được đi quá gần phải duy trì khoảng cách thứ ba anh không được nói cho những người khác trong công ty chuyện chúng ta kết hôn phải giữ bí mật thứ tư đợi chút không phải là tam trương là chỉ có ba điều quy định thôi sao tại sao còn có thứ tư dương thần giơ tay kháng nghị dâm lâm nhược khê đập hai tay xuống bàn trừng mắt tôi nói mấy điều là mấy điều tôi nói mấy cái là mấy cái không cho phép anh sen mồm vào. Hoặc, à, vâng. Dương thần cười khổ. Lâm Nhược Khê nói tiếp. Thứ tư, anh đi làm ở công ty của tôi, tôi sẽ chú ý giám sát anh. Anh không được phá hỏng công tác trật tự của công ty. Anh chỉ cần an phận, tôi sẽ không đuổi việc anh, thậm chí sẽ tiếp tục bao che cho anh. Nhưng không cho phép anh tự ý gây chuyện thị phi thứ năm. Nghe Lâm Nhược Khê nói khoảng hơn 10 phút sau, Dương Thần ngáp một cái, Lâm Nhược Khê mới dừng lại. Lâm tổng, nói xong, nói xong rồi tôi đi xuống lầu trước." Dương thần nịnh nọt cười nói, sợ lại sinh ra một quy định mới, hắn cũng quên hết có bao nhiêu điều. Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói. "Trước hết nói đến đây thôi, nói tóm lại là điều nào anh cũng cần phải tuân thủ. Anh ở bên ngoài quấy rối như thế nào tôi cũng sẽ không quản anh. Đó là chuyện của anh, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng ở công ty anh phải nghe tôi, An phận thủ thường." Giả giả giả. Dương Thần đáp vội vã không ngừng, đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, trên bàn làm việc chiếc điện thoại thời thượng vang lên. Lâm Nhược Khê đưa tay nhấn cái nút, chợt nghe trong điện thoại truyền đến giọng lạnh nhạt của thư ký Ngô Nguyệt. "Lâm tổng, tổng giám đốc Hứa Chí Hoành hẹn chị tham gia bữa tối tại khách sạn Lam Loan để trao đổi về khoa học kỹ thuật Đông Hoa cùng hợp tác với quốc tế Ngọc Lôi của chúng ta, năm nay sẽ công bố một buổi trình diễn thời trang." Nghe thấy cái tên hứa trí hoành, lâm nhược khê nhíu mày. Ngô Nguyệt, không thể từ chối sao? Bên kia điện thoại Ngô Nguyệt do so dự, mới nói. Lâm Tổng, chị đã từ chối anh hứa ba lần rồi. Lần này trao đổi chính là lần công bố trình diễn thời trang. Khu triển lãm bố trí xây dựng của chúng ta đều cần đến khoa học kỹ thuật đông hoa cả về mặt tài nguyên lẫn quan hệ ủng hộ đối phương. Lý do rất đầy đủ, nếu từ chối e rằng. Được rồi, tôi biết rồi lâm nhược khê khẽ nhấp miệng cô giúp tôi sắp xếp một chút buổi tối nay tôi sẽ đi đặt hai chỗ ngồi đi lâm tổng cần tôi đi theo sao không lâm nhược khê ngẩng đầu liếc mắt nhìn dương thần đang lén lút đi ra cửa tôi sẽ tự mình lái xe đi hết giờ làm việc cô có thể về nhà dạ lâm tổng ngô nguyệt thấy mặc dù hơi kỳ quái nhưng tuyệt đối phục tùng không hỏi nhiều cúp điện thoại vừa muốn chạy ra cửa dương thần liền áy náy quay đầu lại cười thảm nói. Lâm Tổng, cô không phải muốn tôi đi khách sạn Lam Loan, mà theo tôi nhớ đó là khách sạn 5 sao. Cô xem bộ dạng tôi nghèo hèn giống đi khách sạn 5 sao cùng cấp trên sao. Hơn nữa nói chuyện kinh doanh tôi cũng không hiểu, không giúp được gì rồi. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói. Anh nghĩ tôi muốn dẫn anh đi sao? Nói nhảm sẽ rất mất thể diện, chẳng qua tôi kết hôn với anh chính là muốn anh có mặt trong những buổi tối như thế này anh nghĩ hết biện pháp đừng cho hứa trí hoành kia đến gần tôi, tốt nhất là khiến hắn mất hết hy vọng. Có thể công kích thẳng vào người không? Dương thần không kiên nhẫn nổi. Nếu không tôi cho anh ta một nhát đau là được rồi. Không được, anh không được khiến hắn tiếp cận tôi nhưng cũng phải để chuyện kinh doanh của chúng ta thành công. Lâm Nhược Khê gần từng tiếng nói. Thở một hơi thật dài, Dương Thần nhìn qua Lâm Nhược Khê vài lần, lẩm bẩm miệng. Tôi nói Lâm Tổng, Cô muốn mướn chồng hay là mướn ngôi sao màn ảnh Oscar đây? Chúng ta ký hợp đồng, trước mặt người khác ở bên ngoài, anh phải sắm vai cho thật tốt. Là đàn ông phải giữ chữ tín. Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng của Dương Thần kinh ngạc, trong lòng cũng hơi đắc ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Thần đã trở lại với bộ phận PA. Hắn cũng tò mò không hiểu tại sao lại bị kêu vào văn phòng chủ tịch. Đã đến giờ tan tầm, toàn bộ buổi chiều trong phòng làm việc chỉ có mạc thiện ni ngồi thở phi phi không hiểu cô ấy làm sao từ trước đến nay chỉ coi trọng ý kiến của chính mình tại sao chủ tịch lâm nhược khê lại từ chối đề nghị sa thải dương thần lại còn không biết vì sao lại kêu dương thần tới văn phòng của cô ấy chẳng lẽ dương thần có hoàn cảnh đặc biệt mấy vấn đề này vẫn quang quẩn trong óc mạc thiện ni khiến cô mất ngủ suốt đêm lại nói đến dương thần từ chối lời mời tiệc rượu của một đám đồng nghiệp nữ một mình lén lút đi vào tầng hầm để xe của quốc tế Ngọc Lôi. Ngồi trên chiếc xe Bentley lịch sử tao nhã là Lâm Nhược Khê, có hẹn tới khách sạn Lam Loan. chương 32, anh trai. Khách sạn Lam Loan 2 năm trở lại đây mới được nâng cấp lên thành khách sạn 5 sao nằm ở phía đông thành phố Trung Hải, là một sơn trang nghỉ ngơi lý tưởng. Một bờ hồ nước nằm sát vào nhau, màu sắc nhã nhặn, nồng nặc tư tưởng kiến trúc xây dựng của Scotland khiến không ít giới thượng lưu chọn nơi này để bàn chuyện kinh doanh, vừa xuống xe, Lâm Nhược Khê bước đến bên cạnh Dương Thần, đột nhiên giơ tay kéo cánh tay Dương Thần. Giống như kiểu con chịm nhỏ hạnh phúc nép vào, thản nhiên nói. Đi! Dương Thần mỉm cười. Cô diễn trò như này sao? Muốn cho người ta biết chúng ta rất thân mật sao? Phải tươi cười lên chứ? Bộ dạng lạnh lùng của cô cứ như là oán phụ ấy. Anh mới là oán phụ. Lâm Nhược Khê khó xử nhíu mày, đúng là vẫn không thể tươi cười thực ra là cho dù có kéo cánh tay của dương thần đối với cô mà nói đã là thử thách lớn lao lắm rồi cô lắc đầu nói cứ như vậy đi không nên để lộ ra cái gì như vậy sẽ không thành vấn đề dương thần nghĩ thầm rằng là mọi người đều không tin nhưng trung quy lại không nói ra nếu cô vợ chủ tịch muốn diễn trò vậy mình chơi đùa cùng cô ấy là được dọc theo đường đi vào khách sạn hai bên đều là phong cách hình trụ athen tượng nữ thần điêu khắc tiến vào đại sảnh còn xuất hiện các loại tranh về các danh nhân nước ngoài tranh sơn dầu phong cảnh bối cảnh tráng lệ làm cho cả khách sạn lam loan tràn ngập vẻ sang trọng cổ điển hoàn mỹ dung hợp với hơi thở người đến đây áo mũ đều chỉnh tề sắc mặt đều kiêu căng không thích tranh sơn dầu dương thần đập đập miệng tôi cảm thấy bức tranh còn không bằng dùng ảnh chụp còn rõ ràng hơn một chút kéo cánh tay dương thần đang từ từ thưởng thức những bức tranh trên hành lang làm lâm nhược khê liếc mắt khinh thường dương thần một cái không có khả năng giám định và trình độ thưởng thức thì bớt nói đi không ai nói anh câm đâu phải rồi nếu không làm sao tôi phải đi bán thịt dê xiên nướng vẻ mặt dương thần đắc ý lâm nhược khê lườm hắn một cái nhỏ giọng nói nhớ kỹ nha để cho anh ta đi vào tôi không ra hiệu thì anh đừng mở miệng anh đừng nói nhiều lời Tuân lệnh, Lâm Tổng. Dương thần cố nén cười, gật gật đầu. Hai người quần áo chỉnh tề theo tiếp tân dẫn đi đến một căn phòng lớn dựa vào ven hồ. Ngừng đầu nhòn, căn phòng này không ngờ lại mang đậm phong cách tôn giáo, Judas. Cửa gỗ màu trắng ngà khắc hoa được mở ra. Một gã mặc đồ tây màu đen, tóc hơi xoăn, sâu không nhiều nhưng người đàn ông thô kệch đột nhiên tươi cười đứng ở cửa, tư thế mời nói. Hoan nghênh Lâm Tiểu Thư, công tử nhà tôi chờ đã lâu. Rất hiển nhiên, người đàn ông này trước tiên đã nhìn vào người Lâm Nhược Khê kéo tay Dương Thần, con mắt cũng liếc một cái. Lâm Nhược Khê thản nhiên gật gật đầu, kéo Dương Thần đi vào trong phòng. Một cỗ cây cỏ mùi lavender giải ở trong không khí, vừa hay làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Nhược Khê, cuối cùng cũng đợi được em đến rồi. Một giọng nam truyền đến, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng, đứng lên là một gã mặc quần áo màu lam, tóc ngắn trông rất sang trọng khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tuấn tú. Cái khó có được ở hắn là cái khí chất tôn sùng, không phải nhà giàu thật sự thì khó có thể nuôi dưỡng được. Lâm Nhược khê mặt tỉnh bơ gật gật đầu. Hứa tổng khách sáo rồi. Hứa Chí hoành cũng lạnh lùng đáp lại không có vẻ gì là xấu hổ, mặt vẫn cười đi lên phía trước, mang theo nụ cười khiêm tốn, trưởng thành, chân thành tha thiết nói. Mời em nhiều lần mà khó có được cơ hội, cha em nhắc đến em nhiều lắm, ông nói em bận công việc, thật ra thì anh không ngại, em có thể tới đây cùng anh ăn một bữa, thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng Tổng Giám Đốc đưa ra thị trường, là người thừa kế của một gia tộc lớn thứ năm ở Trung Hải, mà lại phải tỏ ra thân thiết lấy lòng một người phụ nữ. Cùng ăn một bữa anh đã mãn nguyện rồi. Nói như này sẽ có hiệu quả, những người phụ nữ khác không biết sẽ như thế nào. Nhưng Lâm Nhược Khê dường như không ưa, chỉ miễn cưỡng nói. Anh khách sáo rồi. Sau đó không nói thêm gì nữa. Hứa Chí Hoành cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường, tự mình kéo ghế mời Lâm Nhược Khê ngồi. Đây, mời Nhược Khê ngồi. Từ đầu đến cuối, Hứa Chí Hoành và gã tục tần kia, hai người chủ tớ bọn họ dường như đều không thấy Lâm Nhược Khê kéo tay một người đàn ông. Như kiểu sự tồn tại của người đàn ông kia giống như không khí bình thường vậy. Lâm Nhược Khê từ lúc này đã cảm thấy xem nhẹ trí tuệ của Hứa Chí Hoành. Anh ta làm như vậy căn bản là gây khó dễ cho Dương Thần nghĩ đến chuyện dương thần sẽ bị tra hỏi rõ ràng người nào không có việc gì lại tin chủ tịch của một công ty lớn lại kết hôn cùng một người bán thịt dê không quen biết gì đây hứa trí hoành xem ra đã sớm biết kết hôn giả là mưu kế của lâm nhược khê lâm nhược khê đành phải buông tay dương thần ngồi xuống mà dương thần cũng không có gì là không tự nhiên tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh lâm nhược khê đúng lúc này vẫn đang cười ngây ngô không nói lời nào thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt dương thần một tay kéo ghế ra đẩy trở về, vẫn như trước cười ha hả nói. Không biết vị tiên sinh này là ai, thiếu ra nhà ta chỉ mời Lâm Tiểu Thư đến dùng bữa tối thôi. Không đợi Dương Thần và Lâm Nhược Khê mở miệng, vẻ mặt hứa chí hoành dị dàng cười nói. Mau cầu, không được phép vô lễ, ta nghĩ vị đây chỉ là anh trai của Nhược Khê thôi. Là hai anh em bọn họ tình cảm thân thiết cùng nhau tới thôi. Anh! Dương thần thấy hơi bất ngờ với trình độ diễn trò của chủ tớ nhà này, cười nói. Ôi, không đơn giản như vậy đâu. Hai người có biết tiểu nhược khê nhà tôi thường ở trên giường gọi tôi là anh tốt không? Im lặng hít thở không thông, không khí im lặng. Đừng nói chủ tớ hứa trí hoành và mau cầu này vừa nãy còn muốn chế nhạo dương thần. Ngay cả lâm nhược khê cũng kinh ngạc lời nói nghẹn ở cổ họng. Cô chừng mắt muốn bóp chết tên lưu manh dương thần này. Tại sao lại có thể nói ra chuyện này tuy rằng biết đây chỉ là cố ý phản kích lại hai chủ tớ Hứa Chí Hoành. Nhưng nói quá rồi, quá rồi. Nghe được lời nói phóng đãng như thế khiến Lâm Nhược Khê không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đã cùng hắn cùng đi đến Tột đỉnh, khuôn mặt xinh đẹp đá ửng đỏ, kiểu diễm ướt át. Hứa Chí Hoành nhìn thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên trở nên thẹn thùng. Đầu tiên là xúc động mê say, ngay sau đó lại nghĩ đến Lâm Nhược Khê vì người đàn ông này mà thẹn thùng. Trong lòng nghĩ mà lạnh cả người, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ thật sự không đơn giản. Sắc mặt Hứa Chí Hoành tái nhợt, trở nên khó coi. Anh ta miễn cưỡng cười nói: "Tiên Sinh thật biết nói giỡn, nhưng nếu đã đến đây rồi thì chính là bạn bè, mau cầu không được cùng Tiên Sinh đây nói giỡn, tất cả mọi người ngồi xuống đi." Dương Thần không khỏi xem trọng Hứa Chí Hoành vài phần, xem ra anh ta không phải là đầu óc con nhà giàu vô dụng mà cũng biết chịu đựng. Lâm Nhược Khê thật không hổ là một người phụ nữ bá đạo. Mặc dù cái tính cách ấy sẽ làm không khí thêm phiền não hơn, nhưng vẫn nhớ tới mục đích chính đến đây. Lâm Nhược Khê lấy lại tinh thần, nói với hứa Chí hoành. Hứa tổng, hay là chúng ta nói về mốt mùa thu này trước sau đó hãng nói chuyện hợp tác. Thời gian còn sớm mà. Được được, hứa Chí hoành không hề để ý tới dương thần, rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt công tử tươi cười. Nhược Khê nói cái gì thì là cái đấy. Hôm nay chủ sẽ theo khách, chương 33, thật là quá quan tâm. Tuy hứa chí hoành rõ ràng là đang lấy lòng Lâm Nhược Khê, nhưng khi bàn chuyện làm ăn thì lại lúc tiến lúc lui, cần nhượng bộ thì nhượng bộ, cần cứng rắn để đạt được lợi ích thì sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, hứa chí hoành rất rõ, đối phó với người như Lâm Nhược Khê, cái cách lấy lòng không có tác dụng, đều là người làm ăn, nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng, nếu một người con gái đến sự nghiệp cũng không chịu từ bỏ thì hỏi làm sao mà thắng được đây chứ, người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Nhược Khê thích cái gì. Giống như vậy, khi bước vào việc chính, thì Lâm Nhược Khê cũng trở nên nhiều lời, ăn uống vui chơi cá nhân cô không giỏi cho lắm, nhưng trong làm ăn, cái người vừa đẹp vừa không ra làm sao cũng có vài phần tính toán, nhiều lúc phải dùng lý lẽ để giành được lợi ích lớn nhất mới chịu dừng lại. Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, ước chừng một giờ đồng hồ, Dương Thần không có việc gì làm, giống như mau cầu người ngồi bên cạnh chẳng có việc gì, Nhìn qua nhìn lại. Mao Cầu hiển nhiên cũng có vài phần hứng thú với Dương Thần, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt thách thức hắn. Đối với kẻ không có văn hóa, nói thật Dương Thần không thích cho lắm, vì từ ánh mắt đầu tiên từ lúc bước vào, Dương Thần đã thấy sức chiến đấu của thằng cha này, có thể nói là một thằng lính đánh thuê đẳng cấp, trong quân đội cũng phải là sĩ quan huấn luyện gì đó, nhưng vẫn chỉ gọi là bình thường, vẫn chưa được đạt tới đẳng cấp chiến binh, như theo quan điểm của Dương Thần. Do vậy khi mao cầu ném về phía mình ánh mắt thách thức khinh thường dương thần muốn chạy lại cho thằng cha đó một cái bà tai để gã tỉnh táo lại nhưng lại nhớ ra dương thần bây giờ trong dáng vẻ của một nhân viên văn phòng không được tùy tiện đánh người phải nghĩ đến việc làm ăn của vợ đã chứ kết quả là dương thần đành phải ngồi đó tay cầm điện thoại của lâm nhược khê tải trò chơi bong bóng rồng từ trên mạng và chăm chú chơi trò bắn pháo được hy vọng hứa tổng giữ đúng lời hứa tại cuộc họp báo trang phục mùa thu năm nay, phần thiết kế sân khấu của quý công ty và trang phục mùa thu của công ty nhất định phải chiếm được cảm tình của càng nhiều người tiêu dùng càng tốt. Lâm Nhược khê ký tên vào bản hợp đồng đã được sửa đổi, vì đàm phán trong thời gian dài, đôi má hồng hồng lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có. Hứa Chí Hoành thấy vậy, ánh mặt hiện rõ đang thẫn thờ vài giây rồi trịnh trọng tuyên bố. Nhất định rồi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi hai người trao đổi văn kiện, như thế công việc mới được coi là xử lý xong, lúc đó đã là 7 giờ tối. Việc chính xong rồi, tôi nghĩ Nhược Khê cũng đã đói rồi, chúng ta gọi vài món ra đi. Lâm Nhược Khê quả thật có phần đói bụng, giống như tất cả phụ nữ khác, để giữ được dáng, Lâm Nhược Khê buổi trưa chỉ ăn có 3 miếng sandwich. Bận đến tối, cô ta cũng đói cồn cào, nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Chí Hoành vỗ tay, nhân viên phục vụ ở ngoài cửa nở nụ cười và bắt đầu làm việc. Bữa tối là một bữa cơm Tây truyền thống, khi từng bộ dụng cụ ăn được đặt lên bàn, Lâm Nhược Khê có phần lo lắng nhìn Dương Thần ở bên cạnh, rất rõ ràng, đột nhiên chuyển thành cơm Tây, mục đích làm Dương Thần mất mặt. Anh đây tên là gì? Hứa Chí Hoành cười mà như thể không cười hỏi Dương Thần. Họ Dương, tên Thần. Dương Thần nấc lên một cái, hắn cũng vừa mệt vừa đói, bữa tối lại là cơm Tây, trong lòng nghĩ. Một bát mì có vẻ thực tế hơn. Ngài Dương Lần đầu gặp gỡ, cũng chẳng có cái gì gọi là quà gặp mặt, tôi gọi một chai Nép Biolo 92 năm tuổi, mời ngài Dương ngồi nhấm nháp. Vừa nói xong, liền ra hiệu cho phục vụ mang chai rượu nho quý giá ra. Dương thần cười thầm trong bụng, cũng chẳng nói gì, ba ngón tay đỡ lấy cái ly trên bàn, để cho người phục vụ rót rượu vào ly. Người phục vụ chỉ rót một chút rồi dừng lại. Dương thần không lấy làm bất ngờ, rồi thu ly lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chiếc ly rồi ngửi một chút rồi đưa ly rượu lên để cho rượu trong cốc vừa chạm vào đầu môi rồi nếm một ngụm nhỏ chứng kiến đến đó lâm nhược khê đang run rẩy lo lắng bỗng nhiên thoải mái hơn và hiểu rõ hơn cái tên vô lại này dù sao cũng lớn lên ở mỹ cơm tây truyền thống nhất định là được ăn rồi chỉ không biết là có hiểu được cái nhãn rượu nho nổi tiếng nép biolo này không hy vọng là không nói bừa nói bậy làm mất mặt cô trong mắt hứa trí hoành lóe lên một ánh mắt kinh ngạc rồi hỏi Ngài Dương cảm thấy thế nào? Nguyên liệu chủ yếu của Nebbiolo là Piedmont Barolo đến từ Italia và khu vực Barbaresco. Nếu nói đến trình độ cao nhất mà họ đạt đến, cũng chỉ bằng loại rượu Margaret Bordeaux Pháp thông thường, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng loại rượu này có thêm hương vị của đinh hương, hồ tiêu, cỏ khô, mai, lê can, hoa hồng, quan trọng hơn là nó có vị đắng của sô-cô-la, do đó vẫn có gì khác biệt. Dương thần chậm rãi giải, giải thích, như thể là rượu này là do anh ta ủ vậy. Lần này, hứa chí hoành hiển nhiên là đang kinh ngạc, thực tế, dù có nói hắn ta thường uống loại rượu này, cũng không thể nói một cách cụ thể những thông tin ấy, hắn ta cũng không tin Dương Thần chỉ là tình cờ biết được những thông tin đó, vì mỗi động tác của Dương Thần đều phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa của xã hội thượng lưu phương Tây khi dùng bữa. Ngài Dương quả là người thâm hậu, thảo nào mà nhược khê muốn anh hộ tống cô ấy cùng đến. Hứa Chí Hoành cười méo sạch rồi nói thường thôi dương thần không có hứng nói nhiều với cái tên trống rỗng này nói một cách không úp mở nếu không có cái gì thì làm sao có thể là chồng của nhược khê nhà tôi vợ nhỉ nói xong liền hướng ánh mắt tình tứ về phía lâm nhược khê hai má núm đồng tiền đáng yêu của lâm nhược khê đột nhiên ửng hồng tuy biết dương thần đang giúp mình đỡ đạn nhưng bị dương thần gọi vợ như vậy làm cho cô ta có gì đó không thoải mái gật đầu một cách miễn cưỡng rồi trả lời như bị muỗi cắn, ờ, một cái, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giấu đi sư thẹn thùng. Hứa Chí Hoành không thể ngờ rằng cái tên bán thịt dê xiên nướng này lại dám đối đầu với hắn ta, bắt tay cùng với Lâm Nhược Khê đối phó với hắn ta, một tay cầm lấy ly rượu thủy tinh trong suốt, bóp chặt cứ như thể gân cốt sắp nổ đến nơi rồi, sắc mặt có phần trắng bệch, vừa cười vừa nói. Thì ra hai vị đã kết hôn rồi à, thật là ngại quá làm cho tôi thật bất ngờ. Không, không. Dương thần cười lớn ra vẻ bất cần rồi nói. Tôi biết, đây là diễm phục của tôi, có thể cưới được nhược khê nhà tôi, giống như bông hoa nhài cắm bãi sao 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 châu. Giám đốc hứa không phát hiện ra cũng là bình thường, người như tôi không hay để ý đến những chuyện đó. Phôn tôi đang buồn phiền, trong túi không còn nhiều tiền, làm sao có thể dẫn vợ đi ăn được bữa cơm ngon, không ngờ hứa tổng lại mời ăn tối, thật là quan tâm qua. Ý tại ngôn ngoại, ông cũng thật là kẻ hồ đồ cơ. Hứa Chí hoành nuốt cục tức vào bụng, nhấp một ngụm rượu, rồi nói. Ngài Dương đang nói đùa, có được yêu ái của nhược khê, làm sao lại nói trong túi không có đồng nào. Chúng ta gọi thức ăn ra thôi. Được thôi, gọi thức ăn ra, gọi thức ăn ra. chương 34, ai thô lỗ. Bữa tối, do niềm ham thích ăn uống của Dương Thần mà món chính Bít Tết phải gọi đến ba phần thì bữa cơm mới kết thúc. Hứa Chí Hoành thấy sót ruột, tên hàng rong bán thịt dê xiên nướng trước mắt ăn uống no say rồi thoải mái ở hơi, nguyên nhân cũng là vì hắn đang muốn chiêu chọc ta, tốn tiền chẳng đáng là bao, nhưng cái bộ dạng vô lại của hắn khiến ta không có một chút sức lực để phản công nào, những lời công kích cũng chẳng khác nào giơ tay đánh bao cát, vô tác dụng. Cảm ơn giám đốc hứa đã chiêu đãi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lau đôi môi mỏng phơn phớt son hồng đứng dậy nói. Lúc này, nụ cười của hứa trí hoành đã có chút chán trường. Nhược khê, muộn rồi, hay là để tôi bảo mau cầu đưa cô về, buổi tối cô lái xe một mình về không an toàn đâu. Không cần không cần, Dương thần cười hi hi nói. Không phải là đã có tôi rồi hay sao, ăn bốn suất bít tết, giờ tôi khỏe lắm rồi, giám đốc hứa, bít tết của anh nhiều chất dinh dưỡng lắm, ăn vào cứ như uống Viagra vậy. Bảo đảm tối nay sức lực dồi dào. Nghe lời nói thô thiền này, mấy người bồi bàn đều không nhịn nổi cười, nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt đầy hàm ý, đến thằng ngốc cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Lâm Nhược Khê thì đỏ mặt, len lén nhéo tay Dương Thần, cô cảm thấy thật mất mặt. Trong đầu hứa Chí hoành đang quát lớn, đồ dã nhân, đồ quê mùa, đồ xúc sinh, nhưng miệng thì chỉ biết nói mấy lời cứng ngắc. Anh Dương khách sáo rồi, đó là chuyện nên làm mà, mau cầu, tiễn khách. Lâm Nhược Khê không ngờ trong phòng lại có nhiều bồi bàn thế, cô kéo tay Dương Thần, bước nhanh ra khỏi phòng, cô cảm thấy nhân viên phục vụ xung quanh đều chầm chầm nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, mặt cô nóng ran. Tiễn hai người đi khỏi, mau cầu bước vào phòng, dáng vẻ thất thiểu, hứa Chí hoành đã buông người nằm trên sofa từ lúc nào để mấy cô phục vụ quán rượu Island Resort xoa bóp hai bả vai. Tiễn rồi à? Hứa Chí hoành ti hí mắt, thấp giọng hỏi. Mao cầu rút một điếu thuốc ra khỏi túi quần, châm lên rồi hít một hơi dài, cười ngây ngô lộ ra hàm răng vàng khè. Đã tiến rồi, cô Lâm lái xe nhanh thật, vừa mới đó ma đã không thấy bóng rồi. Hừ, hứa Chí hoành cười lạnh lùng. Con đàn bà ngu xuẩn, nghĩ rằng tìm đại một thằng đàn ông khác là có thể cho mình ra rìa được hay sao, cô ta xem thường ta quá đấy. Sếp, có cần tôi đi xử tên họ Dương không? Tên tiểu tử này rõ ràng muốn đấu đầu với sếp đấy. Mao cầu thu nắm đấm nói. Cậu đừng có ra tay trước, sai mấy thằng biết việc đi làm là được rồi phải biết rõ về hắn trước đã tôi không tin một thằng bán thịt dê nướng vỉa hè lại biết nép biolo là cái gì còn nữa thằng này hơi bị thô thiển nhưng xem ra không giống một thằng mốc đâu sếp ơi anh nghĩ nhiều quá rồi thời đại này có cái gì lên mạng đều biết được hết nếu thật sự là nhân vật tiếng tăm gì đó lẽ nào còn dỗi việc tới mức đi bán thịt dê xiên nướng chứ mao cầu khinh thường nói sai một ly đi một dặm kẻ hành sự làm việc phải cẩn thận, đây chính là lý do mà cậu làm nhân viên, tôi làm sếp đấy. Hứa Chí hoành lim dim mắt nói nhỏ. Vâng vâng, sếp nói như thế nào thì là như thế, tôi sẽ đổi kế hoạch thành ngày mai lên phố tìm mấy thằng lưu manh xử lý tên tiểu tử đó, nếu như nó chết cũng đáng thôi. Mau cầu gái gãi đầu, nói một cách khó hiểu. Thưa sếp, em thấy việc gì anh phải treo cổ trên một cái cây chứ? Cô Lâm xinh đẹp thật, nhưng con gái đẹp ở Trung Hải này có thiếu gì đâu, sếp muốn chơi gái đẹp, là các em phải xếp hàng ý chứ, chẳng giống như mau cầu tôi, với cái bộ dạng này, không có chi phiếu to, các em không thèm để ý đến. Nói xong mau cầu sờ sờ bộ mặt dâu ria của mình buồn bã nói. Cậu thì hiểu cái gì? Hứa Chí Hoành nói. Dáng vẻ của đàn bà chỉ là cái vẻ bên ngoài. Dung mạo của Lâm Nhược Khê cho dù là toàn Trung Hải này khó ai bị kịp, nhưng cũng không có nghĩa là cả nước này không có, chứ đừng có nói là cả thế giới này phụ nữ đẹp có cả đến hàng vạn hàng triệu. Thế tại sao sếp cứ theo đuổi cô Lâm không chịu buông? Mao cầu dường như thấy rất khó để có thể hiểu được. Mao cầu, cậu nghĩ một người phụ nữ, nhất là một người đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ, mới ở độ tuổi 20 mà đã nắm giữ một công ty quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi lớn như thế, chẳng lẽ chỉ đơn giản dựa vào ngoại hình của cô ấy hay sao? Tính cách của cô ấy, Nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Trung Hải này vì sự lạnh lùng, hầu như không có bạn bè, nhưng mọi việc của cô ấy vẫn thuận buồm xuôi gió. Mấy năm gần đây, cổ phiếu của ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi chỉ tăng không giảm, cậu tưởng dễ mà được như thế à? Lẽ nào sếp vẫn muốn tìm một cô để giúp việc kinh doanh hay sao? Mặc dù cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực quản lý, nhưng không có nghĩa tôi thua kém cô ấy. Chẳng qua trong tâm lý các nhân viên ở ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi cô ấy có một uy lực vô cùng lớn vậy nên mới có thể điều khiển được con tàu tối tân quốc tế ngọc lôi mà thôi hứa trí hoành chậm rãi nói tôi muốn có được cô ấy ngoài việc vì cô ấy là một người đáng để tôi chinh phục là người duy nhất xứng với tôi thì còn một vài nguyên nhân khác cậu không thể hiểu được đâu tôi đúng là không thể hiểu được thật mao cầu cười hi hi nói sếp đương nhiên là thông minh hơn tôi rồi nếu không sao tôi lại đi theo sếp chứ Hứa Chí Hoành hắng giọng nói: "Cậu đừng có vì một việc không liên quan gì đến mình mà không để tâm nhé, cái cô Mạc Thiện Ni mà cậu thích đó cũng làm ở ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi, nếu tôi có được Lâm Nhược Khê, đợi đến lúc khống chế được quốc tế Ngọc Lôi thì những cô gái trong đó cũng không thể nào ở xa cậu được." Nghe được ba chữ Mạc Thiện Ni, mắt mau Cầu lập tức sáng lên, liếm môi thở ra một hơi. "Sếp ơi, sao sếp lại nhắc đến mấy cô ấy?" tôi mỗi khi nằm mơ là đều mơ thấy cặp mông lớn của Mạc Hiện Nhi, anh nói xem nếu thật sự đưa được cô ấy lên giường thì phải tốn biết bao nhiêu hồn vía. Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tối nay tôi lại phải đến câu lạc bộ đêm tìm hoa rồi. Thôi đi, tôi thấy cậu còn thô lỗ hơn cái tên bán thịt dê xiên nướng kia đấy. Hứa Chí hoành lừ mắt nhìn mau cầu mắng mỏ. Mau cầu hoàn toàn không thèm để ý, miệng cười ha ha ngậm điếu thuốc bước ra khỏi phòng. Đợi khi mau cầu đi không lâu, hứa trí hoành chậm rãi vươn vai, nắm chặt cổ tay cô phục vụ đang đấm bóp vai cho hắn, khuôn mặt vô cảm hỏi. Bao nhiêu tiền? Nữ phục vụ ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ chát một lớp phấn bự màu hồng bỗng đỏ lên, do so dự một lát rồi cắn răng nói. Năm, năm ngàn, tôi chưa từng làm chuyện này trước đây. Hừ, hứa trí hoành cười gần lạnh lùng, trường 35 tối nay đợi anh nhé. Trên đường trở về Long Cảnh Uyển, Dương Thần định nói với Lâm Nhược Khê vài câu, nhưng Lâm Nhược Khê chỉ lạnh lùng lái xe, có vẻ như không hề để tâm xem Dương Thần đang nói điều gì, dường như không nghĩ có Dương Thần đang tồn tại. Lại phải đối mặt với Lâm Nhược Khê giờ đã trở lại với dáng vẻ của nữ thần băng giá, Dương Thần bất đắc dĩ nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại, thật ra Dương Thần hiểu, những lời nói vừa mới đây ở quán rượu Island Resort đã làm tổn thương cô vợ nhạy cảm của mình. Mặc dù khi đó để loại bỏ hứa trí hoành cô không nói gì, nhưng giờ thì màn kịch đã diễn xong, sự bất mãn lòng về mình giờ mới bộc lộ rõ ràng mãi đến khi tới trước cửa biệt thự lâm nhược khê mới lạnh lùng nói xuống xe cô không về sao dương thần ngạc nhiên hỏi tôi còn có việc anh xuống xe về trước đi ồ dương thần nhìn lâm nhược khê đầy ẩn ý cười nói hóa ra giám đốc lâm thì cũng cần cuộc sống về đêm đã nói trước rồi mà ha ha chồng của em rất rộng lượng sẽ không ghen đâu mặc dù thấy chẳng cần giải thích với tên lưu manh này nhưng lâm nhược khê cảm thấy nếu cứ bị hắn ta nghĩ linh tinh thì thật là oan uổng thế nên cô cau mày đáp tôi có việc không phải là việc như anh nghĩ đâu dương thần à một tiếng lòng tôi hiểu rõ mà chầm chậm xuống xe vẫy vẫy tay với lâm nhược khê nói chơi vui vẻ nhé lâm nhược khê chẳng buồn để ý đến hắn nữa quay đầu xe rời khỏi biệt thự nhìn về phía cái đuôi xe cứ dần biến mất Dương Thần có đôi chút suy tư, hắn tất nhiên không cho rằng một cô gái như Lâm Nhược khê lại dễ dàng đi chơi ở hộp đêm, lần đầu khi mình gặp cô ấy trong quán rượu, có vẻ như cô ấy mới chỉ có một vài lần đi đến ba uống rượu, nhưng đã muộn như thế này rồi, cô ấy còn đi đâu được chứ? Sau khi Dương Thần về đến phòng mình, vú Vương tận tâm mang cả một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn tới, bà quan tâm rất chu đáo đến, cậu chủ hờ, này, có vẻ như đúng là yêu nhau yêu cả đường đi thật. Tắm nước lạnh xong, Dương Thần định sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng chẳng ngờ đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Dương Thần vốn chẳng quen biết ai, sau khi được Lâm Nhược Khê tặng cho chiếc điện thoại này, người biết số này, ngoại trừ Lâm Nhược Khê và Vú Vương thì chỉ có Sắc Vi và gia đình nhà họ Lý được Dương Thần đặc biệt cho số. Quả nhiên khi nhìn số điện thoại thì người gọi là Lý Tinh Tinh. Vừa nghĩ tới cô bé tính cách dịu hiền như nước, ít nói và hay xấu hổ, lòng Dương Thần đã cảm thấy ấm áp, nghe điện thoại, hắn nghe điện thoại bằng giọng dịu dàng. Tinh tinh hả em? Dương đại ca. Giọng tinh tinh ở đầu điện thoại bên kia hơi run rẩy, dường như có chút khó mở lời. Anh đây, có chuyện gì thế? Em, em làm phiền giấc ngủ của anh sao? Lý tinh tinh lo lắng hỏi. Dương thần phì cười. Đúng đấy, anh vừa mới nằm mơ gặp em, thì em gọi điện đến. Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Lý Tinh Tinh mới cười hi hi nói dương đại ca thật biết nói đùa cẩn thận kẻo bị chị dâu nghe thấy đấy nghe được những tiếng cười thành thật của lý tinh tinh dương thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút hắn lại sợ tinh tinh không chịu nổi đả kích nên lòng buồn bực không vui xem ra cô bé mặc dù không vui nhưng vẫn rất kiên cường ha ha chẳng có gì đáng sợ đúng là em muộn thế này còn gọi điện thoại chắc là có chuyện gì quan trọng phải không lý tinh tinh lại im lặng hồi lâu rồi mới lại nói nhỏ dương đại ca em, em sợ. Sợ, em sợ điều gì? Dương thần nghi ngờ hỏi. Là Trần Phong, hôm nay anh ta đến nhà em, nói là muốn em trở thành bạn gái của anh ta, nếu không thì sẽ dỡ sạp hàng của bố em. Lý Tinh Tinh nói đến cuối câu, đột nhiên lại sụt xịt, có lẽ đã khóc từ lúc trước, nên giọng nói mới run rẩy như thế. Mắt Dương thần khép lại, giọng hơi trầm xuống. Tinh Tinh, em nói rõ hơn đi, đầu cuối là như thế nào? Lý Tinh Tinh dường như cảm nhận được sự thay đổi của Dương Thần, dần dần điềm tĩnh lại, tiếp tục kể lại toàn bộ sự việc. Nguyên nhân của sự việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm trước, Lý Tinh Tinh đi chợ cùng ông Lý, cha thì bày sạp hàng, con thì đi mua rau, trước đây, Lý Tinh Tinh không học trong trường đại học mà đi học ở nơi khác, bây giờ mới chính thức quay về Trung Hải. Vậy nên, khi Lý Tinh Tinh xuất hiện ở chợ, ông chủ đã giới thiệu cho mọi người, không ít người mới nhìn thấy Lý Tinh Tinh lần đầu tiên. Đúng lúc đấy tên Trần Phong vô công dỗi nghề dắt theo mấy tên côn đồ đi gây sự, nhìn thấy Lý Tinh Tinh xinh đẹp trong sáng thì chỉ liếc nhìn đã quyết định cô ấy phải trở thành bạn gái của mình. Với bản chất giảo hoạt, Trần Phong không trực tiếp tấn công với Lý Tinh Tinh, nói thẳng, nếu cô ta không đồng ý thì sạp hàng cũng không cần phải mở nữa, gia đình nhà Lý đừng mong sống yên ổn ở khu Tây này nữa. Nhà họ Lý chỉ thuộc tầng lớp bình dân, nào dám trêu chọc Trần Phong, dù sao thì cha của Trần Phong là Trần Đức Hải, người này làm ăn mập mờ, chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức liên minh khu vực phía Tây. Thế là hai ngày hôm nay sạp hàng của ông Lý chẳng thể mở, Lý Tinh Tinh mỗi lần đến trường dạy học đều có người theo dõi, về đến nhà thì bị Trần Phong thúc giục, bắt Lý Tinh Tinh nhanh chóng quyết định. Gia đình họ Lý đều sợ hãi, đem bảo bối duy nhất dâng đến hang cọp nhà họ Trần kia là điều không thể, nhưng bạn bè nghe nói người mà họ đắc tội là Trần gia thuộc liên minh khu vực phía Tây thì đều không dám giúp cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sắp xếp để Trần Gia là người đúng mà thôi. Nghe hết câu chuyện của Lý Tinh Tinh, trong lòng Dương Thần đã ngùn ngụt tức giận không thể kìm nén, vốn định sẽ để mấy ngày rồi mới ra tay xử lý đường dây mật của khu vực phía Tây, tiện thể sẽ giải quyết cha con Trần Đức Hải, nhưng xem ra hôm nay phải làm ngược lại những điều đã nói, phải khai đao với Trần Gia rồi. Tinh Tinh, bây giờ em đừng khóc nữa, mọi việc rồi sẽ được giải quyết, tin Dương đại ca đi mà. Dương thần an ủi cô. Lý Tinh Tinh vẫn sụt xịt vài tiếng, cô gái nhỏ bé con một gia đình bình thường, gặp phải chuyện như thế này, ngoài chuyện khóc thì gần như chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ nếu không lâm vào đường cùng thì Lý Tinh Tinh cũng sẽ không gọi điện thoại cầu cứu Dương Thần, vì dù biết thân thủ của Dương Thần rất giỏi, nhưng cũng không dám chắc rằng Dương Thần có thể giúp cô giải quyết vấn đề được hay không. Dương Đại ca, anh nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch đâu, em còn nghe nói trong nhà ông Trần còn có rất nhiều súng đấy lý tinh tinh đột nhiên nhớ ra vội vàng nhắc nhở ha ha em yên tâm vài ngày nữa anh còn đến xem em dạy học nữa mà đến lúc đó em xem anh không bị thiếu chân thiếu tay là được rồi dương thần cười bảo muộn rồi tinh tinh anh sẽ giúp em giải quyết việc này em cũng đừng nói gì với bố mẹ sau ngày mai mọi chuyện đều sẽ được giải quyết xong thật vậy sao lý tinh tinh cảm thấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên dương đại ca này lừa em bao giờ chưa Vậy Dương Đại ca phải cẩn thận đấy. Dù biết Dương Thần biết phải làm thế nào nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau khi tắt máy, Dương Thần ngồi trầm tư một lúc, rồi lại gọi điện cho một số điện thoại khác. Có tiếng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia vọng lại. Ông xã à, sao tự nhiên đã muộn rồi lại nhớ ra gọi điện cho em thế? Người biết dùng hai tiếng ông xã ngọt ngào làm mê mẩn người khác tất nhiên là sắc phi quyến rũ. Dương Thần thở mạnh, nghĩ đến cái thân thể mềm mại lại tròn trịa của sắc phi, chỉ muốn chạy ngay đến bên giường cô ấy rồi mới làm chuyện khác, nhưng nghĩ đến giọng nói yếu ớt của Lý Tinh Tinh, hắn liền từ bỏ những suy nghĩ ấy, nói luôn. Anh! Audio điện tử võ tấn bền chương 36, đến thăm Trần Công Quán Ở thành phố Trung Hải này, Trần Đức Hải cũng được coi là nhân vật số 1. Năm đó một thân một mình lẻ loi đến Trung Hải làm thuê, cơ duyên thế nào lại được một tên đàn anh xã hội đen tại Trung Hải chú ý, dần dần từ chỗ là tay chân ngồi lên vị trí phụ tá đắc lực, Trần Đức Hải thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính đa nghi. Chẳng đến mấy năm sau thì đã giúp tên đàn anh xã hội đen mở rộng không ít địa bàn, trở thành một thế lực không nhỏ ở khu phía tây Trung Hải. Mười mấy năm trước, Trần Đức Hải lại đột nhiên đi nhờ vào hội trưởng hội Tây Minh hội có thế lực lớn nhất khu Tây Tư Đồ Minh Trạch, cũng là cha của Sắc Phi. Sau khi khử ông chủ ban đầu của mình, Hắn ta trở thành một trong những đại nguyên lão quan trọng nhất dưới tay Tư đồ Minh Trạch. Do ban đầu Trần Đức Hải đã nắm được thế lực rất lớn từ tên đàn anh xã hội đen đó, vì thế nên sau khi hắn ta xoán vị thành công cũng không gặp phải quá nhiều sự kháng cự, thậm chí rất nhiều người còn nhận định rằng hắn ta mới chính là ông chủ, thuận nước đẩy thuyền liền ủng hộ hắn ta lên vị trí ông chủ. Có thể nói, nếu như không có Trần Đức Hải thì Tây Minh hội muốn trở thành bá chủ khu Tây thì có lẽ phải mấy năm nữa. Có người đã từng đùa dẫn nói, Trần Đức Hải chính là Ngô Tam Quế đưa mãn thanh qua cửa thành, một tích cổ của Trung Quốc phản bội lại chủ lên vương gia, nhưng không ai biết rằng hắn ta lúc nào sẽ tạo phản. Dù bên ngoài tin đồn là vô số nhưng bên trong Tây Minh Hội lại khá coi trọng Trần Đức Hải. Dù sao thì cũng có thực lực trong tay, Trần Đức Hải là mạnh số một số 2 trong số đại nguyên lão của Tây Minh Hội. Cuống hồ mặt càng lộ rõ vẻ tiểu nhân thì càng dễ bị đề phòng. Vì thế nên hội trưởng Tây Minh hội tư đồ Minh trẻ cũng luôn đối xử tốt với Trần Đức Hải. Mối quan hệ của hai người vô cùng hòa hợp. Dương Thần xem một chút tài liệu của Trần Đức Hải, cảm giác đầu tiên chính là nghĩ tới hai chữ kiêu hùng, không quan tâm đến luân lý đạo đức thế gian, không quan tâm đến quy củ giang hồ, hắn ta làm tất cả đều là vì muốn có được một chỗ dựa lớn, leo lên vị trí cao nhưng lại có thể từng bước từng bước vững chắc. Người như vậy nếu như không ngoài dữ liệu thì sẽ là một người có thể vượt qua được khó khăn những năm cuối đời trong giới xã hội đen. Bởi vì, bản thân hắn đã là người phản bội, hắn hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn kẻ khác phản bội lại. Chỉ đáng tiếc, người sinh ra một đứa con ngu xuẩn. Dương thần thấp giọng tự nói một câu, đóng lại chiếc máy tính bảng, ghi nhớ lại tất cả tư liệu bản đồ mà Sắc Phi đưa cho mình trong đầu. Trung tâm thành phố ban đêm, bóng đèn sáng dạng dỡ hình thành nên sự đối lập với vùng đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đỗ chiếc xe BMW ở ngoài một công viên nhỏ ở ngoại ô Trung Hải. Xung quanh đều là nhà trọ tư nhân của khu dân cư có vẻ rách nát. Nhà trọ của Trần Đức Hải nằm ở ngay bên bờ sông cách đó khoảng một cây số. Nếu như chiếc xe đỗ quá gần thì không có lợi cho việc ẩn núp. Dương Thần thay một chiếc áo màu đen ngắn tay hơi sát người. Phía dưới là một cái quần màu nâu đen dài. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Dương Thần nhảy lên vài cái rồi lại làm mấy động tác vặn người cổ quái, toàn thân vang lên tiếng kêu răng rắc, khoảng 2 phút sau mới dừng động tác đó. Phù, thở dài một hơi, Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng bị mây che phủ, lộ ra ý tươi cười thoải mái. Cũng may cơ thể mình vẫn còn chưa bị hen gì. Vừa dứt lời, bóng dáng Dương Thần biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện là đã ở trên đỉnh một ngôi nhà ba tầng cách đó 10 mét, cơ thể linh động như một con báo giỏi rượt bay, nhảy thật nhanh qua các nóc nhà, chạy về phía ngôi nhà lớn đèn sáng trưng ở bên bờ sông. Không đến 2 phút, Dương Thần đã ngồi xổm trên một cái cây lớn chọc trời, phía trước không đến 30 mét chính là Trần Công Quán, đó là một căn nhà 5 tầng lớn diện tích tầm 800 mét vuông. Theo như tư liệu, vợ của Trần Đức Hải sau khi sinh ra Trần Phong không lâu thì bị ung thư vú mà chết, vì thế nên ngôi nhà lớn như thành lũy này thực tế chỉ có hai cha con ở mà thôi đương nhiên tay chân bảo vệ họ chiếm địa bàn rất lớn vị trí của con người ngày càng cao thì lại càng lo lắng cho an nguy của mình trần đức hải cũng không ngoại lệ dương thần chỉ là mới nhìn sơ qua từ trần công quán đi vào chỉ có một cửa chính ngay trước cửa có tám tên tay sai đứng đó bên trong sân thỉnh thoảng có mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra nhưng xem ra số người không nhiều nếu như lén lút đi vào một cách cẩn thận thì không khó để đi vào căn nhà dương thần sẽ không tin một nơi lớn như thế mà chỉ có mấy người như vậy như hôm nay mà nói thì tuyệt đại đa số tay chân đều là ở bên trong nhà trọ đợi lệch để bảo vệ sát sao cha con nhà họ trần lẻn vào bên trong ngôi nhà đối với dương thần mà nói thực sự không khó có điều những cái này không phải là trọng điểm dương thần suy xét chỉ là không rõ trần đức hải ở vị trí nào trong ngôi nhà lớn này nghĩ nên làm thế nào để tìm được cha con Trần Đức Hải, Trần Phong. Vì thế Dương Thần cảm thấy vẫn nên tìm người để hỏi thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, bóng dáng Dương Thần liền rời khỏi cành cây, đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở trước cổng lớn của Trần công quán, vẻ mặt cười mỉm. Tám tên tay sai khi nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì bật người lập tức bao vây. "Đứng lại, anh là ai? Biết đây là đâu không hả?" Một tên trong đó lạnh lùng nói. Dương thần cũng không trả lời. Khi còn cách khoảng 5 mét, đầu ngón chân ấn mạnh xuống đất, cơ thể như một mũi tên bắn, lao người về phía 8 người đàn ông. 8 người căn bản không phản ứng lại. Bọn họ tuy trong người đều có súng nhưng cự ly gần như thế này căn bản không có cơ hội lấy ra. Một người trong đó muốn giơ tay lên chặn lại thì lại bị nắm đấm tay vung tới bất ngờ của Dương thần đấm vào. Một cảm giác đau đớn như xé nát gan phổi, xương bàn tay như bị nghiền nát ra vậy. Nếu từ xa nhìn lại, Cơ thể của Dương Thần dường như đã thoát khỏi lực hút của trái đất. Toàn bộ cơ thể xoay qua 8 người đàn ông một góc 360 độ, như cơn lốc xoáy màu đen vậy. Hai chân hai tay lần lượt tiếp xúc với 8 người một chút, lần lượt tiếp xúc sát gần với nắm tay, ngực, bụng của 8 người. Cảnh tượng này xảy ra với tốc độ vô cùng nhanh, không đợi 8 người phản ứng hoàn toàn, 8 người liền đã ngã chỏng vó dưới đất. Vì phần nào đó của cơ thể bị đánh đau đớn đến mức lộ ra vẻ dữ tợn, tiếng kêu đau gào khóc khó kiềm chế được vang lên. Người đàn ông dẫn đầu kia cảm thấy xương bàn tay của mình đều dập nát, biết rằng gặp phải một kẻ đáng gờm, không dám phản kháng hơn nữa, toát mồ hôi lạnh, mạo hiểm vội với tay ấn chiếc bộ đàm mini, muốn thông báo cho tất cả mọi người bên trong. Không ngờ, một chân đi giày thể thao đột nhiên đá vào má của gã, đập nát chiếc bộ đàm mini thì không nói nhưng đầu của người đàn ông ngoẹo sang một bên, từ khóe mắt, lỗ tai, mũi miệng đều phụt máu, xương ở đầu lõm xuống dị dạng thứ chất dịch màu nhờ nhờ chảy xuống đất, sắp không sống được nữa rồi. Bảy tên khác vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy tình trạng thê thảm kia, hít một hơi lạnh vào, cảm giác vô cùng sợ hãi, người trẻ tuổi trước mặt kia vẫn giữ được nụ cười mỉm. Nếu như trên thế giới này thực sự có ác ma của địa ngục thì nụ cười ác ma đó có lẽ chính là như thế. Bảy tên tay sai vốn định phát ra cảnh báo thì mồ hôi lạnh chảy xuống dòng ròng nhìn Dương Thần, sợ tới mức không dám nhúc nhích dương thần rất hài lòng với kết quả như vậy còn về việc giết phần tử xã hội đen căn bản không để tâm dù sao thì mạng người trong tay hắn nhiều đến đủ xếp thành tòa nhà cao chọc trời rồi tôi đang vội không phí thời gian vô nghĩa với các người tôi muốn biết trần phong trần đức hải bây giờ đang ở đâu các người nói ra thì tự biến đi nếu không nói ra thì tôi sẽ giúp các người biến đi dương thần nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng tùy ý như một người hỏi bật lửa để châm thuốc ở trên phố vậy, có thể trong tai của bảy người đó, cái từ biến mà hắn nói lại giống như sự hiệu triệu của tử thần vậy. chương 37, Ngược Đái Với sự phối hợp của bảy người đó, Dương Thần rất nhanh chóng hỏi ra được vị trí cụ thể của hai cha con Trần Đức Hải. Còn bảy người đó thì nhanh chóng bị đánh ngất ném sang một bên đường. Trước khi Dương Thần hoàn thành những việc cần làm, họ rất khó mà tỉnh lại được chuyện lẻn vào không gây tiếng động là chuyện vô cùng quen thuộc đối với dương thần cảm quan nhạy bén luôn quan sát tất cả những động tĩnh xung quanh bước chân nhanh như bay dường như không phát ra bất kỳ âm thanh nào cơ thể hắn như đi xuyên vào màn đêm biến mất trong không trung do sơ đồ địa hình cụ thể của trần công quán hắn đã ghi nhớ kỹ rồi vì thế dương thần rất nhanh chóng tìm đúng mục tiêu theo như lời nói của bảy người kia trần phong giờ này hẳn là đang ở bên trong phòng riêng còn Trần Đức Hải thì bọn họ không xác định được, nếu không phải ở phòng đọc sách thì là ở phòng khách. Bay qua hai ban công, thuận tay đánh ngất xỉu bốn gã vệ sĩ một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, bóng dáng Dương Thần như bóng quỷ tiến đến một căn phòng rộng của tầng 3. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng trong phòng đèn vẫn sáng. Bóng cây đu đưa khiến cho cái bóng của Dương Thần dưới ánh trăng càng khó bị phát hiện hơn, khi gió lạnh thổi qua tấm rèm che cửa sổ cảnh tượng bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt lọt vào tầm mắt của Dương Thần. Bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, quả nhiên có một bóng dáng mà hắn đã quen thuộc Trần Phong. Tuy nhiên, lúc này Trần Phong căn bản không chú ý đến vị khách không mời đứng ở ban công cửa sổ. Y đang làm một việc mà người thường nhìn vào cũng phải sôi sục máu lên. Trên chiếc giường thấp nhưng to trong phòng Trần Phong, một cơ thể trăng trắng của một người phụ nữ đang nằm sạng ra, hai tay và chân của cô ta đều bị cột chặt bởi loại tất đen. Loại sợi vừa có tính đàn hồi vừa có độ co giãn này lúc này đã ghim cho chân tay của người phụ nữ đó có vết bầm tím, làn da trắng của cô ta lúc này đã có mấy chỗ bầm tím, xem ra trước đó đã từng chịu sự đối đãi thê thảm. Mái tóc nhuộm của người phụ nữ rối tung, vì giấy rựa cùng với mồ hôi khiến cô ta trông rất luộm thuộm, khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp đỏ lên, cái miệng bị nhét bởi một một thứ giống như quần lót của phụ nữ, khiến cho người phụ nữ chỉ có thể kêu lên u, u chứ không thể nói ra lời. Dương thần nhìn thấy người phụ nữ bị ngược đãi cảm giác đầu tiên là có chút quen thuộc, nghĩ kỹ lại thì đúng là cảnh ban đầu gặp Lâm Nhược Khê trong quán rượu nhỏ. Người phụ nữ đi đến quyến rũ mình, sau đó dẫn theo một nhóm đầu chọc và thanh niên trai tráng đến gây xung đột, dường như là em gái của tên đầu chọc đó, không ngờ lúc này đây lại cùng với Trần Phong. Rất hiển nhiên, Trần Phong đối với loại gái diêm rúa lẳng lơ này cũng chẳng ra sao. Lúc này toàn thân y trần như nhộng nằm trên giường, dưới chân thả đầy các thứ đồ chơi tình dục cao su, nhỏ thì giống như hạt của chàng hạt, lớn thì giống như miệng bát. Nhưng những dụng cụ đó tiêm nhiễm thứ chất lỏng thối nát khiến cho ga giường bị ẩm ướt. Trần Phong dáng người hơi gầy, xem ra bình thường là buông thả dục vọng quá độ, phần giữa của cơ thể Trần như nhộng đó, cậu nhỏ đã gục xuống, căn bản không có nổi tinh thần để vươn lên nữa nên co lại như một con sâu nhỏ. Ha ha, ha ha, cái con lợn xề này, cô khóc đi, cô kêu đi, dám tìm đàn ông sau lưng tôi, xem tôi chỉ cô như thế nào, cho cô chết. Trên mặt Trần Phong lộ rõ sự điên cuồng lệch lạc, vừa chửi vừa dùng chân không ngừng đạp mạnh vào má, vào phần ngực mềm và chỗ ẩm ướt ở giữa đùi người phụ nữ kia. Chơi cô là để mắt đến cô, đợi đến mai tôi gọi con bé họ lý kia đến chơi thì tôi sẽ vứt cô cho mấy thằng em tôi, chẳng phải cô phát xuân, thích trai sao. Một mình tôi cô không thỏa mãn, vậy thì sẽ đến lượt mấy thằng anh em đó, xem cái bộ dạng đồ lẳng lơ nhà cô thế nào cứ tưởng thật sự là người phụ nữ của trần phong này sao cô không biết nhìn cái mặt lợn của mình đó là do thiếu ra đây buồn chán thôi chứ không thì ai thèm chơi cô chứ trần phong kêu gào một hơi lớn dường như đã bị mê muội vậy cô muốn chơi thì tôi sẽ dùng đầu ngón chân đâm vào cô cho cô chơi người phụ nữ hiển nhiên đau đớn xấu hổ muốn chết nhưng cái quần lót hôi thối bịt kín miệng cô ta cô ta muốn hét lên muốn khóc lên nhưng cái mùi buồn nôn đó khiến cho cô không ngừng có cảm giác buồn nôn, nước mắt chảy ào ào xuống trên chiếc ga giường. Vì cô ta khóc nên cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này sắp bị lăng nhục đến chết, Dương Thần cảm thấy cũng không nên. Có lẽ bản thân người phụ nữ này vốn không đáng để thông cảm nhưng người như Trần Phong dường như phải chết trước mới đúng. Khi Trần Phong cầm một cây roi ra ở trên giường lên, đang định quật thật mạnh thì từ phía sau cửa kính đột nhiên vang lên một tiếng ầm, Ai đó? Trần Phong kinh hãi xoay người ra, khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở ban công cửa thì thiếu chút nữa là tè ra quần. Làm sao thế, mới mấy ngày không gặp mà đã quên rồi sao? Khóe miệng dương thần cong lên, lôi từ trong túi quần ra một điếu thuốc, chậm chậm châm thuốc. Mùi hóc môn nam nữ trong cái phòng này quá nồng, lại còn có mùi rất mạnh của nước hoa Gucci của nam nữa. Hai cái mùi hoàn toàn khác nhau hỗn hợp sộc lên mũi vừa nghĩ đến mùi vị cái thứ chất mà đôi nam nữ này thiết ra dương thần cảm thấy vẫn nên hút thuốc cho thoải mái trần phong ngay lập tức run rẩy cầm cây roi ra làm động tác tự vệ cẩn thận rút lui nói dương dương thần mày làm thế nào mà lại ở đây người phụ nữ bị trói ở trên giường nhìn thấy dương thần cũng ngừng khóc cô ta cũng nhận ra người đàn ông này người đàn ông hôm nọ cũng khiến cho cô tức giận cũng là người đàn ông mà anh trai cô không thể giúp cô báo thù nếu như là dương thần trước đây thì người phụ nữ này vô cùng ghét nhưng xuất hiện đột nhiên trong giờ phút này thì khiến cho người phụ nữ này cảm thấy dương thần quả thực chính là chúa cứu thế dương thần có chút chế nhạo nhìn cậu nhỏ của trần phong cười nói tiểu tử trước đây ở chợ tao hình như đã nói rồi tao ghét nhất là bị uy hiếp mày tao đâu có uy hiếp mày mày uy hiếp nhà họ lý bọn họ là bạn của tao như thế tức là mày uy hiếp tao rồi trong mắt Trần Phong hiện lên một tia thâm độc, cười lạnh lùng nói. Dương thần, mày tưởng mày vào rồi thì còn ra được sao? Chỉ cần tao hô lên một tiếng thì thủ hạ của cha tao sẽ đến bắn mày thành như cái tổ ong vỏ vẽ. Mày cứ thử xem. Dương thần thả khói thuốc, chậm chậm đi gần đến chỗ Trần Phong. Hừ, mày cũng thích Lý Tinh Tinh đó. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nằm mơ đi. Lý Tinh Tinh kia tao chắc chắn sẽ phải vào tay tao hơn nữa còn phải làm cho nó ánh bụng lên sau đó lại đến lừa thủ hạ của tao chơi nó. Trần Phong quát lớn lên một tiếng, sau đó lập tức mở cửa phòng ở phía sau người y, có ý đồ thoát khỏi căn phòng. Nhưng bóng dáng của Dương Thần trong nháy mắt lại bước qua cự ly 5 mét, bàn tay cứng như cốt thép đóng mạnh cánh cửa lớn vào, thuận thế một cái tát mạnh rơi ngay vào má Trần Phong. Trần Phong bị đánh đến ngây người, làm sao mà Dương Thần lại đột nhiên xuất hiện ở ngay cạnh mình như thế, nửa khuôn mặt sưng đỏ lên, đau muốn chết. Y hốt hoảng thất thố nấp vào một góc, chỉ vào dương thần rồi hô lên. Mày không được qua đây, người của cha tao rất nhanh sẽ đến đây giết mày. Dương thần trực tiếp bôi đầu màu thuốc lá và nhổ nước miếng vào mặt Trần Phong, mặt hắn không chút biểu lộ tâm trạng gì đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn Trần Phong giống như một con nhím con mình không dám ngẩng đầu. Tao vốn là muốn cho mày vui sướng đến chết nhưng lời mày nói làm tao đổi ý mày hình như rất thích chơi gái, thế thì tao phải cho mày không còn chơi gái được nữa. Vừa dứt lời, một chân đá mạnh vào cái phần thịt nhỏ ở giữa hai đùi của Trần Phong. Á! À, Trần Phong kéo giống lên như con sói đêm, tiếng kêu thê thảm phá tan sự tĩnh lặng của toàn bộ căn nhà. chương 38, phá cửa. Nhìn thấy Trần Phong hôn mê, cơ thể cuộn cong vào, phía dưới một đống thịt máu nhảy nhụa, dương thần liền dừng lại, liếc nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang sợ hãi đến trắng bề cả mặt, hắn lại một lần nữa lộ vẻ vô hại với nụ cười ấm áp đừng sợ tôi đến không phải là giết cô dương thần cười khiến cho cô gái sắp bị sợ đến ngất đi kia suýt nữa mất kiểm soát cầu xin xin anh tha cho tôi cô ta căn bản nói không ra lời đừng sợ tôi đã nói là không giết cô mà dương thần buồn bực nhíu mày hỏi cô đã ở cùng với trần phong rồi vậy cô có biết trần đức hải bây giờ ở đâu không cô ta thấy dương thần thực sự không giết mình thì mới yên lòng một chút nhỏ giọng nói tôi tôi cũng không chắc chắn bình thường ông trần sẽ đều ở trong căn phòng ở tầng cao nhất ừ xem ra mấy cái tên ngu xuẩn đó không gạt mình dương thần thì thào nói một câu đi ra về phía cửa cô ta nhìn thấy cũng bất chấp sợ hãi kinh ngạc hỏi anh không chạy trốn sao chạy trốn vì sao dương thần quay đầu lại tiếng kêu vừa nãy chắc chắn đã thu hút đám thủ hạ rồi bọn chúng rất nhanh sẽ xông lên thôi cô gái có chút lo lắng cho dương thần mặc dù cô ta bị tất chân cột chặt không động đậy được dương thần cười như không có gì tốt nhất trần đức hải cũng đích thân đến đây nói xong hắn liền đi ra khỏi cửa tiện tay đóng cửa vào theo trí nhớ phòng đọc sách của trần đức hải ở chính giữa tầng trên cùng của tòa nhà cũng là vùng trung ương của bốn tầng Dương thần sau khi đi vào hành lang thì trực tiếp đi về phía chỗ cầu thang. Cổ nhiên, chưa đi được mấy bước thì ở cửa cầu thang trước mặt liền đã kéo ra không ít người, ai nấy đều mặc bộ quần áo đồng phục màu đen đứng như màu cánh cửa nhưng trên ta thì đều đã cầm vũ khí, có côn điện, cũng có đeo găng tay bọc sắt. Dương thần đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng thủ hạ của Trần Đức Hải không có súng. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong nước, sự quản lý chặt chẽ về súng của chính phủ nước Trung Quốc, đều nổi tiếng trên toàn thế giới về sự nghiêm ngặt. Không thể thủ hạ nào cũng có trang bị súng được, vì thế nên những người thực sự sẽ cầm súng chĩa vào mình thì chắc chắn chỉ có một số những người tinh nhuệ mới có. Bọn tay sai nhãi nhép trước mặt bị dương thần quang toàn bộ xuống lầu một cách không ác cảm. Dù sao cũng lâu rồi không ra tay mạnh, có ba bốn người cùng xông lên phía mình thế này để mình luyện tập, dương thần cũng thấy rất vui khi một đám tay sai giận dữ muốn đánh chết cái con người trẻ tuổi đang đùng đỉnh này thì bọn họ rất nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ căn bản ngay cả mục tiêu cũng không nắm giữ được. Bước chân dương thần nhanh như chấp điện, mỗi lần di chuyển đều như một kỹ xảo truyền hình đặc biệt bóng ma. Trong sự di chuyển dường như đơn giản, cơ thể dương thần như con thoi đưa đi đưa lại trong phạm vi tấn công vây quanh của hơn chục người, mỗi một lần ngắn ngủi tạm dừng, tay đều nắm lấy cổ tay đang cầm vũ khí của một tên nào đó, sau đó đánh thật mạnh vào tay của tên đó, cuối cùng một tên không may bị đánh vào cánh tay, chân, vận khí thật đen, trực tiếp bị đánh một gậy vào trán Không có cách thức, không có lối mòn nào cả, sự di động nhanh, tính toán chuẩn xác, đơn giản mà hiệu quả, không hề dây dưa dài dòng. Khiến cho một vùng 20-30 mét vuông ở cửa trên hành lang trở nên loạn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen không ngừng đi lại trước mặt bọn họ, căn bản không dám nhẹ nhàng đánh cây côn điện xuống, bởi vì bọn họ mà không cẩn thận một chút thôi là sẽ đánh tàn phế chính người ở phe mình. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên ở chỗ hành lang, chưa đầy một phút, hơn 30 tên tay sai, chỉ còn lại 4-5 tên sợ hãi núp sang một bên, tất cả những tên khác đều ngã la liệt kêu thảm thiết trên đất không dám đứng dậy nữa. Dương thần phẩy phẩy tay, cười nửa miệng nhìn năm người còn lại không dám tiến lên kia. Các người không đến chơi. Năm người cuống quyết lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khi khóc. Sau khi đi đến tầng 4 không có một sự cản trở nào, Dương Thần rất dễ dàng tìm được cửa phòng đọc sách ở vị trí trung tâm, cửa chính là loại cửa thép tinh chế đặc biệt chống trộm, nếu như không ngoài dự đoán thì còn chống cả đạn nữa. Dương Thần nhìn thấy thiết bị giám sát ở trên hành lang, cười cười có chút vô vị. Trần Đức Hải thực sự là một lão cáo già, ông ta biết rõ bản thân mình đã vào bên trong ngôi nhà nhưng lại không vội vàng đến xử lý mình, mà lại sai đi trước 30 tên thủ hạ để thăm dò mình xem. Bây giờ ông ta nấp ở một cái phòng giống như thùng sắt, muốn vào đến bên trong thì chẳng khác gì đi vào thiên la địa võng rồi. Kỳ thật nếu không phải là mình thì cái chiêu này cũng là không tồi. Nhưng ông ta chắc chắn không biết rõ được thực lực thật sự của mình, chứ nếu không thì sự lựa chọn sáng suốt của ông ta chắc chắn sẽ là sớm chạy trốn. Cánh cửa thép dày trước mặt giường như không thể phá vỡ, nhưng Dương Thần cũng không để tâm, nếu như là mình của hai năm trước thì có lẽ cần phải mất lâu thời gian hơn mới có thể mở nó ra được. nhưng mình của ngày hôm nay cùng với sự thay đổi của công phu cổ quái mà mình tu luyện thì sự phòng ngự như thế này chẳng có tác dụng gì lắm. hít một hơi lên, dương thần chân như sấm đánh đạp vào tấm cửa thép dày. rầm. sau tiếng kêu nặng nề vang lên trên hành lang, cánh cửa thép đã dễ dàng bị lõm vào, mặt tường đá hoa liên kết với chỗ nối của bức tường thì lại càng bị dương thần đạp bị vỡ toác vụn của đá hoa rơi xuống đất. Dương thần hài lòng thu chân về, đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy. Ầm, uhm, một trận bụi mù tung bay lên, cánh cửa thép đổ nghiêng về phía trong phòng và đã bị ép mở ra như thế. Bên trong căn phòng đọc sách sáng đèn, quả nhiên có không ít người đứng đó. Tiểu huynh đệ thân thủ thật giỏi. Một âm thanh bình tĩnh không gợn sóng, có chút trầm thấp phát ra từ người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi. Dương Thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Trần Đức Hải. Bởi vì người đàn ông này ngoài mái tóc có mấy phần xám trắng, khuôn mặt vô cùng giống với Trần Phong. Cơ thể thì không to lớn lắm, chỉ là có nhiều hơn mấy phần bể dâu cuộc đời và sự che lấp. Phía sau Trần Đức Hải có 10 vệ sĩ mặc đồ Tây đang đứng. Lúc này ai nấy vẻ mặt trầm trọng, tay đã luồn vào sườn áo của mình, hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy súng ra khiến Dương Thần có chút không ngờ chính là người đàn ông đứng gần Trần Đức Hải nhất chính là người đàn ông đầu chọc cường tráng gặp ở quán rượu hôm trước. Lúc này anh ta đã là một trong những thủ hạ thân tín nhất của Trần Đức Hải, bảo vệ sát thân sự an toàn cho Trần Đức Hải. Gã đầu chọc đó nhìn thấy Dương Thần thì trong lòng có vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài gì nhiều. Ngại quá, phá hỏng mất cửa của ông rồi. Dương Thần nhếch mép lên cười, không chút hoang mang đi vào bên trong phòng đọc sách. Trần Đức Hải bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói. Không sao, cái cũ không đi, cái mới sao tới. Cửa hỏng rồi không sao, có người bồi thường là được rồi. Nếu như tôi không bồi thường thì sao? Vậy trước hết mời tiểu huynh đệ nói cho tôi biết vì sao đến nhà tôi làm mấy chuyện này rồi sau đó tôi sẽ quyết định. Trần Đức Hải dùng một ngón tay khô gầy gõ lên bàn làm việc. Trần Đức Hải tôi lăn lội ở Trung Hải 2, 30 năm, không phải là người không biết đạo lý tiểu huynh đệ thân thủ phi phàm nếu như có thể thì tôi hy vọng chúng ta là bạn chứ không phải là thù dương thần không chút để ý gật gật đầu nhìn sang xung quanh bên trong phòng đọc sách của trần đức hải giá sách lớn đặt đầy sách các loại sách bảo trong và ngoài nước đều có trên một chiếc bàn nhỏ còn có bút nghiên là dùng để viết chữ bút lông xem ra ông đọc không ít sách trình độ văn hóa không tồi dương thần hỏi một đằng trả lời một nẻo trần đức hải nhíu nhíu mày dù là lăn lộn trên đời thì thời buổi này cũng không phải là chỉ dựa vào tâm huyết là có thể thành được. Ông ta dường như không hiểu ý của Dương Thần muốn nói gì. Dương Thần gật gật đầu cho là đúng. Tôi muốn nói, nếu như đứa con Trần Phong của ông có đầu óc bằng một nửa ông thì hôm nay ông sẽ không phải chết. Dương Thần dạng dỡ cười nói, chương 39, hai con đường. Vẻ trấn tĩnh của Trần Đức Hải bắt đầu chuyển sang nghiêm nghị, chán của hắn phảng phất một đám mây đen, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình. Cái gì mà con tôi với chả không con tôi, thằng Phong từng có lễ qua cậu à? Dương thần lắc đầu, giải thích rất lằng nhằng, tóm lại nếu không có nó, ông còn có thể sống thọ hơn. Chú em, chú hình như không hiểu hoàn cảnh của mình. Ồ, Dương thần lúc này đi tới gần bàn làm việc khoảng 5, 6 mét thì dừng lại, cười đáp. Hoàn cảnh gì? Trần Đức Hải vỗ tay, phía sau có hơn 10 tên vệ sĩ mặc đồ đen cùng lúc rút từ trong người khẩu súng tự động đời 80 sản xuất trong nước. Một loạt họng súng tối om đều nhắm thẳng về phía dương thần. Không khó tưởng tượng, chỉ cần không quá nửa giây, tất cả ngón tay của bọn chúng đều đồng loạt bóp cò thì người dương thần sẽ có hơn 10 vết đạn. Chú em quả thật rất giỏi đánh đấm. Trần Đức Hải nhờ như vân về chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy đeo ở ngón cái của mình, chậm rãi nói. Lúc đầu ta còn định để cho người giỏi đánh đấm như chú em làm việc cho ta, nhưng chú em lại không biết nắm bắt, lẽ nào chú tưởng thuộc hạ của ta đều không biết dùng súng? Ông tưởng ông thông minh lắm sao? Dương Thần không nhịn được cười, đáp lại. Ý tưởng thâm độc lộ ra trên hai tròng mắt của Trần Đức Hải. Ít nhất thì tao sẽ không đơn thương độc mã đối chọi với hơn 10 tay súng ở đây. Nếu tôi cứ động thủ thì sao? Dương Thần tò mò hỏi vặn. Trần Đức Hải nổi cáu, đập tay xuống bàn tao không nói chuyện lôi thôi với mày mày chỉ có hai con đường một là giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự việc tại sao lại xuất hiện ở đây đêm nay tao đang suy xét xem lựa chọn thứ hai của mày sẽ xử lý như thế nào hoặc mày sẽ ăn đống đạn của tao cho mày tận hưởng tao cũng có hai con đường cho bọn mày dương thần cười ha hả quét mắt nhìn đám vệ sĩ đang cầm súng trong tay nói tiếp con đường thứ nhất bọn mày chĩa súng bắn thằng cha già này tao sẽ giữ lại mạng cho bọn mày, còn con đường thứ hai là chúng mày sẽ phải chết hết. Xem ra không nói chuyện được rồi. Trần Đức Hải nổi giận đùng đùng mím môi hạ lệnh nổ súng, đột nhiên hắn thấy lạnh sau gáy. Lão hổ, mày! Nhìn cân treo sợi tóc, Trần Đức Hải đột nhiên cảm thấy có vật thể buốt lạnh nằm sau gáy. Không cần nghĩ cũng đoán được ra đó là họng súng. Chỉ thấy đứng sau Trần Đức Hải là tên đầu chọc, lúc này hắn đã chuyển hướng nòng súng vào Đức Hải, nét mặt rất cương quyết. Lão hổ, mày có ý gì? Trần Đức Hải bấu hai tay vào ghế ra, tay chuyển màu trắng bệch, y hiển nhiên giận dữ đến cực độ. Mắt tên đầu chọc trắng dã, đằng đằng sát khí, đáp. Chẳng có ý gì cả, tôi muốn sống, cho nên tôi chọn con đường thứ nhất. Ha ha! Trần Đức Hải cười giận dữ. Mày điên rồi, mày tưởng mày giết tao xong, những đứa còn lại sẽ không bắn chết hai đứa bọn mày. Tên đầu chọc trầm giọng xuống. Tôi đánh cược, coi như lời anh ta nói là sự thật. Thấy cảnh tượng ấn tượng xảy ra trước mắt, Dương Thần có thoáng chút lăn tan suy nghĩ. Anh nói với tên đầu chọc. Đầu chọc, bây giờ mày nổ súng giết chết ông chủ mày, tao hứa sẽ đảm bảo mạng sống cho mày. Lúc này, vài tên vệ sĩ chấn tĩnh trở lại, lập tức có hai tên chĩa súng vào chán tên đầu chọc, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng giết chết hắn ta. Trần Đức Hải giận dữ mở to đôi mắt, cười đáp lại. Lão hổ, mày theo tao bao nhiêu năm, thật không ngờ mày lại chọn thời điểm ngu xuẩn lúc này để phản bội tao. Giờ mày buông súng vẫn còn kịp, nếu không khi mày nổ súng chỉ trong nháy mắt cả mày và nó cũng đều phải chết. Đầu chọc dương mắt nhìn dương thần, thấy dương thần có vẻ như đang theo dõi một vở kịch, gương mặt hắn lộ lên vẻ u tối, sau cùng mắt hắn bừng sáng hy vọng, tràn đầy quyết tâm. Trần lão đại, tôi tiến ông lên đường. Mày, băng, băng, băng. Trong thư phòng, tiếng súng vang lên chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ vang dữ dội rung động cả tầng nhà. Viên đạn phóng ra từ khẩu súng, tóe lửa đỏ rực xoẹt qua, căn phòng tương đối hẹp, tủ sách, đồ gia dụng, gốm sứ vỡ tan tành, như phòng đao chặt chém không gian. Có thể ở đây trong chớp mắt chẳng ai kịp có phản ứng gì. Bóng dáng dương thần mờ mờ ảo ảo, chỉ trong nháy mắt đã ở cạnh tên đầu chọc dù trước đó còn đứng cách hắn ta 5 mét. Hai khẩu súng nhắm vào tên đầu chọc được dương thần bẻ hướng tới trần nhà. Đầu chọc đồng thời bóp cò, hai hướng lửa đạn nhắm kết liễu anh ta đột ngột phóng vào không khí. Sau khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, hơn 10 tay súng còn lại đều hoảng sợ khi phát hiện mục tiêu mà chúng phải giải quyết không ngờ đã ở ngay đằng sau chúng. Thần không biết quỷ không hay dương thần lúc này ở cạnh hai tên gần nhất, anh cướp hai khẩu súng của chúng nhắm vào những mục tiêu xung quanh. Păng, păng, păng. Tiếng súng nổ kéo dài liên tiếp sau đó, hơn 10 tên vệ sĩ đang định quay người bắn thì đồng loạt ngã nhào theo tiếng súng, mỗi tên đều bị bắn đạn tới cùng một vị trí huyệt thái dương. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, giống như là những thước phim bị tua đi nhanh chóng mà đoạn ở giữa chẳng thể nhìn rõ diễn biến ra sao. Đầu chọc chỉ thấy sau một giây mình bóp cò mọi thứ xung quanh đã thay đổi họ ẩn toàn, kẻ đứng thì đã ngã xuống, còn người đáng lẽ phải gục thì vẫn còn sống sờ sờ. Một giọt mồ hôi từ má rớt xuống, đầu chọc ngơ ngác xoay người nhìn về phía dương thần đang ung dung cười. Đầu chọc nuốt nước bọt, hắn tưởng tim mình vốn dĩ đã ngừng đập giờ lại đập trở lại, hắn thấy mình như đang mơ, người đàn ông trước mặt không hiểu sao lại làm ra được thần tích như vậy. Dương thần dường như chỉ làm một động tác rất đơn giản, anh vất súng sang một bên, đá sát Trần Đức Hải xuống đất, nhích ghế ra và thư thả ngồi xuống chú em tên gì dương thần điềm đạm cười đầu chọc bừng tỉnh lập tức lùi sang một bên quỳ lạy dưới đất run giọng đáp tôi tôi là trương hổ giang hồ gọi tôi là lão hổ chú theo trần đức hải bao lâu tám năm lão hổ rốt cuộc cũng đã giữ được bình tĩnh và cẩn trọng trả lời vậy cũng có thể coi là thuộc hạ lâu đời của hắn ta sao chú em lại tin tưởng ta sao lại cho rằng ta có thể thắng trong tình huống vừa rồi Trương Hổ trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ một chút căm hận. Tôi giao mạng của mình cho Trần Đức Hải, giúp hắn ta giết người, giúp hắn chiếm lĩnh địa bàn nhưng thằng con tạp chủng đó đánh thuốc cưỡng hiếp đứa em gái duy nhất của tôi, hơn nữa, hơn nữa còn làm một số chuyện chó chết với em gái tôi. Trần Đức Hải nói sẽ cho em tôi một danh phận, lúc đầu tôi vẫn tin hắn, nhưng Trần Đức Hải hắn ta không phải là người, hắn ta coi em gái tôi còn không bằng con người, cần thì hắn chơi, chơi chán thì hắn vất sang một bên, Trước đây, em gái tôi là một nữ sinh trong trẻo ngây thơ, nhưng bây giờ, bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn, bố con chúng nó đã hủy hoại cuộc đời người thân duy nhất của tôi, tôi, tôi từ lâu đã muốn giết chết bọn chúng. Nói đến đây, đôi mắt Trương Hổ đỏ hoe, hai hàng nước Trương 40, chuyện phòng riêng. Là đàn ông khóc cái gì mà khóc? Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, chính mắt anh chứng kiến tất cả, biết Trương Hổ đau lòng vì em gái, những lời này thì không thể là giả được nếu một người bình thường sẽ không bao giờ phản bội lộ liễu như trong tình huống gây cấn vừa rồi trương hổ đột nhiên ngẩng đầu quệt nước mắt thành khẩn nói đại ca từ nay về sau mạng của trương hổ tôi sẽ là của ngài làm trâu làm ngựa cũng không hối tiếc dương thần phì cười đáp chú em kiếm chỗ nương nhờ dễ chịu thế sao chú em biết ta muốn làm đại ca của các chú sao chú biết ta sẽ đồng ý làm đại ca của chú vậy vậy trương hổ nghẹn lời Nói không lên câu, xấu hổ đáp. "Trương Hổ tôi ngoại trừ đánh giết, chiếm địa bàn, còn lại chẳng biết gì, đại ca nếu không ghét bỏ, hãy để tôi làm vệ sĩ bảo vệ đại ca." "Chú thấy ta cần người sao?" "Ừm." Mặt Trương Hổ trắng bệch trong nháy mắt, nghĩ lại cảnh vừa nãy, thân thủ Dương Thần quả thực rất khủng khiếp, đành phải cúi đầu nói nhỏ. "Không cần." Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của lão hổ, Dương Thần có chút thích thú gã đàn ông có gương mặt sáng sủa này quan trọng là gã ta là người can đảm cẩn thận biết người biết mình biết tiến biết lui biết ta thân thủ không tầm thường lập tức cẩn trọng dập đầu nhận lỗi không chút lỗ máng tức giận lần này lại vì em gái đem mạng sống của mình ra đánh cược lựa chọn tin tưởng ta ngẫm nghĩ một lúc dương thần đứng dậy nói với trương hổ trương hổ ta tuy là không tiếp tay cho chuyện phạm pháp nhưng không có nghĩa là không cho người khác tiếp tay lão đại ý của ngài là Trương Hổ thấy có tia hy vọng, lập tức ngẩng đầu hỏi. Dương thần đi đi lại lại vài bước, mới trả lời. Trần Đức Hải chết đi, thế giới ngầm này sẽ lập tức thành một mớ hỗn loạn, tôi cần chú tiếp nhận vị trí của Trần Đức Hải. Trương Hổ bối rối đáp. Lão Đại, tiếp nhận địa bàn của con quỷ già đó, thật tình không khó khăn gì cả, hiện tại hắn ta có vài trợ thủ đắc lực thì đều bị Lão Đại bắn hạ hết rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi. Mấy năm gần đây tôi ở trong hội cũng có tiếng tăm, nếu tôi dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn bọn đàn em chấp nhận đi theo tôi chắc chắn sẽ khống chế tốt địa bàn này nhưng tôi không làm nổi xã hội đen cũng có làm ăn buôn bán nhưng buôn bán gì thì tôi không biết vì trước kia lão già đó đích thân quản lý cái này thì tôi không rõ cái này chú không cần bận tâm dương thần cười đáp chú chỉ cần giữ ổn định địa bàn này đừng để cho thế lực của trần đức hải tan giã nắm chắc trong lòng bàn tay còn những chuyện khác Ta sẽ để người khác đến nói cho chú biết phải làm như thế nào. Những người khác? Trương Hổ nghi ngờ hỏi. Không phải lão đại, ngài quản lý. Còn có người thích hợp hơn cả ta để tiếp quản, từ nay về sau chú cứ nghe lời người đó mà làm việc, còn đâu đừng hỏi thêm gì nhiều về hội Tây Minh, chú chỉ cần lên thay vị trí của Trần Đức Hải, vẫn như cũ, cứ theo ý của hội Tây Minh mà làm việc. Cũng không đợi Trương Hổ hỏi thêm, Dương Thần xé một tờ giấy viết số di động của mình lên giấy rồi đưa cho Trương Hổ. "Ừm, đây là số của ta, ta họ Dương, từ nay đừng gọi ta là lão đại, ta không phải là Trần Đức Hải, không cần chú làm đệ tử của ta." Trương Hổ vội vã cầm tờ giấy, cầm chặt trong tay, anh ta cười tươi. "Vâng, lão đại, à không, ngài Dương." Dương Thần hài lòng gật đầu. "Việc tiếp theo, chú tự mình sắp xếp, ta sẽ cho người trực tiếp liên lạc với chú, giúp chú quản lý thế lực này." Nếu chú gặp phải khó khăn không dàn xếp được, có thể gọi điện cho ta, ta sẽ xem xét giải quyết giúp chú, nếu không có gì đặc biệt quan trọng thì đừng gọi số này." Trương Hổ chăm chú lắng nghe, không dám có chút phản đối. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, chuyến công tác này mất gần 2 tiếng, đã 12 giờ đêm rồi. Nhớ tới lời hứa với Sắc Phi, anh có chút nóng lòng, anh nói với Trương Hổ: "Thời gian không còn nhiều, ta cũng đi đây." Em gái của chú hiện giờ có thể vẫn ở trong phòng Trần Phong, Trần Phong bị ta làm cho bất tỉnh rồi, khả năng vẫn chưa chết, ta khuyên chú, có thể giao Trần Phong cho em gái chú xử lý, coi như luật nhân quả. Trương Hổ nghe đến hai chữ Trần Phong, trong mắt hiện lên vẻ căm hận, gật đầu. Ngài Dương, tôi và em gái tôi đều phải đội ơn công ơn tái sinh của ngài, từ nay có việc cần Trương Hổ tôi, chỉ một câu, núi đao biển lửa tôi cũng không chối từ. Không biết thì đừng có mà nịnh bợ vuốt đuôi. Cứ làm như là phim truyền hình cổ trang những năm 80 không bằng. Dương Thần giờ khóc giờ cười vỗ vai Trương Hổ rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng. Do Dinh Thự Trần công quán đã bị làm cho lộn bậy, trên đường đánh vào trong, chẳng có vật cản nào với Dương Thần. Anh ung dung đi ra cửa lớn, đi tới hướng tới chỗ chiếc xe đang dừng. Nhưng vẫn chưa đi được bao xa, Dương Thần kinh ngạc khi phát hiện ra trong bóng đêm có 3 chiếc xe cảnh sát đang dừng ở phía rừng cây bên cạnh, hơn nữa còn có không ít cảnh sát đứng đó. Dương thần đương nhiên không ngốc tới mức cho là Trần Đức Hải đã gọi cảnh sát, đây không phải là chuyện mỡ treo miệng mèo, mời mèo sơi, hơn nữa, đám cảnh sát này dường như đang chủ động đợi phục kích ở đây, chắc là đang phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, vừa trùng hợp ở đây thôi. Nghĩ vậy, Dương thần quyết định đi tiếp, coi như chưa nhìn thấy đám cảnh sát. Nhưng chưa đi được vài bước, đằng sau đã có tiếng hô lớn. Dừng lại, một giọng nữ có chút quen thuộc trong trẻo êm tai cất lên, Dương Thần quay người, nhận ra người đang tới gần mình, anh không giấu được vẻ mặt tươi cười. "À, sao lại là cục trưởng Thái, muộn thế này mà còn đụng phải nhau, duyên phận rồi." Nữ cảnh sát đang bước đến chính là người anh gặp một lần ở đồn cảnh sát tên là Thái Nhiên, cô mặc bộ cảnh phục màu xanh sẫm bước đi trong gió đêm. Vẻ mặt uy nghiêm hiếm thấy ở những người phụ nữ bình thường khác gương mặt được điểm tô thêm chút phấn má và son bóng màu hồng nhạt trên bờ môi khiến cho cô nữ cảnh sát vốn tràn đầy tự tin lại có thêm vài phần quyến rũ đáng yêu, phong thái tuyệt đẹp giống như là đóa hoa dạ lan hương. Thái Nhiên có phần ngờ vực nhìn Dương Thần, anh tới đây làm gì? Đây. Dương Thần có chút ngượng ngùng, xoa tay cười đáp, đây là là việc riêng, có thể không nói được không? Thái Nhiên khinh bỉ nhìn ánh mắt cợt nhả của người đàn ông đang đứng trước mặt nhưng không mất cảnh giác, bởi nhớ lúc trước chính hắn ta đã dùng tay đánh bại hai viên cảnh sát, mặt không chút biểu cảm đáp. Cảnh sát hỏi anh, anh thành thật khai báo, chuyện này có ích cho việc điều tra. Dương thần đùng đỉnh đáp. Cục trưởng Thái, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ở cùng bạn gái bên bờ sông, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn, sờ nắn ngực của cô ấy, xốc váy của cô ấy lên rồi véo vào cặp đùi, nếu kể nữa thì vẫn còn thêm những chuyện khác, tôi để cô ấy nắm vào cái chỗ kia của tôi cô không biết chứ cô ả à đó ra tay rất mạnh chắc là hưng phấn quá cô ta nói so với những thằng cha mà cô ấy từng sờ qua thì của tôi to hơn lúc đó tôi sướng lắm liền nghe đến vậy mặt trác nhiên lập tức đỏ ửng nghiến răng nghiến lợi đáp im miệng không được nói nữa gã đàn ông này sao mặt lại dày đến vậy dương thần nghiêm giọng đáp cục trưởng thái cô muốn tôi trợ giúp việc điều tra tôi đã phải thuật lại chuyện thầm kín của tôi cho cô, thái độ của cô thật quá đáng với một công dân lương thiện muốn giúp đỡ cảnh sát điều tra. Thái nghiên sông lên định tát Xương thần một cái nhưng nghĩ tới vẫn còn công vụ, cô nén cơn giận, nghĩ tới đạo lý, thuộc nữ người năm báo thủ chưa muộn, cô vung tay, quát. Biến, biến khỏi đây ngay. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 41, một cười trăm vẻ thiên nhiên sau khi dùng chút thủ đoạn đáng khinh thoát khỏi cô cảnh sát xinh đẹp thái nghiên, Dương Thần thuận lợi đến được chỗ để xe, hắn khởi động xe, nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, sợ không đủ thời gian gần gũi với sắc vi, Dương Thần nhấn mạnh chân ga, chiếc xe M3 lao về hướng trung tâm thành phố như một quả tên lửa. Cùng lúc đó, ba đội xe cảnh sát do Thái Nghiên Đích Thân dẫn dắt và mấy cảnh sát hình sự khác lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Một gã cảnh sát hình sự sau khi nghe điện thoại, chạy như bay đến chỗ Thái Nghiên còn đang suy nghĩ, báo cáo. "Cục trưởng, có chuyện lớn rồi." Thái Nghiên đang buồn bực không phát hiện ra kẻ gây án, tức giận quay đầu lại. "Có chuyện gì?" Gã cảnh sát hình sự nói rất nhanh. "Vừa mới nhận được tin tình báo, đêm nay có một kẻ bí ẩn một mình đột nhập vào biệt thự nhà họ Trần, giết chết Trần Đức Hải và phần lớn thuộc hạ quan trọng, hiện giờ biệt thự nhà họ Trần đã đổi chủ, là Trương Hồ, một trong những trợ thủ của Trần Đức Hải." kẻ bí ẩn kia không rõ tung tích. Thái Nhiên nhíu cặp mày thanh mảnh như trăng lưỡi liềm, trong lòng kinh ngạc. Thảo nào Trần Đức Hải mãi không xuất hiện, tham gia vụ giao dịch thuốc phiện, không ngờ ông ta đã chết. vài gã cảnh sát hình sự khác có phần vui mừng nói: Cục trưởng, đây là chuyện tốt, tên Trần Đức Hải kia cũng nên gặp báo ứng. Thái Nhiên thất vọng mắng: Các anh thì biết cái gì? Các anh thử nghĩ lại xem có thể đơn thương độc mã xông vào biệt thự nhà họ trần giết chết trần đức hải rồi một mình rút đi đó phải là người như thế nào mới có thể làm được người như vậy xuất hiện ở trung hải các anh một chút cũng không lo lắng sao mấy gã cảnh sát hình sự ngơ ngác nhìn nhau người như vậy so với trần đức hải chắc chắn càng đáng sợ thái nhiên suy nghĩ một lát nói giữ vững liên lạc với đường dây tình báo tận dụng hết khả năng điều tra rõ ràng việc này tốt nhất là phải biết được nhân vật thần bí kia là ai nếu không ít nhất phải có đặc điểm nhận dạng của gã. Còn nữa, không được vì Trần Đức Hải vừa chết đã nới lỏng sự giám sát với bọn chúng, tên trương hổ mới lên chắc chắn sẽ thanh tẩy một số người cũ cứng đầu, ta phải đảm bảo dân chúng không có thương vong gì. Vâng, thưa cục trưởng. Sau khi ra hàng loạt chỉ thị, Thái Nghiên mắt nhìn về hướng Dương Thần rời khỏi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ quật cường, lẩm bẩm. Dương Thần, thông tin chi tiết về anh, tôi nhất định sẽ điều tra ra. Lúc vào quán rượu Rose, bên trong vẫn có tiếng người ồn ào uống rượu mua vui thâu đêm, suốt cả con phố, các quán rượu đều như vậy. Thấy tiểu Triệu gương mặt cợt nhả, Dương Thần chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy vào hành lang phía sau quán rượu, dọc theo đường đi, mấy gã vệ sĩ đều tôn kính chào hỏi, tuy Dương Thần không nói nhưng bọn họ cũng sớm biết, người đàn ông xem ra có vẻ tầm thường này đã cứu mạng hội trưởng của họ. Khi đẩy cánh cửa phòng đẹp đẽ của sắc phi, Dương Thần lại không thấy cô trong phòng trong căn phòng rộng rãi, thoải mái, chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mở tối. Quay đầu lại mới phát hiện, cái bóng dáng đáng yêu kia đang ngồi cạnh bể bơi ngoài phòng. Bể bơi của sắc phi dùng những hòn đá cội lớn xếp thành, lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ voan mỏng màu trắng, ngồi trên hòn đá cội bên bể bơi, đôi chân mịn màng, trắng nõn không tì vết đang gảy gảy bóng những ngôi sao hắt xuống bể. Trong vườn yên tĩnh, vài cành ngọc lan đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên. Trong đám mây lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lại có phần lạnh lùng của sắc phi, thêm vào đó vẻ thánh thiện, giống như hàng Nga trên cung trang dáng trần, lại giống như nữ thần áo trắng trong thần thoại Hy Lạp. Nghe thấy tiếng mở cửa, sắc phi chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn dương thần mỉm cười. Thơ xưa có câu, một cười trăm kẻ si mê, sáu công nhan sắc thua hờn phấn son, miêu tả yêu phi đắt kỷ, dương thần lại không cảm thấy sắc phi có thể là đắt kỷ, bởi lúc này nụ cười của cô rất thuần khiết, như thể người phụ nữ đang đợi chồng, thấy chồng bình an trở về, mỉm cười vui vẻ. Người phụ nữ này luôn có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp, được an ủi, cho đến giờ, dương thần vui mừng phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa cô. Cởi dây và quần dài, dương thần bước chậm đến bên sắc phi, ngồi lên hòn đá cội cạnh cô, thả chân xuống làn nước lạnh, thở dài một cái, cảm giác cả người thoải mái, trầm tĩnh lại. Sắc Phi lúc này mới mở miệng, có phần nghịch ngợm cười nói. Anh mà chưa đến, chắc em đã ngủ gật rồi. Ngủ rồi anh sẽ đánh thức em, bảo em chờ anh em lại ngủ, vậy phải đánh đòn. Dương thần giơ tay choàng qua bờ vai mềm mại của Sắc Phi, khiến cô thoải mãi ngã vào ngực mình, lại thuận tay xoa nắn hai khối thịt trắng hồng mềm mại trước ngực Sắc Phi, làm cho cô hờn dỗi một trận sắc phi chớp mắt nói anh thật ngang ngược để tin hội trưởng hội hồng kinh bị đàn ông đánh đòn truyền ra ngoài anh bảo em làm sao thống lĩnh được bao nhiêu anh chị em dưới tay vậy thì phải xem là bị ai đánh đòn dương thần hôn lên mái tóc thơm tho của sắc phi rất dễ chịu hắn cười hỏi em đổi nước hoa ai lại xịt nước hoa lên tóc là mùi thơm của cơ thể lẫn với mùi dầu gội đầu của bản cô nương thích không dương thần mờ ám cười nói thích thì thích nhưng em cũng nói sai rồi em không phải là một cô nương nữa rồi sắc phi đỏ mặt vậy thì là gì coi như là thiếu phụ rồi thiếu phụ chưa kết hôn ư sắc phi nghiền ngẫm nháy mắt một cái dương thần lập tức nghẹn lời việc này thật áy náy với sắc phi hắn không tiện mở miệng ngượng ngùng cười cười nói này bảo bối sắc phi chúng ta có thể đổi đề tài không nhìn mặt anh kìa đùa anh thôi ai bảo anh bắt em đợi lâu như vậy Sắp 4 giờ rồi." Sắc Phi cười khanh khách nói. Dương Thần buồn bực nói: "Bảo bối Sắc Phi, anh từ nhà đi đến chỗ Trần Đức Hải, làm xong việc mới đến được, tuy lộ trình đơn giản, nhưng trên đường không phải chơi trò chơi, anh đã đi rất nhanh rồi." "Kết quả công việc thế nào?" Sắc Phi thoải mái hỏi, dường như việc tàn sát một bang hội của một gã bang chủ xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ. Dương Thần cũng không nói nhiều, đem sự tình kể tóm tắt lại, cuối cùng nói: tóm lại giờ thế lực của trần đức hải đã bị trương hổ thâu tóm em liên lạc với trương hổ khiến anh ta nghe lời em là được sắc phi không ngạc nhiên gật gật đầu thật không ngờ tên trương hổ kia cũng có chút đầu óc trước kia thấy anh ta ngốc nghếch đi theo trần đức hải kè kè không ngờ nhìn nhầm rồi vì anh ta ngốc nghếch nên mới để trần đức hải làm lão đại dương thần không thể phủ nhận sắc phi đột nhiên hối hận thở dài có ngốc cũng không khờ bằng em can tâm tình nguyện làm nhân tình của người ta, lại còn đêm hôm đợi người ta đến mức gần ngủ gật. Thấy sắc phi trước mặt mình lộ ra vẻ đáng thương, dương thần chỉ cảm thấy ứ nghẹn ở cổ, từ trong lòng có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của sắc phi, cúi đầu hôn lên gương mặt mịn màng, cười nói. Bảo bối sắc phi, em thật biết cách làm tăng hứng thú, vẻ mặt này của em không sợ làm anh nổi điên sao. Trường 42, giờ ăn sáng khi tia nắng đầu tiên của lúc dạng đông chiếu vào chiếc giường trong phòng ngủ của Sắc Phi, Dương Thần tinh thần phấn chấn trèo ra khỏi giường, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Sắc Phi còn ngáy ngủ, có phần bất mãn, bĩu môi, có chút không giống đại tỷ mạnh mẽ, cứng rắn trong giới xã hội đen, mà lại giống như người phụ nữ bình thường, hối hận nói. Hôm qua đã nói với anh không muốn làm dưới nước, em cảm giác phía dưới em đều bị phù lên rồi. Dương Thần vẻ mặt dối rắm làm trong nước lại bị phù, bảo bối Sắc phi, chút kiến thức y học phổ thông e cũng không có, bệnh phù kia là có ý gì? Mặc kệ anh, đồ không có lương tâm. Sắc phi ném chiếc gối lên người Dương Thần. Dương Thần hơi ngượng ngùng, cười nói: "Không sao, về sau làm nhiều sẽ quen, việc gì cũng vậy, đều phải làm nhiều mới quen tay, đúng không?" Sắc phi dở khóc dở cười. "Gì mà làm nhiều mới quen, đừng nói linh tinh." Thật không biết mình làm sao lại yêu cái đồ lưu manh không thể ngăn cản được này. Hai người đùa cợt một hồi, Dương Thần vẫn còn nhớ phải về nhà thay quần áo đi làm, cho nên sau khi bóp bóp mông trêu sắc phi, hắn vội vàng rời khỏi quán rượu. Lúc tới biệt thự Long Cảnh Huyền cũng vừa là lúc ăn sáng, Vú Vương đeo tạp dề đang mang bữa sáng từ phòng bếp ra phòng khách. Nhìn thấy Dương Thần, Vú Vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi. "Cậu chủ, hôm qua cậu đi đâu cả đêm vậy?" Tôi và tiểu thư rất lo lắng. Vú Vương nói xong, Lâm Nhược Khê đang ngồi bên bàn ăn cháo nhíu mày, lạnh lùng nói: Tôi không lo lắng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền của bà xã, Dương Thần cũng lơ đánh, ngồi xuống tự múc bát cháo cho chính mình, vui vẻ hút một ít cháo, hạt cháo nhỏ trơn nhẹ, còn mang theo mùi rau thơm xuống cổ. Vú Vương, vú làm thế nào mà cháo ngon thế? Vú Vương tươi cười hớn hở nói: Cậu chủ, cậu thích thì ăn nhiều một chút nói rồi vú lại đi xuống bếp bận rộn. Dương thần húp hai ngụm to hết bát cháo, lại muốn múc thêm bát nữa, nhưng còn chưa chạm đến chiếc thìa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bên cạnh đem nồi cháo chuyển đến cạnh cô, ra vẻ tuyệt đối không để cho người ăn. Dương thần cười khổ nói, bà xã Nhược Khê ngoan nào, không nhẽ đến bát cháo em cũng không để cho anh ăn sáng. Anh đã húp hai ngụm cháo rồi, còn nữa, không được gọi tôi kiểu ghê tởm như vậy. Lâm Nhược Khê đem nồi cháo để một bên, tiếp tục cúi đầu, húp từng ngụm nhỏ. Đến một bát cháo nhỏ cũng không được sao. Dương thần lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ ra cái gì, cười hỏi. Hay là nhược khê, em giận anh đêm qua không về nên ghen rồi. Lâm nhược khê không ngẩng lên, lạnh như băng nói. Tôi không có hứng thú với những chuyện xấu xa của anh. Vậy sao lại không để cho anh ăn cháo? Dương thần buồn bực. Phú Vương làm cho tôi, anh tự giải quyết đi. Dương thần do dự, cảm thấy cưỡng ép tranh giành chút cháo thì hơi quá, lại nghĩ đến việc đã đồng ý với đám nhân viên nữ trong văn phòng là sẽ mang bữa sáng tới, cuối cùng không ép thêm nữa, lên lầu thay quần áo rồi đi khỏi nhà. Vú Vương thấy Dương thần phải đi, tò mò hỏi Han. Cậu chủ sao không ăn nhiều một chút, bên trong còn mấy chiếc màn thầu nữa đấy. Ồ, sáng nay tôi có chút việc, lát sẽ ra ngoài ăn. Dương thần lưu luyến nhìn bát cháo rau thơm lớn, cuối cùng vẫn phải tay đi ra cửa. Phú Vương thở dài, đi đến cạnh Lâm Nhược Khê, nói thật lòng. Tiểu thư, cậu chủ con người rất tốt, hai vợ chồng sống hòa thuận một chút, tiểu thư cũng đừng chĩa mũi rùi vào cậu chủ nữa. Lâm Nhược Khê ngừng tay, thản nhiên nói. Phú Vương không cần quan tâm quá, anh ấy muốn ăn ở ngoài thì ăn, tùy anh ấy. Đàn ông mà, lúc còn trẻ còn ham chơi một chút, tiểu thư tốt với cậu chủ một chút, phụ nữ bên ngoài sao có thể sánh được với tiểu thư, đến lúc đó cậu chủ sẽ không đi qua đêm không về nhà nữa. Vũ Vương tận tình khuyên bảo. Lâm Nhược Khê dường như không muốn nghe nữa, đứng dậy buông đúa. Vũ Vương, tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây. Thấy Lâm Nhược Khê có vẻ không muốn nói thêm nữa, Vũ Vương biết tính tình tiểu thư vốn không kiên nhẫn, đành thở dài, bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn. Khúc nhạc đệm nhỏ sáng sớm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Dương Thần, Hắn nghe tin tức buổi sáng, lái xe đến gần chợ khu Tây liền dừng lại, chạy đến chỗ lúc trước bán thịt dê xiên nướng bắt đầu vơ vét các loại đồ ăn sáng. Từng bán hàng ở đây, hắn tất nhiên rất quen thuộc các sạp hàng bán điểm tâm ở khu này, không ít người cũng có chút giao tình với Dương Thần, đều vui vẻ khách sáo vài câu. Dương Thần mua xong bánh bao còn được tặng thêm vài cái. Rất nhanh, Dương Thần xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về trong xe chỉ tiếc là không thấy sạp hàng của lão Lý, chắc vẫn chưa biết chuyện xảy ra đêm qua. Nghĩ đến lão Lý, Dương Thần cảm thấy cần nhắc Dương Hổ chú ý một chút, không được bạc đãi những hàng rong ở đây, dù sao nửa năm vừa rồi bọn họ cũng đối với mình không tồi. Lúc đến công ty quốc tế Ngọc Lôi là vừa kịp giờ, không bị muộn, Dương Thần ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội, lập tức có hai nữ đồng nghiệp ăn vận xinh đẹp ra đón, cười vui vẻ nói. Dương đại ca sao giờ mới đến, mấy chị em chúng tôi đều đói lả rồi. Xem ra Triệu Hồng Yến chắc chắn đã nói với mọi người việc Dương thần phụ trách mua đồ ăn sáng rồi. Dương thần giơ hai túi đồ ăn lớn đang sách trong tay nói. Đồ ăn hơi nhiều, lần sau tôi sẽ đi mua sớm hơn. Vừa nói, Dương thần vừa đi đến bên bàn làm việc của chính mình, bởi vì bàn làm việc của hắn rất đơn giản, trừ máy tính ra không có gì khác, rất thích hợp để đặt đồ ăn xuống, trong phòng làm việc, hơn 10 nữ nhân viên trẻ đẹp lập tức súng lại, oanh yến náo nhiệt vô cùng. Nhìn trên bàn dương thần có đủ loại bánh bao, hành cuốn, bánh nướng, bánh quẩy, bánh chiên, thậm chí có cả bánh chèo chiên, bánh bao canh, tất cả đều hoa mắt, sau đó ánh mắt sùng bái nhìn dương thần. Dương thần, anh giỏi quá, sao lại mua nhiều vậy, lại còn mua đủ các loại khác nhau. Trương Thái khuôn mặt tròn tròn, với tay một lúc lấy mấy cái bánh bao canh, mở cái miệng nhỏ hồng hồng cắn một miếng, khen. Anh không phải chuyên ngành mua đồ điểm tâm đó chứ, chuyên nghiệp như vậy, lại còn có sữa và sữa đậu nành, sữa đậu nành lại còn mua cả mặn và ngọt. Triệu Hồng Yến cũng không nghĩ là Dương Thần lại, chuyên nghiệp, như thế, so với những thứ bọn họ mua ban đầu thì phong phú hơn nhiều. Nhìn đám nữ đồng nghiệp vui sướng, hài lòng khen mình, Dương Thần cảm thấy niềm vui sâu sắc và tự hào, dường như quên mất mình vốn nhận lời làm việc trong ban quan hệ xã hội, chứ không phải là chuyên đi mua đồ ăn sáng. chương 43, phải khen thưởng. Nói chuyện với Dương Thần làm cho mấy người đồng nghiệp nữ cười nhưng ngả, không còn giữ tác phong của thục nữ nữa. Trong đó có một người đẹp tóc ngắn tay cầm bánh chèo chiên, tiến lên trước ổn ẻn nói. Dương ca ca, anh tới gần một chút tôi nói với anh cái này. Dương Thần tiến sát lại, muốn nghe xem cô muốn nói gì. Người đẹp kia đột nhiên hôn, chụt, một cái lên má Dương Thần, sau đó đỏ mặt mỉm cười thưởng cho anh. Dương Thần lập tức như người lên mây, cảm ơn sự tốt đẹp của thế giới. Công ty quốc tế Ngọc Lôi Quả là thiên đường của đàn ông. Đây mới là ngày thứ hai vào đây, đã có một cô gái xinh đẹp tặng nụ hôn, một chút đồ điểm tâm có thể đạt được điều này, nếu về sau mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, cuộc sống hưởng phúc sẽ không xa nữa. Dương Thần sờ sờ giấu vết ẩm ướt trên mặt, cười nói: "Em gái, em ác quá, trên miệng dính dầu mỡ lại tới hôn anh." Nếu anh lau không sạch, em phải hôn lại vết mỡ đó về." Cô em tóc ngắn giả vờ cả giận nói. "Hừ, gọi anh là ca ca đã là nhường anh rồi, chị em ở đây có ai nhỏ hơn anh nào, không được được đằng chân lân đằng đầu." "Ha ha, nói đùa thôi." Dương Thần cũng mới nhớ ra tuổi thật của mình năm nay mới tròn 23 tuổi, ở Trung Quốc, không ít sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đều đã 24 tuổi rồi, bản thân mình chỉ có thể gọi là tiểu đệ, không thể gọi là ca ca được. Đám đồng nghiệp nữ lấy đồ ăn mình thích, vui vẻ quay về chỗ làm việc ăn, thỉnh thoảng còn có mấy chị em mạnh dạn liếc nhìn Dương Thần, khiến Dương Thần cảm thấy tuyến nước bọt tiết ra không ít, đành không ngừng lấy đám thức ăn còn lại cắn từng miếng lớn ăn sáng. Đúng lúc này, Dương Thần nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn phía một góc, nhìn thấy trong phòng có đồng nghiệp nam duy nhất, người anh em trắng trẻo, non non, Trần Bác đang ngồi đó gõ bàn phím, nhớ tới hắn hình như không đến lấy điểm tâm, Dương Thần mang hai chiếc bánh bao đi tới. Trần Bác, ăn sáng chưa? Trần Bác vội vàng xoay người. Chưa, vẫn chưa. Sao không đến lấy đồ ăn, không biết về sau việc ăn sáng là tôi lo à? Dương Thần cười đưa bánh bao trên tay cho Trần Bác. Cha, không ăn sáng không đủ sức làm việc, nếu không đủ thì lấy thêm ở chỗ tôi nhé, còn nhiều lắm. Trần Bác hơi cảm kích nhận lấy, nhưng chỉ lấy trong túi một chiếc bánh bao, chiếc kia đem trả Dương Thần, sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói tôi tôi ăn ít ăn một cái là no rồi dương thần suýt thì nghẹn một người đàn ông trước mặt mình lại yếu đuối nói ăn uống ít hai cái bánh bao cũng không ăn hết có cảm giác dở khóc dở cười trở lại chỗ ngồi vừa mới mở cái máy tính ra chỉ thấy lưu minh ngọc mặc bộ váy màu tím nhạt lả lướt đi đến bên cạnh hôm nay cô đính một chiếc kẹp tóc màu hoa hồng lên mái tóc nhuộm màu tím đỏ quyến rũ trong vẻ thành thục thướt tha lại có chút hoạt bát tới gần một chút lại có thể ngửi được hương thơm như mùi thơm của hoa oải hương dương thần kết luận bằng kinh nghiệm người phụ nữ này ở trên giường có thể có các loại động tác mang đến các khẩu vị khác nhau lưu minh ngọc không biết được trong lòng dương thần đang có suy nghĩ xấu xa có chút cẩn thận nhìn trần bác một cái rồi nói tiểu dương về sau anh rảnh rỗi quan tâm đến tiểu trần một chút cậu ta bình thường ít nói rất cô đơn chúng tôi đều lo lắng cho cậu ấy nhưng vì mọi người đều là phụ nữ không thể thực sự coi cậu ấy là chị em được. Xem ra Lưu Minh Ngọc cũng tốt bụng, rất quan tâm đến đồng nghiệp trong văn phòng, Dương Thần tất nhiên cũng không để ý chuyện nhỏ như vậy, gật gật đầu nói. Dù sao tôi cũng nhận làm người chuyên mua đồ ăn sáng, quan tâm đồng nghiệp, yêu thương đồng nghiệp nam đó cũng là chuyện nên làm. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười. Nghe mọi người nói anh tài trí hơn người, sao tôi lại thấy anh miệng lưỡi trơn chu vậy? Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất xoay người lại, mắt lộ ra thâm ý liếc lưu minh ngọc một cái mỉm cười duyên dáng nói minh ngọc tỷ sao chị không hỏi xem dương thần có bạn gái chưa tôi thấy hai người rất xứng đôi dương thần còn đang nhìn chằm chằm hai luồng thịt đang run rẩy trước ngực lưu minh ngọc nghe nói như thế không khỏi tiếc nuối nói này tôi chưa kể sao tôi đã kết hôn rồi anh kết hôn rồi triệu hồng yến sửng sốt có vẻ không thể tin nổi nói thật là không nhìn ra nhìn anh háo sắc không cầu tiến không ngờ lại có cô gái nào gả cho anh dương thần mất hứng vẻ mặt nghiêm nghị tôi đâu có háo sắc tôi là người rất đứng đắn hồng yến tỷ đừng nói lung tung vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào ngực minh ngọc tỷ tưởng chúng tôi không biết triệu hồng yến nhìn vẻ xem thường lưu minh ngọc cũng không thấy xấu hổ che miệng cười cười hồng yến chị đừng nói anh ta nữa để bà xã anh ta nghe được nói không chừng anh ta phải về nhà giặt đồ đó. Nói xong cô liền hào phóng đi ra chỗ khác. Dương thần thầm nghĩ, thì ra toàn là một đàn hồ ly tinh, cái gì cũng thấy hết, có điều không nói ra mà thôi. Nhưng mà nếu đã bị nhìn thấy hết thì cũng chẳng cần lén lút nữa, nhìn dáng Lưu Minh Ngọc đi ra, bộ ngực thướt tha lay động, hắn lại nuốt nước miếng. Triệu Hồng Yến hiểu Dương Thần nhưng không nói gì, nhưng lại lập tức cười nói. Dương Thần, tôi nói cho anh một bí mật bí mật gì dương thần nghe lời cô cảm thấy có việc gì không khỏi đến gần hỏi thật ra mông minh ngọc tỷ tuy vỉnh nhưng trương thái mông lại mềm nhất sờ vào rất thoải mái có cơ hội anh có thể thử xem triệu hồng yến đôi mắt quyến rũ nói mông các cô ấy tôi đều sờ qua rồi dương thần rất ngưỡng mộ người phụ nữ này thật là rất phóng khoáng có thể ở công ty quốc tế ngọc lôi này hiếm có nơi nào đàn ông có thể ở lâu tất nhiên người đói khát vậy cũng rất nhiều hắn không khỏi lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười hỏi. Vậy mông chị so với mông trương thái thì sao? Triệu Hồng Yến vốn định khiêu khích dương thần, đột nhiên bị hỏi vấn đề này, lắp bắp nói không ra lời, nếu nói không bằng trương thái, làm người phụ nữ tự tin về dung mạo của mình, cô không cam lòng, nếu nói hơn trương thái, lại có vẻ tự tin thái quá. Đôi mắt trong veo đẹp như nước trừng mắt nhìn dương thần. Anh tò mò sao, đợi anh sờ thử trương thái, tôi cho anh sờ, Tự anh so sánh là được rồi phải không? Một lời đã định. Dương Thần ha hả cười. Đáng thương cho Trương Thái, không biết mông của mình đang bị đôi trai gái vô lương tâm đem ra đánh bạc. Triệu Hồng Yến cũng không thẹn thùng, chớp chớp mắt, mỉm cười duyên dáng nói. Anh có bản lĩnh khiến các chị em đều cho anh sờ một lần, coi như là cái phúc hiếm có của đàn ông ban quan hệ xã hội chúng ta. Nghe lời này, Dương Thần liền cảm thấy tâm tình rất tốt, tuy vài năm qua Bản thân đã có quan hệ với không ít phụ nữ, nhưng những quá khứ đó giờ nghĩ đến, vốn chỉ là phát tiết về phần thể xác, hiện giờ chỉ cần trò chuyện với các đồng nghiệp nữ trong văn phòng cũng có sự kích thích trước nay chưa từng có. Công việc buổi sáng quả như Dương Thần muốn, không có ai quản mình, mở máy tính ra là có thể lên mạng tìm các trò chơi khác nhau, nào là đào vàng, xì si chum, Pikachu, chơi rất vui. Thỉnh thoảng có vài người đẹp đến hỏi hắn vài vấn đề về ngoại ngữ. Dương Thần cũng có thể giải đáp rất nhanh, không cần nghĩ nhiều. Lúc gần đến 12 giờ trưa, Trương Thái và Lưu Minh Ngọc đi tới, Triệu Hồng Yến thấy các cô đi đến. Chương 44, tán tỉnh 123 cô. Quốc tế Ngọc Lôi không Hổ là nữ chủ nhân quản lý công ty, cả nhà ăn 15 lầu được trang hoàng thông suốt trong vắt, màu sắc dễ chịu. Từ bốn góc lớn của cửa kính sát sàn có thể nhìn ngắm cảnh quan thành phố Trung Hải, bàn ghế đều làm từ hỗn hợp nhựa và kim loại có màu trắng bạc. Mang đậm phong cách thời thượng, đèn trang trí nhà ăn cũng lộ vẻ cổ điển trang nhã, treo đèn pha lê đủ loại màu sắc mang khuynh hướng cảm xúc trong suốt. Trong bốn phía góc phòng đặt lác đác những bồn hoa, những chiếc lá mềm mại có thể nhìn thấy chúng được chăm sóc rất công phu. Ở quầy hàng thẻ quét chọn cơm, cũng chọn dùng bàn kiểu quầy rượu, nhân viên phục vụ nhà ăn mặc đồng phục trắng tinh, tươi cười chào đón khách. Khi Dương Thần cùng ba cô gái bước vào nhà ăn, cũng không gây nhiều chú ý. Suy cho cùng quốc tế Ngọc Lôi dù đồng nghiệp nam ít nhưng không phải là không có, chỉ là ban quan hệ xã hội đặc biệt có một ít mà thôi, thêm hơn 200 nhân viên văn phòng chính cùng ngồi tại lầu này, ngoài ra cũng không quá nổi bật. Thấy vẻ mặt Dương Thần hứng thú nhìn xung quanh, Trương Thái cười nói: "Thế nào, không tồi chứ? Phúc lợi công ty chúng ta cũng xếp hạng nhất nhì trung hải này." Thiết kế nền rất tuyệt, vừa bước vào đã có cảm giác ngon miệng rồi. Dương Thần thực thà nói: xây lại nhà ăn chính là tổng giám đốc tự tay thiết kế, tổng giám đốc nhậm chức này 2 năm, công trạng và phúc lợi công ty đều nâng cao trên diện rộng, chúng ta có thể tôn sùng cô ấy rồi. Trương Thái nói với chút tự hào, tổng giám đốc, đó chẳng phải bà xã lạnh lùng nhà mình sao? Dương thần nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại bốn phía được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ kia, suy nghĩ kỹ càng và sau đó cho rằng, đúng thế mà, rồi nhìn kỹ lại một lượt cách trang hoàng màu sắc hài hòa trọn vẹn này. Triệu Hồng Yến đột nhiên quay đầu nói. Anh nhắc đến chuyện Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc tôi lại nhớ ra, hôm qua Tổng Giám Đốc gọi anh đến phòng làm việc Tổng Giám Đốc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi không phải nói rồi sao, thì thăm hỏi đồng nghiệp cấp dưới. Dương thần ậm ờ trả lời. Quỷ mới tin anh. Triệu Hồng Yến hờn dỗi nói, biết không hỏi được, bèn đổi đề tài. À, Dương thần, anh cảm thấy Tổng Giám Đốc của chúng ta thế nào? Thế nào cái gì? anh đến từ sao hỏa hà anh vào công ty chúng ta chẳng lẽ không biết lâm tổng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân giới thương mại sao triệu hồng yến nói với vẻ mặt không tin còn có danh hiệu này dương thần vẫn thật không biết cười ha hả nói cũng được thì lạnh băng băng nhìn thấy phát sợ tổng giám đốc lẽ ra không nên có phong cách như vậy lưu minh ngọc nãy giờ không nói gì theo sát trương thái và triệu hồng yến cũng đồng ý phụ họa chen vào một câu Dương Thần có chút bất ngờ, không nghĩ Lâm Nhược Khê trong suy nghĩ của công nhân viên ở Ngọc Lôi Quốc tế, sự lạnh nhạt của cô ấy lại là khí chất đặc biệt, mà dường như còn đặc biệt kính trọng cô ấy, xem ra dù là sức quyến rũ nhân cách cũng tốt, bản lĩnh quản lý cũng được, bà xã xinh đẹp của mình quả thật phi phàm. Bốn người chọn thức ăn xong, ngồi vào một bên bàn lớn, lúc này Dương Thần mới phát hiện, một khoảng không gian gần mặt đông nhà ăn, có dùng cửa sổ thủy tinh chạm trổ hoa ngăn cách, hình thành một chỗ độc lập, Bàn bên trong màu sắc tươi đẹp và có bộ ghế sofa da đồng màu. Chỗ đó ngồi chắc chắn thoải mái, sao lại không mấy người đi vào nhỉ? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Ba cô gái nhìn qua, Trương Thái trả lời. Chỗ đó là dành cho cấp cao công ty dùng bữa, chỉ có cấp phó trưởng ban trở lên mới có thể đi vào, thức ăn dành cho cấp cao công ty cũng không bình thường, có chuyên gia đầu bếp nấu nướng. Chỗ lớn như vậy làm sao chỉ dành cho vài người? Dương Thần cảm thấy có chút tiếc nuối. Hay là chúng ta vào ngồi đi, dù sao chỗ đó để không cũng lãng phí." Triệu Hồng Yến nói, "Đến cấp phó trưởng ban trở lên, làm gì có người nào không phải thường xuyên giao tiếp xã giao, ai không có việc gì mỗi ngày ở nhà ăn công ty ăn cơm. Nhưng anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi vào, quy định là quy định, viên chức nhỏ như chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi." Lưu Minh Ngọc tiếp lời, Kỳ thực đó cũng tính như là một chính sách khích lệ đối với nhân viên bình thường, có đãi ngộ khác biệt mới có thể kích thích tính so đo của con người, có so sánh mới tiến lên được, tôi cho rằng rất cần thiết. Dương thần nhìn vào bánh nướng nhân gà và súp lơ trong đĩa, làm thì làm không tồi, nhưng chỉ độ hai gấp là hết, có chút buồn bực mà trách móc. Nơi này đồ ăn ít, cơm cũng ít, tôi ăn hai ba miếng là hết, còn không bằng hộp cơm 5 đồng tiệm ăn nhanh đem tới cho tôi trước kia nữa. Ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ vẻ không hiểu đầu cua tai nheo gì cả trên thực tế bọn họ vốn không biết thức ăn nhanh năm đồng của quán ăn nhỏ ở chợ là như thế nào thấy dáng điệu ăn không đủ của dương thần không ai bảo ai mà cùng dùng đũa gắp đồ ăn trong đĩa của mình cho dương thần chúng tôi bình thường ăn không hết cho anh nhiều chút triệu hồng yến không biết làm sao cười nói sau này anh đi ăn với chúng tôi chúng ta lại có thể không lãng phí thức ăn rồi đúng lúc này trước cửa nhà ăn có một đoàn người đi vào rất nhiều nhân viên trong nhà ăn không hẹn mà cùng đứng dậy chào lộ chút khẩn trương. a à, tổng giám đốc và trưởng ban chúng ta đến rồi hội nghị cấp trưởng ban kết thúc rồi trương thái la lên một tiếng dừng tay cùng với hai cô gái khác đứng dậy đi phía trước mặt rõ ràng là lâm nhược khê tóc đen búi cao gương mặt không trang điểm sáng trong như trang rằm khí chất băng giá cự tuyệt người từ khoảng cách ngàn dặm như thiên sơn nữ thần bộ đồ đen toàn thân tôn lên vẻ tinh khiết hiện lên sự thanh lịch vô cùng. Đó là người phụ nữ không cần trang điểm, chỉ vừa xuất hiện đã có thể đè bẹp bốn phương. Từ một vài vị cấp cao công ty cùng xuất hiện với cô ấy này có thể chứng minh, đa phần quản lý cấp cao là phụ nữ, cũng đều ăn mặc rất khéo, khí chất tao nhã, hoặc là từ nương bán lão người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn mặn mà, hoặc là cô gái trẻ đẹp, bao gồm cấp trên mặc hiện ni ban quan hệ xã hội của Dương Thần cũng nằm trong số đó. Lúc này những cô gái tỏa ánh sáng ra bốn phía, Đi phía sau Lâm Nhược Khê, như thể trang sao bị ánh mặt trời che lấp, không đến mức quá trói sáng nữa. Chỉ nhìn qua một lát, Dương Thần liền cúi đầu, hắn thấy rằng tình hình trước mắt thực nhất vẫn là ăn cơm. Kết quả là, khi tất cả mọi người ở đây đều dừng tay, đứng dậy chào, một mình Dương Thần yên lặng nhai ngấu nghiến bánh nướng nhân gà, rồi đột nhiên trong chốc lát thành một người cá biệt. Khi Lâm Nhược Khê đi qua người Dương Thần, không dừng lại chút nào, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Như không hề quen biết Dương Thần, khi mới bước vào cửa, cô ấy đã trông thấy cảnh tượng ba cô gái ngồi cùng bàn Dương Thần đẩy cơm cho anh ta, trong lòng lập tức thấy không vui. Lão chồng hờ này của mình, còn lấy công ty thành nơi tán tỉnh một hay là ba cô đây. Nhưng thật ra một số quản lý cấp cao khác nhìn thấy Dương Thần không giống những nhân viên ra sức lấy lòng kia, chỉ chú ý đến bản thân mình, một mình và cơm, có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cố tình ghi nhớ người này trong lòng viết vào sổ đen. Mạc thiện Ni mặc bộ đồ màu vàng nhạt, tươi đẹp quyến rũ mới sáng sớm đã mở cuộc họp, vẫn chưa thấy Dương Thần, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực dọc, đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút trào phúng, trêu cợt chợt lóe sáng trong mắt, dừng lại bên cạnh Dương Thần một chút, nói: "Dương Thần, 3 giờ chiều nay chuẩn bị một chút, cùng tôi ra ngoài làm chút việc." Nói xong liền đi thẳng. Dương Thần nuốt một miếng đồ ăn xuống, anh ta làm sao không biết, nữ cấp trên nhìn mình khó chịu nhất định lại muốn dở trò gì đó, vừa định thoái thác, rất bận, thì đã thấy Mạc Thiện Ni cùng một vị cấp cao công ty say xưa thảo luận cái gì đó, vốn dĩ không để ý đến hắn rồi. Chúc anh may mắn. Triệu Hồng Ngọc bên cạnh nhìn Dương Thần nháy nháy mắt. Dương Thần nhún vai, cười cười như không hề gì, tiếp tục vùi đầu chiến đấu. chương 45, người mùi hương biết phụ nữ. Trong khu vực đặc biệt ở nhà ăn quốc tế Ngọc Lôi, các cán bộ cấp cao của công ty có liên quan với nhau chia thành không ít nhóm bên cạnh Tổng Giám Đốc Lâm Nhược Khê thảo luận vài vấn đề trong hội nghị, ngoại trừ trợ lý kiêm thư ký Ngô Nguyệt, vẻn vẹn chỉ có hai, ba nữ quản lý cấp cao ngồi gần một số cấp cao khác luôn liếc ngược về phía cấp trên, nhưng không cũng dám quá gần vị trí Lâm Nhược Khê, dường như hình thành khí tràng cổ quái, đặc biệt quái dị. Người ngồi gần nhất phải kể tới Mạc Thiện Nhi, lúc này cô ta lại không có chút tâm trạng để ăn dù đĩa thức ăn bầy biện khá đẹp mắt, Cúi đầu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi. "Lâm tổng, hôm qua gặp người đó, cảm thấy thế nào ạ?" À? Lâm Nhược khê dù đang ăn cơm cũng có một phong thái vô cùng tao nhã, giống như công chúa hoàng gia đang ra giáo điều vậy. Nghe xong lời Mạc Thiện Ni nói, rất tự nhiên buông bát đũa xuống, sắc mặt thản nhiên hỏi lại. "Người nào? Là Dương thần đó, có phải thái độ rất kém không?" mạc thiện ni trong lòng vẫn thấy không hiểu vì sao lâm nhược khê gạt bỏ đề nghị sa thải dương thần lâm nhược khê cố tình đưa mắt nhìn ra phía nhà ăn một chốc rồi tiếp tục cầm bát đúa nói anh ta không phạm sai lầm lớn không nguy hại đến lợi ích công ty không làm tổn hại hình ảnh công ty thì không cần chú ý tới mặt khác của anh ta tôi sẽ xử trí nói xong lại tiếp tục ăn cơm từng chút một lúc này mạc thiện ni càng thấy không hiểu hơn thần sắc trên gương mặt xinh đẹp biến đổi liên tục, cuối cùng lại buông không hỏi dự tính của Lâm Nhược Khê nữa, kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô ấy biết, sự vô lý của người phụ nữ xinh đẹp này, khiến cho lòng đố kỵ khó mà xuất hiện, là không muốn nói nhiều về đề tài kia nữa. Được. Tổng giám đốc đã không xa thải ngươi thì ta sẽ khiến ngươi tự đệ đơn xin thôi việc. Mạc Thiện Ni cam hận nghĩ. Buổi chiều dương thần chơi trò chơi suốt hơn một tiếng đồng hồ, vốn còn định ngủ một giấc chưa yên tĩnh, liền quay sang Triệu Hồng Yến mượn cái gối bơm phồng đã bày xong rồi, nhưng Mạc Thiện Ni đã đi đến. Nhìn dáng vẻ thướt tha của nữ cấp trên xinh đẹp, Dương Thần lúc này có chút trột dạ, trên gương mặt dịu dàng như thế của cô ta, làm sao liền lộ ra nụ cười của con sói giả đang nhìn chú cửu non chứ. Dương Thần, anh cũng rảnh rỗi cả ngày rồi nhỉ, đi cùng tôi đến chỗ này một chuyến, cần anh làm một vài việc rồi. Dương Thần nhìn xung quanh, nhìn các nữ đồng nghiệp đều vùi đầu chăm chú làm việc, Cố nén cười không muốn giúp hắn, đành bất đắc dĩ nói. Làm tài xế thì được, còn cái khác tôi cần suy nghĩ lại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cần ngươi làm gì. Mạc Thiện Nhi thở một hơi dài thầm nghĩ, cái tên này vẫn giữ cái thái độ muốn chết đó. Đi cùng Mạc Thiện Nhi xuống tầng ngầm giữ xe, xe của Mạc Thiện Nhi là chiếc Audi A4 màu đỏ, ngồi vào trong đã ngửi thấy mùi thơm mê người từ người Mạc Thiện Nhi tỏa ra. Dương thần kìm không được, hít mấy hơi hưởng thụ, cười nói. Cô Mạc, trong xe thật là thơm, có mùi rất giống cô. Da mặt anh dày thật đấy. Mạc Hiện Ni kìm không được gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Anh trước mặt phụ nữ đều nói năng tùy tiện như vậy hả? Cái gì chứ, mùi hương dễ chịu thì tôi ngửi nhiều một chút, cái gọi là len lén ngửi mùi hương phụ nữ kia mới đáng khinh. Tôi đã đọc qua một bài báo khoa học nước ngoài nói về sự kết hợp nam và nữ, mức độ cao nhất là sức hấp dẫn mùi khi một người đàn ông hy vọng có được một người phụ nữ và khi kết hợp với người phụ nữ đó, thường thường là mùi hương cơ thể người phụ nữ đó phù hợp với khẩu vị của người đàn ông đó. Điều tra hàng trăm người họ đúng là vợ chồng, đều thông qua những mùi hương cơ thể mà tìm thấy bạn đời của mình. Dương thần nhìn Mạc Thiện Ni nháy nháy mắt. Không muốn nhiều lời với anh. Mạc Thiện Ni khởi động xe không hề nhìn lại hắn, nhưng khi xe chạy chưa được bao lâu, thì chịu không nổi sự hiếu kỳ lại hỏi. Nói như vậy, anh và vợ anh kết hôn, cũng nhờ vào cái mũi người sao. Dương thần sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh giá xinh đẹp của Lâm Nhược Khê, thầm nghĩ mùi hương của bà xã tôi tất cả đàn ông đều chịu không nổi, ngoài miệng thì cười hì hì đáp. Đó không phải là chủ yếu, tôi thích mùi hương của bà xã tôi, mùi hương của những cô gái khác tôi cũng thấy thích, cô mặc nè, mùi hương của cô cũng rất tuyệt đấy. Vừa nói vừa hít một hơi dài. Anh, nếu chiếc Audi A4 có ghế ngồi bắn ra của máy bay, Mạc Thiện Ni thật muốn trực tiếp bắn bay tên hạ lưu này. Trên đường đi, gương mặt Mạc thiện Ni ửng đỏ liên tục, làm thế nào cũng khó mà hết được. 15 phút sau, xe dừng dưới lầu một tòa nhà cũ, Mạc Thiên Ni như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng lườm Dương Thần, nói. Thấy tấm biển phụ trang hoa thành phía trước chưa? Dương Thần ngáp một cái, mở to mắt nhìn, vị trí trung tâm phía trước tòa nhà quả thực có một tấm đế màu trắng chữ đen ghi, công ty trách nhiệm hữu hạn phục trang hoa thành. Đó là chỗ chúng ta cần đến sao? là anh đến, chứ không phải tôi. Trên mặt Mạc Thiện Ni ánh lên một tia giảo hoạt. Tôi cần đi đến công ty khác để đàm phán, anh đi công ty này. Đàm phán, nói cái gì? Dương thần bực bội đáp. Công ty Hoa Thành này năm ngoái đặt công ty chúng ta trang phục 600 ngàn, nhưng vẫn còn nợ khoản còn lại 400 ngàn, vốn là đến sang năm mới đến kỳ hạn, nhưng nghe nói Hoa Thành sắp phá sản, cho nên chúng ta cần nhanh thu hồi khoản nợ 400 ngàn kia, phòng ngừa mất hết vốn, không thu hồi lại được dương thần cảm giác chuyện có chút gì đó không đúng cô mạc nhiều tiền như vậy cô để một mình tôi đi thực sự là quá khó những người trong ban quan hệ xã hội khác đều có việc làm chỉ có anh là rảnh huống hồ bảo anh đi thu nợ chứ phải đi chém người đâu nếu anh là đàn ông thì đừng kỳ kèo nữa mạc thiện ni trừng mắt nói dương thần kỳ thực rất muốn nói tôi là gã đàn ông kỳ kèo như vậy nhưng nghĩ có trốn không thoát thì đành nhận sau khi cầm tài liệu giao dịch từ tay mạc thiện nhi từ từ nhằm hướng tòa nhà đi tới kết thúc xong thì gọi điện thoại cho tôi tôi sẽ đến đón anh mạc thiện nhi nói xong cười tươi tắn quay đầu xe rời khỏi bãi đỗ tiện tay cầm điện thoại tắt máy dương thần vẫn không biết hắn bị cấp trên dở trò khoan thai bước vào trong tòa nhà liền thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở quầy hàng đang vẽ lung tung móng tay một cách chán ngán cô gái nhìn thấy dương thần bước vào liền nở nụ cười quyến rũ. Ngài muốn phục vụ gì sao? Dương Thần vẫy vẫy túi tài liệu trên tay. Tôi là người của Quốc tế Ngọc Lôi, hy vọng cùng quý công ty trao đổi về vấn đề tài chính của một vụ giao dịch. Quốc tế Ngọc Lôi. Cô gái sau khi nhìn Dương Thần một cách kỳ lạ thì kiểm tra một vài thứ trong máy tính sau quầy hàng và hỏi. Xin hỏi, chuyện liên quan đến khoản còn lại của giao dịch à? Dương Thần vui vẻ, xem ra công ty này rất tốt nhanh như vậy đã nhận rõ sự việc coi như không có ý định quyệt nợ rồi bản thân hắn cũng thấy thoải mái rất nhiều bèn gật gật đầu đúng vậy cô gái mỉm cười vẻ khác thường đi tới phía trước hai tay khép lại chỗ bụng dồn đôi ngược lại rất bắt mắt cái khe sâu kia dường như có thể dẫn người ta rơi xuống vực sâu mời ngài theo tôi tôi dẫn ngài đến chỗ giám đốc nói xong mông eo uốn éo từ từ đi lại phía thang máy Dương thần lập tức bắt kịp đồng thời nhìn bóng dáng đong đưa của cô gái, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, xem ra con nhỏ mặc hiện ni không tệ, sắp xếp việc thu nợ này được ghê. Audio điện tử võ tấn bền chương 46, ngài có đôi mắt rất tinh đời. Đi theo cô gái vào thang máy, thang máy cũng có đôi chút cũ nát y như cái tòa nhà này, bốn bề xung quanh được dán các loại quảng cáo hệt như ngoài cột điện. Từ bệnh thầm kín tới khám chữa răng, bệnh nặng bệnh nhẹ chữa theo phương thức cổ truyền và cùng với mỗi ngóc ngách con đường góc phố muôn màu muôn vẻ từ ngữ trao chuốt hoa mỹ khiến cho các công ty quảng cáo thực thụ cũng phải cảm thấy hổ thẹn dương thần thích thú xem các lời quảng cáo gật đầu không ngừng nói mấy cái quảng cáo này hay tôi thích cô gái nãy giờ mỉm cười duyên dáng bỗng nhiên trao đảo cô xấu hổ cười ngài có đôi mắt thật tinh đời thang máy chạy một mạch đến tầng cuối cùng mới dừng lại ra khỏi thang máy dương thần có chút giật mình sướng sờ khi ngửi thấy mùi hôi mùi khói thuốc nồng nặc chỉ thấy trước mắt là một căn phòng làm việc rất lớn bàn ghế xếp đặt vô cùng lộn xộn các loại giấy in giấy báo giấy ăn giấy vệ sinh thậm chí còn có cả mấy loại mà phụ nữ thường dùng để dán trong người cũng bị vất văng dưới đất hầu hết màn hình máy tính ở đây bị bụi bẩn bám đầy nhìn còn chẳng rõ nhiều cái đã bị đập tan tành cả văn phòng giống như trăm năm chưa từng được quét dọn qua bụi bay lơ lửng trong không trung, đến cả chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà đã rơi xuống một nửa. Cảnh tượng như vậy giống như là một văn phòng bị bỏ hoang từ lâu, hơn nữa trông nó như đã từng bị người ta cố tình đập phá, điều này khiến Dương Thần không khỏi thắc mắc, những viên chức trong này lại là một đám đông náo động. Chỉ thấy một đống người ăn mặc quái dị, đủ các thể loại, hoặc nam nữ thanh niên, hoặc trung niên túm năm tụm ba ở các cạnh bàn, không ồn ào lớn tiếng kêu đổ xúc sắc thì cũng là tiếng đánh bài xì tố, Tiếng đánh mạt trược, thậm chí chơi cả trò domino Phần lớn đàn ông ở đây đều phì phèo điếu thuốc trên miệng Đàn bà con gái trang điểm lộng lẫy Mặt tô son chát phấn dày đặc lượn lờ xung quanh đám đàn ông Cũng không biết là muốn bị đàn ông chọc gẹo hay chính mình muốn chọc gẹo đàn ông Thiết thở cái không khí ngột ngạt hôi hám ấy Cuối cùng Dương Thần cũng hiểu được bạn bè toàn mở công ty xã hội đen Trả trách quốc tế Ngọc Lôi chẳng có người dám đến đòi nợ Không chừng sau khi phát hiện sự việc này tổ chức xã hội cũng chẳng ai dám đến. Thật ra Dương Thần chỉ nói đúng một nửa, quốc tế Ngọc Lôi đích thực là sau khi xảy ra chuyện mới phát hiện ra công ty phục trang hoa thành căn bản không phải là công ty hợp pháp gì, lúc ấy bởi vì số tiền giao dịch không lớn lắm cho nên nhận tiền đặt cọc xong liền giao hàng. Sau này thì cũng có cho người đến đòi nợ, tiếc là những người ấy sau khi nhìn thấy chân tướng thật sự của công tu phục trang hoa thành thì đều chạy mất dép giám đốc công ty phục trang Hoa Thành thậm chí còn tuyên bố nếu như còn dám đến đòi nợ thì sẽ đánh chết người đó ném xác về. Vì chưa tới thời hạn trong giao ước, quốc tế Ngọc Lôi cũng không thể kiện ra tòa, đành phải chịu bị động. Lần này mà kiện ni để Dương Thần đến, rõ ràng có mục đích mượn giao giết người, khiến Dương Thần lập tức phải chủ động rời khỏi công ty. Đối với người bình thường gặp trường hợp thế này sẽ cảm thấy khủng khiếp, nhưng những cảnh khủng bố thế này lại rất quen thuộc với Dương Thần, thậm chí còn có đôi chút trẻ con cô lễ tân xoay người đang muốn nhìn thấy kẻ không óc sẽ kinh sợ tới cỡ nào nhưng lại thấy dương thần lại có vẻ rất thích thú nhìn bốn phía xung quanh và cười cô gái cười nhạo nghĩ trong lòng đúng là cái đầu ngu ngốc xem chút nữa hắn còn cười được nữa không thưa ông phòng giám đốc ở bên kia xin mời theo tôi cô gái nheo mắt cười nhạo nói dương thần gật đầu cười đáp văn phòng của các cô rất được còn có thể hút thuốc trong này, hay lắm. Hay lắm. Cô gái mang bộ mặt bí hiểm, cô hoài nghi liệu có phải quốc tế Ngọc Lôi sai một thằng ngốc tới đây. Sự xuất hiện của Dương Thần thu hút không ít sự chú ý của nhân viên ở đây, vài tên cao to lực lưỡng lại gần cười nham hiểm, chúng nhìn Dương Thần khinh miệt. Một tên da mặt ngăm đen giơ tay sờ soạn người cô lễ tân và hỏi Dương Thần là ai. Cô gái này chắc hẳn thường ngày có quan hệ không bình thường với đám người kia, bị tên mặt đen sờ soạng phần ngực mà ả à, cười khanh khách, khuôn mặt căng tràn sắc xuân đáp. Quốc tế Ngọc Lôi cử người đến đòi nợ, hắn đòi đưa đi gặp đại ca. Lại là quốc tế Ngọc Lôi. Vài tên cười cười lớn. Hai tháng trước có tên bảo hắn đai đen Tây Đô, rốt cuộc cũng chỉ cần hai ba nhát là hắn tàn phế rồi, giờ tới thằng danh này thuộc đai nào đây? Đám nhân viên cười rộ lên, chúng nhìn ánh mắt xương thần một cách thích thú, giống như một con cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mổ thịt một đứa con gái mặc áo đen ngắn tay, váy bò, mặt tròn đi lên phía trước, hướng về dương thần nhả khói thuốc, nói. Thằng em đẹp trai, đòi nợ làm gì, đi chơi với chị thôi. Cái con hồ ly tinh này đêm qua vẫn còn chưa ăn no sao, có cần mấy anh em ta thay nhau đại chiến với cô em vài trăm trận nữa. Một tên tóc ngắn, người gầy gò như khỉ cười tiếp lời. Đứa con gái cười là lơi, ngửa trước ngửa sau, ngả nghiêng, điệu bộ không cự tuyệt, được thôi, chị mày đứng ở đây, các chú em tới đi. Tôi thấy được đấy. Tên mặt đen đang sờ mông con bé tiếp tân liếc mắt nhìn Dương Thần khinh khỉnh. Hôm nay tốt quá lại có thằng nhãi danh dẫn xác tới cho anh em ta chơi rồi. Nghe được một đám lâu la dọa dẫm mình, Dương Thần không khỏi buồn cười, chẳng buồn đáp lại chúng. Nhìn đứa con gái tiếp tân đã ở trong tay tên mặt đen, đôi môi đỏ mọng rên rỉ, ả à cố hướng về phía phòng giám đốc. Này tên nhóc, mày coi lời nói của bọn tao không ra cái quái gì hay tai mày điếc tên mặt đen thấy dương thần không thèm đếm xỉa gì tới mình hắn ta giận dữ dương thần phớt lờ hắn ta và tiếp tục đi tên mặt đen đẩy đứa con gái ra khỏi lòng nắm tay chỉ thẳng mặt dương thần lớn tiếng tên nhãi danh có tin mày tiến thêm bước nữa tao đạp chết mày không lần này dương thần dừng bước từ từ quay lại liếc nhìn tên mặt đen chỉ là cái liếc mắt tên mặt đen đột nhiên thấy mình như bị rơi vào cái hố băng, máu như ngừng lưu thông. Đây là ánh mắt gì vậy, không chút sức sống, không chút chống cự, áp bức đè nén mạnh mẽ khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy một thở, ánh mắt kéo người ta rơi vào thế giới hoang tàn. Thê lương độc một màu trắng xám mà chẳng thể kéo trở về. Tôi đến để đòi nợ, không phải để chơi với các anh. Dương thần quay người, tay cầm túi tài liệu vứt sang một bên, tới gần tên mặt đen, giọng bình thản. Lúc đầu, các anh không đưa tiền cũng không vấn đề gì cả đưa tôi tiền tôi còn ngại thủ tục phiền hà các anh nói như vậy tôi sẽ đòi lại tiền con người tôi thật ra rất dễ tính anh đừng có quá quát trêu đùa thì mọi người đều vui vẻ nhưng các anh sao không mở mang đầu óc tôi chỉ nói một lần tôi ghét nhất bị uy hiếp vừa dứt lời dương thần dường như biến mất trong tức khắc lần xuất hiện tiếp theo mọi người trong phòng chỉ nhìn thấy tên mặt đen vừa đứng lúc nãy toàn thân co cứng Người hắn nhũn dần ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt đảo trắng dã, đúng là bị đau tới bất tỉnh. Dương Thần đứng cạnh gã, thu hồi nắm đấm vừa đấm vào bụng tên mặt đen, chẳng chút bận tâm nhìn xung quanh cười nhạt hỏi: "Còn đứng xướng đó làm gì? Anh em các người bị đánh, các người không báo thù cho hắn sao?" Chương 47, cứ như ngôi sao phim hành động. Câu nói của Dương Thần như ngọn lửa đổ thêm dầu, toàn bộ nam nữ trong phòng đều bừng bừng phẫn nộ thằng nhãi danh chán sống, đừng có tưởng có mấy miếng võ là không ai dám động tới mày. Một tên cao to lực lưỡng vất lá bài đang cầm trên tay xuống, hắn ta hầm hầm sắc khí dơ nắm đấm sông lên. Dương thần chẳng buồn nhìn lên, hắn thọc một tay vào túi lấy bao thuốc, còn một tay tóm lấy nắm đấm của gã kia. Đột nhiên giữa không chung chỉ một cái ngoác gọn nhanh chóng, nắm đấm của tên kia vẫn chưa hạ xuống, tay gã đã bị tóm chặt. Cổ tay của gã bị biến dạng giống như bánh quẩy chỉ trong nháy mắt. Ôi! Gã đàn ông đau đớn kêu, gã giữ lấy cánh tay mềm hoạt ngã vật xuống đất, cánh tay bị chật khớp hoàn toàn, mồ hôi đầm đìa toát lạnh toàn thân. Đám lưu manh đang định xông lên ẩu đả với dương thần nhưng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra như vậy chúng trần trừ dừng lại. Bọn chúng vừa sợ mất mặt nhưng cũng lại sợ đau. Dương thần châm xong điếu thuốc, rít lấy một hơi, đám nam nữ xung quanh lúc đầu còn lớn tiếng ẩm ý chỉ trong tức khắc đã im lặng bối rối, chúng e rẻ quan sát dương thần không tiến tới mà cũng chẳng lùi lại những kẻ có số má trên giang hồ chẳng cần gì ngoài thể diện chúng mày xem ra chỉ là đám loai choai học việc vẫn chưa gia nhập giới giang hồ được dương thần cười nhạo báng nhặt túi tài liệu vừa vất lên bọn mày chỉ nói phép là giỏi không biết trước kia người của ngọc lôi phái đến như thế nào nhưng tao nghĩ tao có điểm khác với chúng nó nói xong dương thần xoay người tiếp tục đi tới văn phòng tổng giám đốc thân thủ của ông quả phi phàm, nhưng việc ông đến công ty đối xử với cấp dưới của tôi như vậy, thực tình khiến tôi có chút khó xử. Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ phòng giám đốc. Một người đàn ông trung niên có nét mặt trứng chạc, mặc bộ vest màu xám, đôi giày da bóng loáng bước ra. Đại ca, đám lâu la đang mất sạch khí thế nhìn thấy người đàn ông liền hô ẩm lên, dường như người đàn ông này sẽ giúp bọn chúng lấy lại thể diện đã mất. Dương thần hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt, tóc cắt so le, mặc đồ Armani, đeo chiếc thắt lưng của Louis Vuitton, đi giày hiệu Pierre Cardin, cộng thêm khuôn mặt có phần đạo mạo, tự tin giống như những doanh nhân thành đạt. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống như giám đốc của một công ty lớn chứ không giống tên đại ca cầm đầu của tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc công ty. Cứ bảo sao Ngọc Lôi phải chịu thiệt, hóa ra còn có ông xếp giấu mặt đằng sau. Dương thần cười khẩy trong lòng. Anh là người của quốc tế Ngọc Lôi đến đòi nợ, anh gây chuyện như vậy làm tôi rất khó giải quyết, anh bảo phải làm thế nào bây giờ. Quách đại ca cười thâm hiểm, thần thái đủng đỉnh như những nhà quý tộc châu Âu trước kia. Dương thần đưa mắt nhìn tập tài liệu, họ quách trước mặt chắc là đại ca của cái công ty đen này, quách tử hằng. Tấm thân bị thịt của mày tốt thật, chắc hẳn lừa được không ít tiền đâu. Tôi chưa bao giờ lừa ai tiền, không có thực lực, có lừa thế nào cũng không được, tôi phải vất vả đổ mồ hôi chứ không phải dựa vào những cái bên ngoài, tôi thuộc tuyếp người tốt gỗ chứ không phải tốt nước sơn. Quách tử hằng dẻo mỏ đáp. Dương thần nhả khỏi thuốc nói tiếp. Mày diễn thật lắm, có tiền đồ hơn tao đấy. Tao cùng lắm cũng chỉ đoạt giải kim mã, còn mày có thể đạt được giải Oscar. Ô, quách tử hằng cười nhạt đáp. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ông mới thuộc tuyếp nước sơn. Mày lại nhìn thấy gì rồi? Dương thần cười và hỏi. Tao thấy một tên ngốc, hoàn toàn không biết mình đang làm gì lại còn mang cái vẻ mặt ngốc nghếch với sự tự tin ngu xuẩn thường thấy. Quách tử hằng nói xong đột nhiên cởi chiếc áo vest Armani vất xuống, bên trong là chiếc áo sơ mi hiệu Gucci. Trông thấy vậy, đám thanh niên trai gái trong phòng hò hét tứ phía, hô hào quách đại ca triệt hạ thằng cha kiêu ngạo này đi. Quách tử hằng ra hiệu cho mọi người trong phòng giữ yên lặng, sắc mặt có chút kiêu căng, hắn vận động nhẹ chân tay cho giãn xương cốt. Phía trong chiếc áo sơ mi, cơ bắp rắn chắc ngồn ngộn như một cá thể sống. Ngực, bắp tay cuồn cuộn, xương phát tiếng kêu răng rắc. Eo, ngôi sao phim hành động. Dương thần vui vẻ nói tiếp. Mất không ít công sức tập thể hình đấy nhỉ, có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn Mỹ Nam. Đạt tiêu chuẩn thành trai bao cho các quý bà rồi. Mày tự tìm tới cái chết rồi. Dương thần thở dài. Tao khuyên mày nên mặc áo vào, trả tiền cho tao, tao không muốn động tay động chân, mày cũng còn phải giữ lại cái mã bề ngoài chứ." Quách Tử Hằng rốt cuộc cũng nổi giận, hắn nhảy vọt lên. Cơ thể quả nhiên cường tráng, Quách Tử Hằng cách Dương Thần trên dưới hai thước, y phi nhanh xoay người tung cú đá. Chắc hẳn y đã từng luyện qua một môn võ công nào đó, động tác của Quách Tử Hằng rất thuần thục, công lực 10 phần mạnh mẽ. Một chân phi tới, kèm theo trận gió nhẹ kéo đến khiến cho đống giấy tờ trên bàn bay lung tung trên không. Tất cả mọi người đều không thấy rõ đường đi của cú đá. Tay trái của Dương Thần chẳng hiểu sao đột nhiên chắn trước ngực. Bộp. Dương Thần không bị đá bay như mọi người nghĩ, chỉ thấy chân của Quách Tử Hằng bị tay trái của Dương Thần túm gọn khi vừa gần tới ngực, không thể tiến thêm được. Trúng đích, rất tốt, nhưng còn hơi chậm. Dương Thần dường như đang đưa ra nhận xét dạy bảo học sinh vậy. Quách Tử Hằng trong lòng thấy kinh hãi, cú đánh của hắn không phải là mấy kiểu vớ vẩn vẫn hay biểu diễn trên TV bản lĩnh này hẳn phải được rèn luyện từ thế giới ngầm thực thụ. Tử Hằng thừa hiểu góc đá và lực tung ra như vừa rồi mạnh tới cỡ nào, vậy mà chưa ai có thể ung dung đến như vậy, giống như mấy trò trẻ con vậy. Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt trồi lên khiến quách Tử Hằng liều lĩnh, mặt đỏ ửng lên, hét lớn. Buông tay! Thật ra gã căn bản không thể rút chân ra khỏi bàn tay của Dương Thần. Lực của hắn sao mạnh tới mức này? Mày trả tao tiền, tao sẽ thả tay mày ra dương thần thuận miệng cười nói mắt quách tử hằng lóe sáng tôi phải vào văn phòng lấy xét thế mới ngoan dương thần gật đầu và buông chân quách tử hằng ra mọi người trong phòng vô cùng kinh sợ bọn họ không thể ngờ vị đại ca chưa bao giờ chịu thất bại trong tim họ lại đột nhiên thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt tuổi đời còn non trẻ thế này đám nam nữ bắt đầu rút lui chúng lùi dần về phía cửa thang máy Quách tử hằng không cam lòng liếc nhìn dương thần rồi lê bước vào văn phòng, không quá một phút, hắn quay lại. Mày sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, tao quách tử hằng chưa bao giờ chịu thua, cho nên hôm nay mày phải chết. Quách tử hằng từ văn phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng, trong đôi mắt hắn hiện ra chút gì đó điên cuồng. Tay của hắn đang cầm khẩu súng đã được lên đạn sẵn nhắm ngay giữa chán dương thần. chương 48, hai loại người đáng sợ nhất. Dương thần mỉm cười, thực sự nhịn không được lại cười. Thật không ngờ tối hôm qua có người cầm súng dí vào mình, hôm nay lại lại có người cầm súng đối phó với chính mình. Ở cái đất hoa hạ quản chế chặt chẽ súng ống này, so với buổi ban đầu ở nước ngoài thì súng ống đầy giấy. Giám đốc quách, chẳng lẽ ông không biết người Mỹ dùng khẩu súng này để săn bắn sao, cớ sao lại chĩa vào tôi? Tôi đâu phải hưu nhung, càng không phải gấu đen. Quách tử hằng nghĩ rằng Dương thần sợ hãi, cười mỉa đáp trong mắt tôi bây giờ, cậu giống như là con thỏ tôi săn được, cậu đừng tưởng trong bán kính 4-5 mét với súng trường tôi không thể bắn trúng cậu. Dương thần nhếch mép cười, không chút do dự bước tới một bước. Ông đoán xem, đừng có nhúc nhích, cậu mà còn bước thêm một bước là tôi nổ súng đấy. Cầm và mặt của quách tử hằng đổ cả mồ hôi lạnh, lớn giọng rít bảo. Dương thần chẳng thèm để ý, tiếp tục tiến thêm một bước về phía trước. Tôi sẽ đứng ở đây, súng ở trong tay ông, cò trên súng tôi ở ngay trước mặt ông đây nên làm gì và có thể làm gì đều do ông quyết định dương thần chẳng chút hoảng loạn chậm rãi hút hết điếu thuốc rồi vứt xuống sàn dẫm tắt rồi tiếp tục bước tới trước mỗi bước đi đều khiến tim của tất cả mọi người có mặt ở đó một lần run lên như thể là có sấm sét bùng nổ trong lòng họ mỗi khi dương thần bước một bước tim của mọi người lại đập thình thịch như là trống cái tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy chỉ trong tích tắc vài giây không khí dường như cô quánh lại trong phòng khách lớn chỉ còn mỗi âm thanh tiếng bước chân chậm rãi của Dương Thần. Khoảng cách chỉ có 4-5 mét, chỉ khoảng 6-7 bước chân nhưng tim của mọi người cứ muốn nhảy ra ngoài, sững sờ cuộc đối đầu, đến cả hai tên bị Dương Thần hạ gục một cách nhẹ nhàng nằm quằn quại trên nền cũng nín thở trước cảnh tượng trước mắt. Ngón tay của Quách Tử Hằng chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng dùng sức mạnh của viên đạn xuyên qua thân xác đang ở trước mặt y. Thân xác của Dương Thần rất bình thản, không khác gì việc bắt tay với một người chưa quen biết, Ánh mắt ấy toát ra sự lãnh đạm, trong cái giây phút sống còn trước mắt này chẳng có gì tồn tại bình thường. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong 3 giây, lúc mà Dương Thần bước đến trước mặt của Quách Tử Hằng, gương mặt y trắng bệch, đầu da đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn. Trên thế giới này có hai loại người đáng sợ nhất, đầu tiên là kẻ điên và thứ hai là loại người không sợ chết. Kẻ điên đáng sợ có lẽ vì họ không sợ chết, chết tôi còn chẳng sợ, ông nghĩ xem súng đối với tôi có tác dụng không? dương thần khẽ mỉm cười thuận tay đoạt lấy khẩu súng trong quách tử hằng y cơ bản quên cả kháng cự giang giác chỉ thấy dương thần tùy ý quơ hai tay khẩu súng trường bằng kim loại như thể là ngọn cỏ lau phát ra âm thanh gãy gọn trong cái không gian như tranh ấy cái âm thanh kia dường như kéo mọi người trở lại thực tại mọi người được phen kinh hồn bạt vía này này không phải chỉ có trên phim ảnh của hollywood thôi sao cái con người này hắn là siêu nhân sao còn bẻ gãy cả súng trường nữa. Vứt phần bị bẻ gãy từ súng TSNG một bên, Dương Thần phủi phủi tay, cười nói như không. Giám đốc Quách, thế này thì ông có thể đi lấy tờ chi phiếu rồi chứ. Quách tử hẳng giống như vừa hoàn hồn, toàn thân run rẩy, nhìn thanh niên trẻ tuổi đang cười trước mặt y như thể nhìn quái vật. Từ khi y bước chân vào đời, y đã thấy qua những kẻ tàn nhẫn độc ác, nhưng chưa thấy qua người nào không cần mạng sống. Càng đáng sợ hơn chính là cặp mắt của người thanh niên ấy, thách thức y bóp cò thế đối với hắn chẳng là gì làm sao có thể thế chứ trên thế gian này thật sự có người không biết sợ súng đạn ư muốn tiền thì không có đâu còn mạng thì có một mạng đây quách từ hằng cáo kỉnh đáp y muốn giữ lại vẻ tôn nghiêm cuối cùng của một đại ca xã hội đen chật chật dương thần lắc đầu tiếc nuối ông sao không chịu hiểu nếu ông thật sự đấu thắng tôi thì lúc nãy ông nên bóp cò đến bóp cò ông cũng chẳng dám làm điều đó chứng tỏ ông còn sợ việc sống chết ông đấu không lại tôi đừng để tôi phải làm những việc mà bấy lâu nay tôi không làm tao công nhận nếu đánh thì mày lợi hại hơn tao gan mày đủ lớn nhưng lão đây sẽ không đưa xu nào hết quách tử hằng hất mạnh cái bàn vẻ mặt hung tợn gầm gừ vậy thì không thể trách tôi được tính tôi vốn đã trở nên ôn hòa hơn nhiều nụ cười dương thần lộ vẻ ma quái và có chút hưng phấn thân pháp cực nhanh vụt cái đã ở sau lưng quách tử hằng cùng lúc hai tay dùng lực nhanh mạnh khiến quách tử hằng chẳng kịp phản ứng, hai cánh tay của y bị khóa chặt. Một đá vào khuỷu chân của quách tử hằng khiến y lảo đảo rồi quỳ dạp xuống đất. Rắc, âm thanh xương cốt bị gãy vang lên, quách tử hằng giống lên đau đớn, vị trí hai cánh tay trên bả vai lệch đi. Dương thần dùng một chân đạp lên bắp chân của quách tử hằng đang quỳ dưới đất khiến y không có cách nào đứng dậy được, chỉ có thể ngọ nguậy phần lưng, nhưng mỗi lần ngọ nguậy như thế dương thần lại dùng lực dẫm mạnh khiến quách tử hằng chẳng còn dám động đậy mày mày đã làm gì với tay tao quách tử hằng đau đến độ nhe răng trợn mắt quay đầu nhìn trừng trừng dương thần mắt hẳn những tiêm máu không có gì chỉ là làm cho khớp xương cánh tay của ông lệch so với bả vai chút xíu mà thôi dương thần đắc ý đáp mày mày nghĩ làm thế có thể khiến tao đưa tiền và nhận thua ư không thể nào quách từ hằng lớn tiếng la lối, nhưng đám đệ tử của y đều khiếp sợ chẳng dám nhúc nhích, nhìn thấy đại ca của mình bị đánh tới mức quỳ dạp xuống đất thế kia thì có tên nào dám xông lên. Bọn họ ra đời lăn lộn kiếm sống, chứ có phải bán mạng đâu. Dương thần khua khua ngón tay. Ông nhầm rồi, đó mới chỉ là mở màn, làm sao tôi có thể chỉ tiếp đãi ông bằng một việc ấy thôi. Vừa dứt lời. Bàn tay của Dương Thần lại lần nữa chộp lấy bả vai cánh tay của Quách Tử Hằng. A, à, Quách tử hằng lại thất thanh hét lớn. Mày lại làm gì nữa vậy hả? Rắc rắc. Ngay sau đó lại là âm thanh xương cốt bị lệch đi. Dương thần nở một nụ cười thỏa mãn. Không có gì, tôi chỉ đưa cánh tay của ông về vị trí cũ, đưa về vị trí cũ rồi lại bẻ lệch đi, làm lui làm tới vài lần, luyện cánh tay, tốc độ cứ chậm dần, xem chừng ông rất đau nhỉ, yên tâm, tôi làm vài lần nữa thì ông chẳng thấy đau nữa đâu. Ác quỷ, ác quỷ, tên này là ác quỷ quách tử hằng hoàn toàn tê cứng y biết nếu tiếp tục như thế bản thân sẽ không chết nhưng so với chết đau đớn hơn nhiều sống mà không bằng chết cốt hiếu chính là đó nỗi đau của cánh tay và bắp chân như ngàn mũi kim đâm vào tim đầu óc mấy lần như muốn lịm đi nhưng lại bị những cơn đau không chịu được ấy kéo ngược trở lại tao tao đưa tiền lúc dương thần lại lần nữa khóa hai cánh tay quách tử hằng thật sự không thể chịu đựng được nữa âm thanh phát ra từ miệng quách tử hằng nghe có vài phần giống như khóc đúng vậy, y khóc thật, y rơi cả nước mắt, vì nhục nhã, vì không cam tâm, mà cái chính là vì đau đớn. Thế mới đúng chứ? Dương thần cảm thấy vừa lòng liền buông lỏng cánh tay của Quách Tử Hằng, cười ha hả. chương 49, giáp mặt ở Hành Lang. Thời điểm từ công ty Lưu Manh Hoa Thành trở về công ty quốc tế Ngọc Lôi cũng đã là hơn 4 giờ chiều, gần đến giờ tan ca. Dương thần lại thấy tinh thần thoải mái, gần cốt được thư giãn, lại còn kiếm được chút tiền lẻ để dành khoản này mua điểm tâm sáng cho nữ nhân viên văn phòng. Sau khi bước ra từ thang máy tiếp tục đi thông ra bằng hành lang của phòng quan hệ xã hội, hành lang này ba mặt dùng thủy tinh cường lực tạo nên, chất liệu trong suốt có thể thấy được sắc cam hồng của mặt trời lặn ở mọi góc độ, thấy toàn cảnh vẻ đẹp bên ngoài. Ngay lúc đó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một khung cảnh khiến Dương Thần phải dừng bước. Đó là một đôi nam nữ, người nam hình như là nhân viên cấp cao của công ty, mặc sơ mi trắng quần tây, đầu có chút hói, dáng người hơi mập mạp, không cao lắm, bộ dạng bóng loáng với cặp mắt ti hí. Dương Thần nhớ là lúc ăn trưa đã trông thấy người này nên mới biết y là trưởng phòng của công ty. Về người nữ, chỉ cần nhìn dáng sau lưng cũng có thể nhận ra, mặc áo quần màu tím, tóc thì nhuộm vài sợi màu tím đỏ với những đường cong thướt tha đầy đặn, đó là Lưu Minh Ngọc làm việc cùng phòng. Trưởng phòng Mã, hôm nay thực sự tôi có việc bận, lần sau có cơ hội rồi đi ạ. À. Gương mặt của Lưu Minh Ngọc lộ chút khổ tâm, miễn cưỡng cười đáp. Người nam được xưng hô là trưởng phòng Mã ấy nói bóng nói gió. "Minh Ngọc à, liên tiếp mười mấy lần cô đều từ chối lời mời của tôi. Sao vậy, chẳng lẽ đi uống rượu với ông già như tôi lại khó đến vậy à? Hay là cô xem thường họ Mã tôi?" "Không phải đâu trưởng phòng Mã." Lưu Minh Ngọc nhíu nhíu mày. "Tôi, tôi có việc thật mà, ngày mai còn phải đàm phán cùng khách hàng, hiện tại thực sự không rảnh." nụ cười trên gương mặt trưởng phòng mã tắt dần, lạnh lùng đáp. Lưu Minh Ngọc, cô đừng có không biết điều như vậy, cô tưởng tôi không biết chuyện xấu của cô và mấy tên khách hàng đó sao, bảy tám phần toàn thể công ty đều biết, cô đừng có làm ra vẻ thanh cao. Trưởng phòng mã ông, mắt Lưu Minh Ngọc ánh lên nét giận dữ, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, tiếng nói cũng có phần trở nên lãnh đạm. Trưởng phòng mã, xin đừng tùy tiện dựng chuyện, tôi có phải là loại người như thế hay không thì không phải do những tin đồn đó quyết định. Ha ha, hàng năm đều đứng đầu về thành tích, cô đều xem mọi người là kẻ ngốc sao, cô còn là một đóa hoa của phòng quan hệ xã hội, Lưu Minh Ngọc cô cũng đừng nhỏ nhen thế chứ. Trưởng phòng mã cười cờ tỏ ý khinh thường. Yên tâm, cô đi uống cùng tôi một chén, tôi sẽ không để cô thiệt đâu, tiền thưởng cuối năm chẳng hạn, thế nào hả? Trưởng phòng mã xin chú ý giữ hình tượng của mình lưu minh ngọc bỏ qua không muốn nói thêm tiếng nào nữa gương mặt xinh đẹp quyến rũ đầy sự đau khổ trưởng phòng mã đang muốn nói thêm điều gì đó đột nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ vai ai vậy trưởng phòng mã khó chịu ngoảnh đầu lại thấy một người thanh niên xa lạ đang nhìn mình mỉm cười quái gở cậu là ai trưởng phòng mã giật mình thận trọng hỏi dương thần đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một bọn họ nói chuyện nên cũng hiểu được bảy tám phần câu chuyện thế nên tự nhiên thấy không ưa cái lão già chẳng có lấy một ngón nghề tán gái kia, nghe hỏi hắn chỉ cười cười đáp. Xin chào trưởng phòng mã, tôi là người mới chuyển về phòng quan hệ xã hội, tên tôi là Dương Thần. Nhân viên nam phòng quan hệ xã hội. Trưởng phòng mã suy tư đôi chút. Anh đứng đó làm gì, có phải là đã nghe hết rồi không? Ồ, tôi chỉ vừa mới đi ngang qua, nghe trưởng phòng mã với chị Minh Ngọc bàn luận chuyện đi chơi buổi tối nay, muốn hỏi có thể đi cùng được không, trưởng ban mã không biết đấy thôi tôi rất thông thuộc các quán đêm ở đây hắn nói xong còn nháy nháy mắt với trưởng phòng mã vài cái trưởng phòng mã khóe mắt giật giật tiểu tử kia người muốn uy hiếp ta sao người có biết ta là ai không hử người nghe thấy những gì không có chứng cứ mà dám tung tin bậy bạ thì ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi lưu minh ngọc thấy dương thần bước tới trong lòng có chút mừng rỡ nhưng khi thấy trưởng phòng mã và dương thần kình nhau lại thấy lo lắng cho dương thần ánh mắt không ngừng ra hiệu bảo Dương Thần nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Thần đâu dễ gì bỏ đi như thế, vừa cười tùm tỉm vừa lấy điện thoại di động ra, khua khua bảo. Trường phòng mã, ông nên biết hiện nay điện thoại di động có nhiều cải tiến rồi, không những có thể ghi âm mà còn rất rõ ràng cơ. Lần này thì sắc mặt của trưởng phòng mã thay đổi thật khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Người muốn thế nào? Tôi chẳng muốn gì cả, Trưởng phòng Mã có thái độ hợp tác thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người đều bình an." Dương Thần thản nhiên nói tiếp, "Nếu trưởng phòng Mã có ý muốn đối phó với tôi thì đó chẳng phải ý kiến hay đâu, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ thì một nhân viên quen với trưởng phòng Mã đây cùng xảy ra chuyện không hay thì chắc chắn trưởng phòng Mã sẽ thiệt thòi hơn nhiều." Trưởng phòng Mã chưa bao giờ trải qua mấy chuyện mờ ám này nên thiếu chút nữa là ngất xỉu, đến độ sau khi nói ba từ được, chỉ biết nhìn chừng chừng Dương Thần và Lưu Minh Ngọc, giận dữ đùng đùng rời khỏi đó. Lưu Minh Ngọc thở phào vuốt vuốt ngực khiến khuôn ngực đầy đặn nở nang phập phồng theo, làm ánh mắt Dương Thần nhìn chăm chăm. Giận dữ liếc Dương Thần một cái, Lưu Minh Ngọc cũng chẳng thẹn thùng. Này, đừng có nhìn nữa, trong mắt muốn lồi cả ra ngoài rồi kìa. Ha ha, giá người chị Minh Ngọc quả là gợi cảm. Dương Thần tán Dương một cách trắng trợn. Lưu Minh Ngọc đỏ cả mặt, cười đùa bảo thật không nhận ra đấy, cậu thật nhanh trí, biết lấy điện thoại ghi âm lại nếu không chẳng biết làm thế nào. Trưởng phòng mã không những là nhân viên kỳ cựu của công ty mà còn là trưởng phòng tài chính, chẳng mấy ai ở ngọc lôi này dám tranh chấp với lão. Dương thần thản nhiên cười cười, đưa điện thoại di động cho Lưu Minh Ngọc xem. Lưu Minh Ngọc sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười khanh khách. Cái cậu này, thì ra cậu gạt hắn ta, nói thế thì hắn ta cũng ngu thật, cũng không thèm xem có thực là bị ghi âm lại chưa nữa kỹ xảo tán gái kém cỏi thật, đầu óc chắc cũng không hơn gì. Dương thần nói chắc nịch. Nói vừa xong, cả hai người đứng ở hành lang không người ấy cảm thấy có chút ngượng ngùng, Lưu Minh Ngọc im lặng một lúc cúi đầu bảo. Dương thần có thể nhờ cậu một chuyện được không? Nói xem nào. Dương thần cũng đoán được là chuyện gì. Xin đừng để lộ sự việc hôm nay ra ngoài, cứ xem như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Kỳ thực thì chị không cần phải như thế, bị quấy rối cũng chẳng hay tí nào, nếu chịu suy nghĩ một chút thì cũng không phải khó giải quyết tên trưởng phòng mã đó. Dương thần nghĩ thầm trong bụng, chương 50, hai thiếu phụ. Trong mắt Lưu Minh Ngọc toát ra chút chua xót nhớ lại, lắc đầu cười nói. Em có bạn trai, anh ấy tham gia quân ngũ rồi, nhưng đến giờ vẫn bật vô âm tín, vẫn chưa trở về. Tham gia quân ngũ không phải hai năm là về sao, anh ta ở lại đơn vị à. Không biết nữa, người nhà anh ấy cũng chuyển nhà đi lưu minh ngọc có phần mệt mỏi cười nói có thể là như mọi người nói tiến đến một vị trí quan trọng nào đó nhưng cứ như vậy cũng không hay em là phụ nữ hẳn là hiểu được sự quan trọng của tuổi tác dương thần oán thầm người đàn ông kia bày đặt không cần phụ nữ lại chạy đi làm nhân viên cơ mật gì đó lưu minh ngọc gật gật đầu vậy thì có sao em lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy không thể quên được làm sao có thể đón nhận người đàn ông khác Cô dừng lại một chút rồi cười nói Thôi, không nói việc này nữa Sắp hết giờ làm rồi Quay lại văn phòng thôi Dương thần tất nhiên không có ý kiến Nếu người ta đã nói không cần làm ẩm ý chuyện đó Thì cũng chỉ có thể nghe lời người ta thôi Nói chuyện xong Dương thần trên tay vẫn cầm chi phiếu quách từ hàng viết Phải đưa cho thủ trưởng Mỹ Nữ vừa nhẫn tâm lại vô vị của mình Khi bước vào văn phòng một nhóm các cô gái thành phố đã bắt đầu trang điểm, sửa soạn chuẩn bị từ công ty về nhà, cách ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, chắc chắn là muốn đi hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của cuộc sống về đêm. Triệu Hồng Yến và Trương Thái lại rất bình tĩnh, cũng không trang điểm gì đặc biệt, thấy Dương Thần trở về liền cười, cùng cất tiếng chào. Công việc thuận lợi chứ, sao về muộn thế? Triệu Hồng Yến hỏi. Dương Thần gật đầu, tò mò hỏi. Chị và Trương Thái sao không trang điểm, thay đồ như mọi người? Triệu Hồng Yến u oán thở dài nói. Anh không nhìn ra ư, tôi và Trương Thái đều là đàn bà đã có chồng, hai chúng tôi kết hôn năm ngoái, còn trang điểm làm gì? Thì ra hai người đã kết hôn rồi ư. Dương thần có chút kinh ngạc, chẳng trách dáng người đấy đã hơn nhiều so với các nữ đồng sự khác. Trương Thái cười khanh khách. Dương thần, anh không phải muốn làm gì với chúng tôi đó chứ. Chúng tôi đều có ông xã rồi, đừng có ra tay nhé dương thần cũng là người đã kết hôn có bà xã chúng ta cũng như nhau thôi triệu hồng yến mỉm cười nói dương thần nghĩ thầm quan hệ giữa tôi với cô lâm nhược khê kia có thể tính là vợ chồng sao nhưng tất nhiên là không thể nói ra đành cười xấu hổ chán nản chạy vào văn phòng của mạc thiện ni đèn bàn trong phòng đã bật ánh sáng có vẻ hơi mờ ảo mạc thiện ni đã cởi áo khoác ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng đang chăm chú viết gì đó trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính gọng vàng, mái tóc đuôi sam đơn giản, vài sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt cô chăm chú, thậm chí không chú ý tới Dương Thần nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đây là một cô gái ăn mặc, trang điểm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Chẳng qua là tính tình không được tốt, có lẽ đại đa số các mỹ nữ đều có tật xấu như vậy, Dương Thần nghĩ. Chẳng lẽ anh không biết gõ cửa sao? Mạc Thiện Ni rốt cuộc cũng nhìn thấy Dương Thần đi đến trước bàn làm việc. Tuy tò mò rằng người đàn ông này dường như chẳng có việc gì lại còn tủm tỉm cười, bộ dạng rất đáng ghét, nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi, thản nhiên hỏi một câu. Dương Thần kéo cái ghế dựa ngồi xuống, đưa tờ chi phiếu trong tay từ từ đặt lên bàn. Chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý gõ cửa. Đây là cái gì? Mạc Thiện Ni buông bút, hoài nghi nhìn tờ chi phiếu trên mặt bàn mệnh giá 400 ngàn. Dương thần mỉm cười. Mạc tiểu thư không phải nhờ tôi đi đòi nợ sao? 400 ngàn, không thiếu một xu. Mạc thiện ni cầm tờ chi phiếu, nhìn chữ ký ở mặt trên, đích thực là của quách tử hằng, tên đầu sỏ lưu manh không biết xấu hổ. Cô không khỏi nghi hoặc đứng lên, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Dương thần, thật sự không rõ người này làm thế nào mà khiến đối phương ngoan ngoãn đem tiền nợ trả lại. Anh, không sao chứ? Mạc thiện ni rốt cục vẫn không kìm nổi hỏi một câu, không khỏi nhìn Dương Thần đánh giá cao thấp. Cô vẫn luôn cảm thấy Dương Thần phải vật lộn sống chết mới có thể trở về, mấy chuyên viên lần trước đi đều vào bệnh viện, có người giờ còn phải ngồi xe lăn. Dương Thần làm vẻ không biết gì cả, buông lỏng tay, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, không phải là một chút tiền nợ sao, tôi thấy bọn họ nói chuyện rất tốt, quách tổng lại còn đích thân phái người đưa tôi về. Gặp quỷ, chẳng lẽ đám lưu manh kia lại ăn chay rồi, mà kiện ni trong lòng tức giận, Muốn nói tiền nợ đòi được về là chuyện tốt, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt không hề bị thương tổn chút nào, vẻ mặt thoải mái, sao tự nhiên lại thấy không cam lòng. Những cảm xúc đó không thể để hiện lên trên mặt được, Mạc Hiện ni hít sâu một hơi mới nói. "Vất vả cho anh rồi, cuối tháng chia hoa hồng sẽ ghi nhớ vào cho anh, anh có thể về rồi." "Vậy thì cảm ơn Mạc tiểu thư." Dương Thần gật đầu hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ra lại quay đầu lại, cười như không, nói: mạc tiểu thư bộ đồ đen cô mặc không tồi rất đẹp đến lúc dương thần rời khỏi mạc hiện ni vẫn không giải thích được nhìn khắp trên người mình rõ ràng là áo trắng màu đen ở đâu ra nhìn kỹ mới phái hiện trước ngực mình có hai chỗ màu đen mờ bởi vì dưới ngọn đèn chiếc áo có chút trong suốt nên mới có thể thấy được anh ta nói không phải quần áo là áo lót dương thần hiểu ra rồi mạc hiện ni mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi đấm một phát xuống mặt bàn hai con người thiếu chút nữa thì bắn ra lửa hãy đợi đấy sau khi chào các chị em trong văn phòng dương thần cuối cùng cũng được hưởng thụ sự vui sướng của dân văn phòng công việc này so với việc bán thịt dê xiên nướng thì nhàm chán hơn nhiều nhưng hoàn cảnh thì không tồi chỉ cần trong không khí tràn ngập hương vị các mỹ nữ thì nơi chợ hôi thối kia không thể so sánh được đến bãi đỗ xe ngầm dương thần vừa mới ngồi lên xe điện thoại di động liền rung lên là lý tinh tinh Dương thần cười bắt điện thoại. Alo, Lý Tinh Tinh giọng nói có phần vui sướng. Dương đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Dương thần tất nhiên sẽ không chủ động thừa nhận bọn Trần Đức Hải là do mình xử lý. Chính là chuyện Trần Đức Hải. Lý Tinh Tinh nói nhỏ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, đổi chủ đề. Tóm lại cảm ơn anh, bố mẹ và em rất vui. Nghe giọng nói dịu dàng của cô gái, Dương Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô bé kia cũng thông minh, hắn cười nói. Thật ư, vậy là tốt rồi, để bố em tiếp tục việc buôn bán đi, sáng mai anh sẽ đến tâm sự với ông ấy. Vâng, em biết rồi. Còn việc gì không? Dương thần không ngại tán gẫu một lát với Lý Tinh Tinh, nhưng muộn rồi sợ sẽ kẹt xe. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 50.